Kỳ Dư Hùng biết Nghiêm Lập Dân và Triệu Quốc Đống không hòa hợp, chẳng qua y cũng không quá để ý. Triệu Quốc Đống mà không có ai gõ một chút thì còn không phải suốt ngày gây chuyện sao? Triệu Quốc Đống vốn định dùng cơ hội này đâm Nghiêm Lập Dân một chút, nhưng hắn suy nghĩ mãi liền bỏ ý tưởng không lý trí này. Hắn có thể khẳng định ngày sau Nghiêm Lập Dân sẽ gây không ít phiền phức cho hắn. Nhưng hắn không sợ, làm bí thư huyện ủy mà sợ phiền phức thì thà đừng làm còn hơn. So sánh với bên thị ủy khá căng cứng, Triệu Quốc Đống ở bên chính quyền thị xã tùy tiện hơn nhiều. Dù là Kim Vĩnh Kiệt, Mạnh Nguyên hay Phú Quyên đều có đánh giá tốt với Triệu Quốc Đống. Dù sao thành tích của Hoa Lâm 2 năm qua là rất rõ ràng. Hơn nữa ai cũng Hoa Lâm được như vậy không thể không nhắc tới Triệu Quốc Đống. Hội nghị kết thúc, Triệu Quốc Đống liền xin phép Phưu Liên Hương và ngồi xe chạy lên sân bay Thái Bình An Đô. Hắn lên được Bắc Kinh đã là 8, chi nhánh Hoa Bắc của tập đoàn Thương Lãng đến đón máy bay, đưa Triệu Quốc Đống tới khách sạn Côn Lôn. Điều này làm Triệu Quốc Đống cảm thấy đây là việc tốt. Có một tập đoàn phục vụ mình như vậy đúng là có lợi. Trước khi lên máy bay, Triệu Quốc Đống đã gọi điện cho Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương trong thời gian này đúng là rất bận vì chuẩn bị cùng Thủ tướng sang 8 nước châu Phi. Ngoài việc củng cố quan hệ truyền thống ra, Triệu Quốc Đống nghĩ nhất định vấn đề năng lượng là trọng điểm trong chuyến thăm của Thủ tướng tới châu Phi. Nếu không Thái Chánh Dương bây giờ phụ trách mảng này sao có thể đi cùng. Buổi gặp mặt bố trí vào buổi chiều thứ Bảy, chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng không rõ tình hình của đối phương, điều này làm hắn có chút tức giận. Nhưng vì có Thái Chánh Dương nên hắn phải ăn mặc hẳn hoi. Thái Chánh Dương nói Triệu Quốc Đống làm như thế nào thể hiện đủ sức hấp dẫn của đàn ông, làm đối phương chấn động, lời này làm Triệu Quốc Đống muốn ngất. Sao nó không giống gặp mặt mà như đi thị uy vậy? Chẳng lẽ đối phương có gì đặc biệt sao? Quyển 7, chương 65. Triệu Quốc Đống xoay xoay bức ảnh trong tay. Bức ảnh rất đơn giản, một bức ảnh chỉ có thể thấy hơi nghiêng, có lẽ không phải cố tình chụp. Hắn thấy như cảnh bên nước ngoài. Thái ca, đây là cái gì? Triệu Quốc Đống giơ bức ảnh lên mà nói. Đây là đối tượng giới thiệu cho chú. Thái Chánh Dương trông có vẻ trẻ hơn khi ở An Đô vài tuổi. Triệu Quốc Đống thấy đối phương có vẻ rất nhàn hạ, còn có một cảm giác kích thích. Đối tượng giới thiệu cho em. Thái ca, có phải hơi của thả không? Chỉ một bức ảnh mơ hồ này đã muốn làm vợ em ư? Em không biết cô gái này, Thái ca, dù là lấy nhau cũng không nên mơ hồ thế chứ. Triệu Quốc Đống kêu lên. Thái ca, nếu như anh bị người ép tìm một người chết thay, em nhất định sẽ cắn răng giúp anh. Chẳng qua nếu anh chỉ đơn thuần vì nguyên nhân đồng nghiệp mà muốn giúp thì em nói với anh là không cần. Em không thể chấp nhận hôn nhân như vậy. Chú muốn biết rõ tình hình. Cô ta công tác ở Cục Châu Phi, Bộ Ngoại giao, 25 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học liền đến Bộ Ngoại giao công tác, năm sau đến Đại học Quốc tế Wilson học một năm. Thái Chánh Dương nhíu mày nói. Ai thích sắp xếp như thế nào, cô gái kia có lẽ không như vậy. Nếu không phải do áp lực gia đình thì chỉ sợ đối phương cũng không muốn miễn cưỡng trở về. Triệu Quốc Đống cười nói. Du học sinh từ nước ngoài về, có điều kiện tốt như vậy thì chọn em là kẻ quê mùa làm gì? Thái ca, có phải không xứng không? Triệu Quốc Đống biết rõ Đại học Quốc tế Wilson kia là gì, đó là cái nôi đào tạo nhân tài ngoại giao. Trung Quốc bây giờ đã dần dung nhập vào quốc tế, học tập quan niệm quốc tế thì phải sang các quốc gia phát triển như Mỹ. Cô gái được chọn đưa đến Đại học Quốc tế Wilson du học thì thằng ngu cũng biết có thân phận không bình thường. Nhưng tại sao lại chọn ngành ngoại giao thì Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Thái Chánh Dương thở dài một tiếng, y đã gặp cô gái kia, là người có tính độc lập cao, gặp phải người như Triệu Quốc Đống có được coi là sao hỏa va và trái đất không? Quốc Đống, ổn định gia đình sẽ giúp sự nghiệp của chú phát triển. Thái Chánh Dương còn định nói nhưng Triệu Quốc Đống đã xen vào nói. Thái ca. Anh nói thật xem có thấy cô gái này thích hợp với em hay là chỉ có lợi cho sự phát triển của em. Thái Chánh Dương á khẩu, y thấy Triệu Quốc Đống đang nhìn mình với ánh mắt khiêu khích. Quốc Đống, anh cũng không muốn nói nhiều. Anh chỉ có thể nói cô gái này rất xuất sắc. Anh nghĩ những trải nghiệm của cô ấy không biểu hiện gì, ít nhất cũng có thể nói rõ một vấn đề hôn nhân cần duyên phận. Nhưng cái gì là duyên phận? Có lẽ một lần ngẫu nhiên gặp mặt là duyên phận, nhưng gặp gỡ và có tia lửa có được coi là duyên phận không? Thái Chánh Dương cố gắng tìm lời nói thích hợp, đến tuổi y mà còn nói đến việc tình yêu và hôn nhân, ngay cả Thái Chánh Dương cũng có chút buồn cười. Triệu Quốc Đống mặt không chút thay đổi nhìn ra ngoài mà nói. Thái ca, anh cảm thấy làm như vậy có ý nghĩa không?
hoặc là nói cô ấy muốn vậy hay gia đình cô ấy muốn vậy. Anh cảm thấy em cần duyên phận và cơ hội như vậy sao? Lời này của Triệu Quốc Đống rất sắc bén. Hắn mặc dù không trực tiếp từ chối yêu cầu của Thái Chánh Dương nhưng rõ ràng đã lộ rõ ý muốn tự bước đi mà không cần sự giúp đỡ bên ngoài. Thái Chánh Dương có thể nhạy cảm phát hiện Triệu Quốc Đống không thể chấp nhận hôn nhân chính trị. Thái Chánh Dương lại không cho rằng như vậy. Hôn nhân chỉ là hình thức, đối với người muốn làm ra thành tích trong sự nghiệp thì bản thân hôn nhân không quá quan trọng. Nhất là trong mắt Thái Chánh Dương thì Triệu Quốc Đống không phải người truyền thống, nhưng lời này Thái Chánh Dương không thể nói ra ngoài miệng. Quốc Đống, anh cảm thấy ít nhất cũng nên gặp mặt một lần cũng được mà. Có duyên hay không thì người trẻ tuổi ngồi nói chuyện, trao đổi ý kiến thì anh thấy cũng không có gì khó mà phải không? Thái Chánh Dương lui một bước mà nói. Trên thực tế Thái Chánh Dương cũng không tin vào việc này mấy. Nếu như không phải có một lần y trùng hợp nói chuyện với bên vị đồng nghiệp kia, người kia có hứng thú thì y cũng không vội vàng gọi Triệu Quốc Đống đến như vậy. Y đã đáp ứng với người kia không ngừng dục, có lẽ đối phương đang đau đầu vì cô gái. Triệu Quốc Đống cười nói. Không vấn đề gì, chỉ cần Thái ca không nên ôm hy vọng quá nhiều là được. Thái Chánh Dương thở dài một tiếng. Triệu Quốc Đống có thái độ này mà đi gặp mặt thì sao có ấn tượng tốt được. Chẳng qua y suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, cuộc sống và thân phận của hai người khác nhau quá nhiều, hoàn cảnh và vị trí công việc bây giờ cũng khác nhau, sao có ngôn ngữ chung. Hơn nữa bây giờ là thời đại gì mà phụ huynh ép buộc được. Quốc Đống, là bí thư huyện ủy rồi thì chú phải để ý đến lời nói hành động của mình. Chú coi như có một vị trí của mình trên bản đồ chính trị Trung Quốc. Chức bí thư huyện ủy lớn không lớn, nhỏ không nhỏ nhưng cũng là quan phụ mẫu nắm giữ quyền lực trong tay. Thái Chánh Dương coi như giải quyết xong vấn đề này nên thoải mái nói. Chú làm bí thư huyện ủy thì có cảm nhận gì? Từ việc quy hoạch cụ thể chuyển dần sang thành người nắm giữ phương hướng. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Ồ, coi như cũng biết rồi đó. Chú coi như đã hiểu sự khác nhau về công việc giữa bí thư và chủ tịch. Lãnh đạo chủ yếu của đảng và chính quyền nghe ra đều là lãnh đạo chủ yếu. Nhưng bí thư phụ trách gì, chủ tịch huyện làm gì thì nó phải phân chia rõ. Làm thế nào xử lý tốt quan hệ này là nghệ thuật công việc của bí thư huyện ủy. Chú phải nhớ khống chế, nắm trong tay, đây là trách nhiệm chính của bí thư huyện ủy. Nếu là tốt có thể khống chế tình hình, có thể làm theo phương hướng chú đặt ra, như vậy chú là một bí thư huyện ủy thành công. Mà sao làm được như vậy thì phải dùng tốt cán bộ. Lời Thái Chánh Dương là đúc rút từ kinh nghiệm làm Triệu Quốc Đống phải cẩn thận suy nghĩ. Được rồi, anh không nói nhiều nữa. Chú đứng ở vị trí này. Anh tin chú biết nên phải làm việc cẩn thận, chuyện lớn không được hồ đồ, gặp việc phải suy nghĩ. Những việc này đối với chú chắc không hề khó. Thái Chánh Dương thấy Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ liền không nhiều lời. Nhiều thứ người khác nói không bao giờ rõ. Thái ca, tháng tới đi châu Phi có phải có kế hoạch gì không? Triệu Quốc Đống rất quan tâm tác dụng của Thái Chánh Dương trong chuyến đi tới châu Phi. Ừ, quốc gia vốn có ý đồ trong vấn đề này, lần này chủ yếu là xác thực kế hoạch. Kế hoạch cụ thể thì cần thông qua Đại sứ quán 8 nước châu Phi ở Trung Quốc truyền về nước bọn họ. Văn bản và kế hoạch cụ thể thì còn chờ bàn bạc xong mới có. Thái Chánh Dương gật đầu nói, một tháng nay y vẫn đang bận về việc này. Văn phòng nguồn năng lượng vừa thành lập, áp lực công việc rất nhiều, Thái Chánh Dương được phân công làm phó chủ nhiệm thường trực. La Mã không phải một ngày xây dựng xong, chuyện này mặc dù không nên chậm trễ nhưng chỉ sợ cũng cần phải có chừng mực. Nếu không làm cho đối phương nắm được tâm trạng của chúng ta sẽ không có lợi cho công tác sau này. Triệu Quốc Đống cười nói. Ở lâu trong bộ, anh càng cảm thấy chính sách nguồn năng lượng của nước ta trì trệ. Bây giờ giá dầu mặc dù còn thấy nhưng sản lượng dầu khai thác được của thế giới không tăng mạnh như mọi người nghĩ. Hơn nữa các tập đoàn khổng lồ trong lĩnh vực dầu mỏ đã trải rộng khắp nơi trên thế giới. Kinh tế Trung Quốc không ngừng tăng trưởng. Anh rất lo lắng mấy năm sau nguồn năng lượng chính là trở ngại lớn nhất ngăn cản sự phát triển của Trung Quốc. Thái Chánh Dương thở dài một tiếng mà nói. Bước vào tầm trung ương thì tiếp xúc tài liệu, tin tức nhiều hơn địa phương rất nhiều lần, càng như vậy càng làm y thấy áp lực. Mấy lời nhắc nhở của Triệu Quốc Đống làm y thông qua nhiều con đường thu thập tin tức. Kết quả đạt được làm y rất giật mình. Các nước lớn trên thế giới đều có thể khống chế tất cả tài nguyên, nhưng Trung Quốc bây giờ chưa đủ coi trọng vấn đề này. Quyển 7 Chương 66. Triệu Quốc Đống trầm ngâm nói. Chỉ sợ tầng lớp cao cấp không đủ khiến cho người ta coi trọng thôi. Chẳng chuẩn bị gì cả, đến lúc phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề thì thời cơ cũng mất rồi.
Ừ, anh cũng nghĩ thế. Lúc này đây xét đến 8 nước châu Phi, 4 nước Nigeria, Angola, Sudan, Cameroon đều có nguồn tài nguyên dầu mỏ tương đối phong phú. Tuy rằng các công ty đa quốc gia của các nước phương Tây cũng đã tiến vào những nước này nhưng xét thấy thế cục ở những nước này cũng không phải là rất ổn định. Hơn nữa, chủ nghĩa thực dân lưu lại sự tổn thương trong lòng dân chúng những nước này. Cho nên đối với chúng ta mà nói, những nước này vẫn còn ý nghĩa rất lớn. Đẩy mạnh hợp tác với bọn họ trên phương diện nguồn năng lượng có thể khiến cho chúng ta có được một con đường khác để tiếp tế nhiên liệu ngoại trừ Trung Đông. Thái Chánh Dương nhấp một ngụm trà, thanh âm lại trầm thấp. Chúng ta cần phải chủ động đi ra, hơn nữa, phải đi ra thật nhiều nơi. Nếu không, bỏ qua cơ hội này thì sau này chúng ta muốn giành được cơ hội hợp tác ở các nước này sẽ càng ngày càng xa vời. Mà các công ty đa quốc gia của phương Tây chắc chắn cũng không trơ mắt nhìn chúng ta mở rộng ở châu Phi đâu. Tùy phong tiềm nhập dạ, nhuận vật tế vô thanh. 1. Triệu Quốc Đống khẽ ngâm nga một câu thơ đường, sau đó nói. Chính phủ khi cân nhắc đến phương thức hợp tác với những quốc gia này nên đa nguyên hóa và làm phong phú hơn. Hiệu quả và lợi ích quá mức có lẽ trong ngắn hạn sẽ thấy hiệu quả rất nhanh, nhưng sau này lại sẽ xuất hiện rất nhiều hiệu ứng phụ. Em cảm thấy nếu muốn giành được hợp tác lâu dài với những quốc gia này, thứ nhất là để hai bên cùng có lợi, thứ hai là cần truyền bá ảnh hưởng của ưu thế văn hóa truyền thống của nước ta đến những quốc gia này. Đây là công tác lâu dài mà gian nan nhất, nhưng lại không thể không làm. Nếu muốn làm cho chúng ta thực sự đứng vững được ở châu Phi, điều này sẽ có thể gia tăng thêm sức mạnh. Ánh mắt Thái Chánh Dương không kìm nổi mà co rụt lại. Lời nói của Triệu Quốc Đống lại một lần nữa làm cho y có cảm giác rung động và niềm vui bất ngờ khó có thể diễn tả được bằng lời. Ảnh hưởng của sự thâm nhập văn hóa như vừa nói hiện giờ mới chỉ là ở tình trạng thăm dò và tranh luận trong giới lý luận. Nhưng văn hóa giải trí của nước Mỹ không ngừng dùng cách thức truyền bá những bộ phim cổ điển đã thâm nhập trên toàn bộ thế giới và đã làm người ta nhìn thấy rằng hình thái thâm nhập này có ảnh hưởng thật lớn lao. Giá trị nhân sinh quan và quan điểm thẩm mỹ của cả một thế hệ đều bởi vì một chút thâm nhập văn hóa ngoại lai này mà đã bị ảnh hưởng, và sinh ra cảm giác thân cận với văn hóa Mỹ. Vô hình chung, điều này sẽ đưa đến tác dụng thẩm thấu mà một ngày nào đó không thể nhận thức được, khiến cho con người ta có cảm giác thân thiết với nước Mỹ. Mức độ ảnh hưởng này có khi còn lợi hại nhiều hơn cả kết quả của một cuộc chiến tranh. Mà theo như lời của Triệu Quốc Đống, tính hiệu quả và lợi ích ngắn hạn của việc hợp tác trước mắt đây cũng là chủ yếu, lâu dần sẽ bổ sung và khắc sâu vào suy nghĩ, chỉ vì món lợi trong một thời gian ngắn mà bỏ qua lợi ích lâu dài của việc hợp tác, xem nhẹ thực lực mềm của văn hóa đối với ảnh hưởng đến một quốc gia. Về mặt này, chính phủ có vẻ đã có chút xem nhẹ rồi. Bỏ qua những chuyện tiếp xúc mang tới sự không thoải mái. Đề tài của Triệu Quốc Đống và Thái Chánh Dương lập tức lại sôi nổi hẳn lên. Bất kể là Quốc Đống đưa ra những ý nghĩ mới mẻ đến thế nào, Thái Chánh Dương cũng đều chứng thực tính khả thi về mặt chính sách của nhà nước. Cuộc tranh luận giữa hai người vô cùng thực tế. Từ việc xây dựng chiến lược dự trữ dầu mỏ đến việc động viên các xí nghiệp nhiên liệu quốc doanh của Trung Quốc triển khai chiến lược phát triển ra bên ngoài. Từ việc ngành công nghiệp năng lượng đang lạc hậu cho đến việc khích lệ các doanh nghiệp tư nhân phát triển quan hệ với các doanh nghiệp ở các nước có sở hữu nguồn năng lượng. Những chính sách này hai người bàn thảo cũng không phải là ngày một ngày hai, nhưng trong khi tranh luận và bàn bạc luôn luôn càng lúc càng đi đến vấn đề tỉ mỉ rõ ràng. Thái Chánh Dương rất thích thông qua biện pháp này trao đổi với Triệu Quốc Đống để đạt tới những quan điểm và ý tưởng có sự khai thác tư duy. Khi nhận được điện thoại, Lưu Kiều có chút không biết nên khóc hay nên cười. Không ngờ cô em họ lại giao cho mình một nhiệm vụ như vậy. Như thế không tốt đâu. Em làm thế không bằng cứ trực tiếp quay về với đối phương còn hơn. Việc gì mà phải làm ra những chuyện như thế? Tứ tỷ, trong nhà thúc giục gấp gáp, nghe nói tên này được người chuyên môn từ bên ngoài đến Bắc Kinh giới thiệu là tuổi trẻ Tuấn Kiệt, là ngôi sao mới trên quan trường, nhất định bắt em phải đến. Nghe nói đây là nhị ca giới thiệu đấy. Anh ấy đã lên tiếng thì em không đi không được. Anh ấy phải giúp em xin phép, đúng thực là em không đi ra được nhưng lại không muốn để anh ấy biết. Chị thay em đến đó xem là tên này là như thế nào, cũng để cho hắn biết khó mà lui. Ở một sân huấn luyện ở đầu kia bãi đất hoang, cô gái với thao tác thuần thục cầm khẩu súng lục xung phong lên. Từ nâng súng, nghiêng người, lại đến nheo mắt nhắm, xoay người rồi đứng im tại chỗ, hành động liền mạch lưu loát. Người thanh niên đang khoanh tay đứng ở xa xa đưa tay ra dấu vê tỏ ý hài lòng. Cả ngày em bận cái gì hử, người gì mà bóng dáng cũng chẳng thấy đâu. Công tác ở châu Phi của bọn em thực sự là bận rộn như thế à?
Lưu Kiều cũng mơ hồ cảm thấy cô em họ từ khi còn nhỏ đến giờ vẫn có quan hệ thân thiết với mình này hình như không giống như làm công tác của nhân viên bộ ngoại giao bình thường. Luôn có một cảm giác nói không nên lời, nhất là khi có người ngoài ở đây thì đằng sau sự nho nhã lễ độ chính là sự cảnh giác và thâm trầm. Chỉ có cô vốn từ trước đến giờ cùng sống với nó mới có thể ngẫu nhiên cảm thấy điều này. Mọi người ở Lưu gia đều là như thế, dù là nam nữ hay già trẻ, không cần thắp đèn vẫn sáng choang. Nghĩ vậy, Lưu Kiều liền lắc đầu. Chị, em thật sự có việc bận, không ở Bắc Kinh mà. Chị coi như là đi xem giúp em một lần đi. Giọng nói trong điện thoại của bên kia trở nên có chút mơ hồ. Được rồi, em gác máy đây. Có chuyện gì thì tầm hơn 2 giờ em mở điện thoại rồi nói sau nhé. Lưu Kiều thở dài một hơi, ngắt điện thoại, đưa tay nhìn đồng hồ, đi ra khỏi văn phòng, bảo lái xe lấy xe ra. Không cần phải hỏi, chắc chắn đây lại là một kẻ thích thấy người sang bắt quàng làm họ rồi. Không biết là lại một nhân viên nhà nước quèn nào, mưu đồ dựa vào cửa nhà Lưu gia này đây. Nghĩ đến đó cô cũng thành ra phiền lòng, bản thân mình mà lại chẳng phải là như thế ư. Lúc trước những lời thề non hẹn biển cũng như ánh sang hoa Mỹ dần dần tan đi. Tất cả lại đều như tảng đá sau khi cơn sóng chiều lui xuống, hiện ra sự chân thật lạnh như băng, làm cho người ta mỗi khi nhớ tới đều cứ như có con độc xà chiếm giữ trong lòng. Cứ như thế mà khó chịu. Chỉ có điều các nhà đều có một bản kinh khó đọc, nhà ai cũng có chuyện khó nói. Chú ba trong nhà cũng như thế. Daisy Lee đã hơn 20 tuổi, hiển nhiên là nhoáng một cái lại là tuổi thanh xuân tươi đẹp sẽ trôi qua. Mà nó cũng chưa từng che giấu sự xem thường và lãnh đạm đối với đàn ông. Mọi người trong nhà thậm chí còn lo lắng nó có khuynh hướng đồng tính luyến ái. Nhưng Lưu Kiều biết, Daisy Lee không phải loại người có bệnh như thế. Chỉ có điều, ảnh hưởng từ gia đình và hoàn cảnh cuộc sống làm cho nó có vẻ quá đáng như thế thôi, khiến cho nó cảm thấy hoàn toàn không thể để cho một thứ gông xiềng mang tên hôn nhân và gia đình trói buộc trên đầu mình được. Câu lạc bộ Bách Tuyển Văn Thải, địa điểm chọn ở nơi này, Lưu Kiều cười cười. Thế chẳng phải là cố ý trêu chọc người ta sao? Tuy nhiên cô vẫn phải đi một chuyến. Nếu đã đáp ứng với Daisy Lee rồi thì nên làm tròn trách nhiệm. Triệu Quốc Đống quả thực là rất cáu. Trước giờ hắn chưa từng nghe nói đến cái câu lạc bộ chó má gì mà Bách Tuyển Văn Thải cả. Mà Thái Chánh Dương cũng không có giới thiệu dư thừa với hắn. Cho nên hắn cứ như thế mơ mơ tỉnh tỉnh đi vào câu lạc bộ ở quảng trường Đông Hoàn. Sau khi đến đây mới biết được câu lạc bộ này không phải là mở ra vì hội viên. Điều này làm cho Triệu Quốc Đống nổi trận lôi đình, thế này chẳng phải rõ ràng là trêu chọc mình hay sao? Rất hiển nhiên, đối phương là muốn dùng phương thức này để từ chối khéo mình đây. Triệu Quốc Đống rất muốn phủi đít đi luôn, nhưng nghĩ trước nghĩ sau, lại vẫn kiên trì đăng ký làm hội viên. Hơn 10.000 tệ phí gia nhập và phí thường niên khiến hắn cảm thấy lần tương thân này có phải là vừa không thực tế mà lại còn có vẻ là coi tiền như rác. Tiền thì không nói làm gì. Nhưng đối phương rõ ràng là coi mình như thằng ngốc mà đùa đây. Hơn nữa, lại còn muốn vùi dập mình thành kẻ bất nghĩa. Nói không chừng đối phương đang ngồi ngay ở một cái góc nào đó mà chờ. Chỉ cần đến lúc đó mình không tới thì tất cả trách nhiệm là quy về mình hết. Nửa tiếng, Triệu Quốc Đống tự xác định thời gian cho mình. Nếu nửa tiếng đồng hồ mà không có động tĩnh gì thì như thế coi như nhiệm vụ của mình cũng coi như hoàn thành. Ngẫm lại xem đêm nay nên làm cái gì. Phải đến sáng mai thì phòng tử toàn mới có thể đến Bắc Kinh được. Thế hôm nay thì sao giờ? Triệu Quốc Đống suy nghĩ. Ừ, điện thoại của Khấu Linh thì mình vẫn còn có chút ấn tượng. Bạn học cũ đã đến Bắc Kinh, đến một quán bar nào đó ngồi tâm sự buôn chuyện có lẽ cũng là một lựa chọn không tồi. Ngồi trong gian phòng tràn ngập các áng văn chương, Triệu Quốc Đống tiện tay cầm quyển London của Henry David Thoreau, 2, lên xem. Quyển sách này hắn đã từng xem qua hồi còn đi học. Nhưng không hiểu được ý tứ sâu sắc. Bây giờ thoạt nhìn lại còn có một chút ý nghĩa. Tựa như một dòng nước mát lành, Triệu Quốc Đống chậm rãi đắm chìm trong miêu tả về lý tưởng kia của Henry David Thoreau. Khi Lưu Kiều đến Đông Hoàn, vừa lúc là thời gian giải lao, đi loanh quanh một vòng trong gian đọc sách thì đã tập trung chú ý đến một số người có khả năng là đối tượng. Nhưng rất nhanh cô đã loại trừ một người trong số đó. Miêu tả tuổi tác và quần áo thì tương đương. Nhưng trên người kia dày đặc khí thức của thành phần trí thức văn nhân, hoàn toàn khác biệt với cái vẻ nhân viên nhà nước quen. Chỉ còn lại có hai đối tượng, một người đang vùi đầu đọc sách, dường như hồn nhiên không biết đến mọi thứ xung quanh. Một người thì đang tùy tiện xem quyển nước Mỹ ngày nay bằng tiếng Anh. Lưu Kiều lập tức loại trừ người sau, một nhân viên nhà nước nhỏ bé chắc hẳn là không có năng lực đọc tiếng Anh được như thế.
như vậy thì chỉ có người trước thôi. Đối phương cũng không chú ý gì đến thế giới xung quanh cả, cũng không quá giống vẻ đến để tiếp xúc thân cận, cũng không giống như là có vẻ gì đó là cố ý khoe khoang bộ dạng nhiệt tình hiếu học và học thức uyên thâm của bản thân. Xã hội bây giờ tuyệt không hoan nghênh chiêu bài ấy. Oan đần ư, từ bên cạnh, Lưu Kiều liếc mắt nhìn qua gáy sách trong tay đối phương. Nhìn không ra người này còn có chút nhã ý, lại thích tác phẩm thể loại này. Chẳng lẽ là tuổi còn trẻ mà đã lăn đi lăn lại trong chính trường đến nỗi cảm thấy sức cùng lực kiệt, muốn tìm kiếm sự an bình trong nội tâm. Tuy rằng về cơ bản Lưu Kiều có thể xác định được đối phương, nhưng xuất phát từ sự an toàn thì vẫn cứ nên lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại. Dặn văn phòng gọi một dãy số, chỉ bảo hai câu thì quả nhiên đối phương đã lấy điện thoại ra rất nhanh. Lưu Kiều lập tức dập máy di động lại. Triệu Quốc Đống không hiểu ra sao hết, nhìn cái điện thoại. Đầu năm nay làm sao mà lắm chuyện thế này, động cái gì là đen đủi cái đó. Uống nước cũng rắt răng, đến điện thoại cũng vô duyên vô cớ đổ chuông, gọi lại mà không ngờ vẫn máy bận. Trong nháy mắt Triệu Quốc Đống ngẩng đầu lên, Lưu Kiều liền cảm thấy có chút quen quen. Mấy giây sau, cô lập tức nhận ra người thanh niên trước mặt. Cô cố gắng nhớ lại, người này từng đưa cho mình một cái danh thiếp. Nhưng lúc mình sắp xếp lại tài liệu đã để danh thiếp của người này vào trong đống tư liệu không quan trọng. Hình như là chủ tịch huyện ở một huyện nào đó của tỉnh An Nguyên. Anh ta lại chính là loại quan liêu thấy người sang bắt quàng làm họ thế này ư. Chú thích. Đây là hai câu trong bài Xuân Dạ Hỉ Vũ. Dịch nghĩa. Đêm xuân mừng mưa. Mưa lành biết được tiết trời. Đang lúc xuân về mà phát sinh ra. Theo gió hây hẩy vào đêm tối. Tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng. Đường quê đầy mây âm u. Thuyền trên sông chỉ thấy lửa sáng. Sớm mai trong vùng ẩm ướt đỏ thắm. Hoa nở đầy cả thành Cẩm Quan. Dịch thơ, bản dịch của Nguyễn Minh. Mưa lành cũng biết lựa lòng trời. Nhằm lúc xuân về nước mới rơi. Đêm tối âm thầm theo gió tới. Thấm nhuần vạn vật lặng không lời. Đường quê mây kéo đèn u ám. Ánh lửa trên thuyền đậu lẻ loi. Năng sớm chiếu hồng cảnh vật ướt. Cẩm Quan thành ngập những hoa tươi. 2. Tác phẩm Wandon của Henry David Thoreau là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của người Mỹ. Xuất bản năm 1885, kể lại khoảng thời gian sau khi Thoreau tốt nghiệp đại học danh tiếng thế giới, Đại học Harvard, ông đã chọn cho mình con đường khác biệt hoàn toàn với các bạn học. Tháng 3,1845, Henry 500, Thoreau một thân một mình với cây rìu mượn được bỏ vào khu núi rừng bên cạnh hồ Wandon, nơi không có người cư trú, tự đốn cây và dựng một cái cốc bên hồ. Hơn 2 năm sống cạnh bờ hồ hoang vắng này, Henry 500, Thoreau đã tự nuôi sống mình bằng cách trồng đậu, khoai tây, củ cải, ngô chung quanh cốc của mình. Ông cho rằng ông đã tìm ra một lối sống lý tưởng từ sau khi sống ở nơi này. Hồ Wandon không chỉ là nơi dừng chân mà còn là quê hương tinh thần của Henry 500 Thoreau. Nơi đây ông có thời gian để quan sát, lắng nghe, cảm thụ và trầm tư, nơi đây ông cất giữ một trân châu và mài giũa nó cho đến khi hoàn mỹ. Chính vì thế Wandon được đánh giá là một quyển sách trí tuệ mang lại sự yên tĩnh cho tâm hồn người đọc. Có nhiều người cho rằng ông yếm thế, thích cuộc sống cô độc nhưng thật sự đến với hồ Wandon không phải là ông xa lánh thế gian này, không phải là ẩn cư, ông đã có một cuộc sống rất vị nhân sinh. Đã từng đề xướng ra tư tưởng công dân bất phục tùng, phản đối chế độ đương thời của Mỹ, phản đối chiến lược của Mỹ đối với Mexico. Henry 500, Thoreau với quyển hồ Wandon đã đạt được tư tưởng triết học thuộc chủ nghĩa tiên nghiệp, tác phẩm còn là một kim chỉ nam dẫn dắt con người tìm đến được sự an bình, thanh thản trong lòng, xóa tan mọi muộn phiền của cuộc sống. Quyển 7, chương 67. Lưu Kiều có chút do dự, liệu mình có cần phải đến bắt chuyện với đối phương hay không? Theo như mình được biết thì bên tương thân này là lẽ ra là một bí thư huyện ủy mới đúng, không ngờ lại là anh ta. Trong thời gian ngắn ngủi có mấy tháng, người kia đã từ chủ tịch huyện lên đến bí thư huyện ủy. Lưu Kiều cũng không xa lạ gì với những chuyện như vậy trong thể chế. Từ chủ tịch huyện lên đến bí thư huyện ủy, nhìn thì như là một đường thế thôi, nhưng ở giữa không có một chút chịu đựng từng trải và sự tích lũy chiến tích thì cũng không phải là một con đường đi dễ dàng đâu. Cho dù là ở những khu vực xa xôi nghèo nàn thì tình trạng này cũng chẳng khác là bao. Nhưng nghĩ lại thấy, có thể tạo nên một vòng tròn với Lưu Nham thì có lẽ cũng không phải là nhân vật xoàng xính gì. Người kia sợ là cũng có trợ lực không ít đâu. Tuy nhiên, sau khi đã trải qua một lần chuyện phát sinh ở Cham Ilusi kia, ấn tượng của Lưu Kiều với người thanh niên trước mắt đây khá là không tồi. Nếu không, cũng không đến mức đáp lễ đưa lại cho đối phương một tờ danh thiếp.
Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhìn cô gái đang chậm rãi đi đến trước mặt mình. Chủ tịch huyện Triệu, à, bây giờ nên gọi là bí thư Triệu nhỉ. Triệu Quốc Đống ngẩn ra và hơi nhớ ra nên đứng dậy, nhường chỗ ngồi cho Lưu Kiều. Lưu tiểu thư, thật không ngờ lại gặp cô ở đây. Nhưng cũng thật là có duyên. Đương nhiên không chỉ là người phụ nữ này, biểu hiện của cô rất là ung dung thanh thản, nhưng dấu vết của tháng năm thì dù cho có dùng bất cứ đồ trang điểm và phục sức gì cũng đều khó có thể hoàn toàn che giấu được. Lưu Nhược, người phụ nữ này cũng họ Lưu, xem ra hẳn là có chút quan hệ. Triệu Quốc Đống đặt quyển sách xuống, lặng lặng chờ. Thật là ngại quá, tạm thời Daisy Lee phải đi Thiên Tân nên không tới được, cô ấy nhờ tôi thay mặt đến nói một tiếng xin lỗi. Thật sự là ngại quá, làm cậu đi một chuyến mất công. Lưu Kiều đảo đôi mắt đẹp, thản nhiên nói. Sự tự tin và vẻ đẹp đan xen nhau tạo thành sức hấp dẫn độc đáo của người phụ nữ chín chắn. Daisy Lee. Triệu Quốc Đống sợ run lên. À, là tên tiếng Anh của Nhược Đồng. Từ nhỏ đến giờ, ở nhà đều quen gọi cô ấy là Daisy Lee. Lưu Kiều nói với vẻ có lỗi. Lưu Tiểu Thư là chị của Lưu Nhược Đồng Tiểu Thư ư. Vừa đến đã an tĩnh. Nói thật, Triệu Quốc Đống ngược lại vô cùng tò mò với người phụ nữ này. Không phải là chị em ruột, cô ấy là con gái của chú ba của tôi. Tuy nhiên mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, tôi đã chứng kiến Nhược Đồng trưởng thành. Lưu Kiều cười cười. Tôi thế nào cũng không ngờ được là Daisy Lee lại bảo tôi thay nó đến xin lỗi cậu. Thật không ngờ là lại gặp người quen, thế giới này cũng thật là nhỏ. À, thật sự không ngờ là lại gặp Lưu Tiểu Thư ở đây. Ngồi một lúc nhé. Trên mặt Triệu Quốc Đống, ý cười tao nhã và hiền hòa. Ừ, Lưu Kiều gật đầu. Rất nhanh, cà phê đã được mang lên. Lặng lẽ quan sát người thanh niên nhìn qua có vẻ rất là thảnh thơi mãn nguyện trước mắt, dường như không hề bị ảnh hưởng vì chính chủ không tới. Tự nhiên, hào phóng mà lại không hề có chút nào kiêu căng khó chịu cả, ngược lại lại có tư thái như thâm tàng bất lộ. Ừ, Nhược Đồng là em tôi. Thế tôi sẽ gọi cậu một tiếng là Quốc Đống đi. Tôi nhớ rõ cậu tên là Triệu Quốc Đống phải không? Lưu Kiều cười nhạt nói. Trong ấn tượng của tôi, ở Trung Quốc, một nhân vật đã làm đến chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy mà còn chưa lập gia đình tuy không nói là có 102 nhưng cũng là rất hiếm thấy. Quốc Đống là vì nguyên nhân gì mà như thế? Vâng, khái niệm gia đình rất trầm trọng. Tôi cảm thấy nếu như chưa chuẩn bị tốt nhất thì đừng dễ dãi đưa ra quyết định. Đương nhiên điều này có thể không nhất thiết phải tương xứng với những quan niệm hiện nay đang chủ yếu lưu hành ở trong nước. Nhưng tôi không biết như thế thì có gì mà không tốt. Hàm nghĩa của tự do hôn nhân vừa bao gồm là tự do lựa chọn người kết hôn, đồng thời cũng bao gồm cả tự do lựa chọn kết hôn hay không kết hôn. Không phải sao? Triệu Quốc Đống nói sang chuyện khác. Đương nhiên, nhưng Quốc Đống, nếu cậu đi trên con đường quan lộ thì phải phục tùng những quan niệm chủ yếu, phải không? Lưu Kiều thản nhiên nói. Vâng, cho nên tôi chẳng phải là ở vùng quê An Nguyên còn chạy đến Bắc Kinh để hưởng thụ một chút không khí của hội viên câu lạc bộ đấy sao? Triệu Quốc Đống nhún nhún vai. Thật là ngại quá, có lẽ Daisy Lee cũng không ý thức được là điều này thật sự là rất có lỗi. Lưu Kiều cũng mỉm cười, nói. Cũng may là Quốc Đống cậu đến đây, chứ nếu không thì chúng ta làm sao có thể gặp lại nhau được đây? Không sao. Có thể gặp lại được Lưu Tiểu Thư xem như là cũng đáng giá rồi. Triệu Quốc Đống cười vang nói. Thời gian Lưu Tiểu Thư ở Bắc Kinh bình thường rất nhiều phải không? Ừ, bằng thời gian ở Hong Kong, còn lại thì thường là thời gian ở trên máy bay là nhiều nhất. Lưu Kiều thở dài một hơi. Trời sinh là số ngựa rồi, không có cách nào cả. Lưu Kiều thấy đối phương không hề muốn đề cập đến ý định tương thân lần này thì trong lòng cũng đoán chừng có lẽ người thanh niên trước mặt mình cũng không có hứng thú gì với lần tương thân này, dường như cũng chỉ là vì áp lực mà đến. Cũng không biết là ai làm mối cho cậu ta nữa. Lưu Kiều tuy rằng chủ yếu tập trung ở kinh doanh, nhưng khá là mẫn cảm đối với bất kỳ gió thổi lá bay nào trên chính đàn trong nước. Lưu Nham của nhà bác cả là làm ở một bộ phận nào đó trong bộ thương mại. Hiện giờ Phó Bộ trưởng Thái Chánh Dương được phân công quản lý lĩnh vực đó là đi lên từ phía An Nguyên, nghe nói là rất được vị đại nhân vật được xưng là thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn kia coi trọng. Chỉ cần cân nhắc như thế, Lưu Kiều cũng đại khái có thể đoán được, người giật dây lần này là ai. Có tầng quan hệ này, nhìn qua người kia kiến thức, cách nói năng cũng không kém. Khó trách cậu ta có thể thăng chức từng bước như cá gặp nước. Trong lòng Lưu Kiều cũng hơi động, lúc này, thế hệ thứ ba ở Lưu gia mặc dù đông. Nhưng chủ yếu là làm kinh doanh nhiều,
những người đặt chân trên con đường làm quan lại không có mấy ai. Daisy Lee có vẻ cũng là trên con đường chính trị, nhưng là con gái kế tục sự nghiệp của bố, cũng là đi vào ngành ngoại giao thôi. Ngành ngoại giao này quá mức đặc thù, chịu giới hạn rất lớn. Sau này nếu muốn đổi nghề chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Hơn nữa, trong lúc nói chuyện tâm sự hàng ngày với Daisy Lee cũng cảm thấy cô hình như không có ý định ở phương diện này. Khó trách Lưu Nham kia thường xuyên than thở, Lưu gia thật sự là sắp trầm luân rồi. Sau khi nói mấy câu ít ỏi, không khí dường như có chút tẻ nhạt. Lưu Kiều cũng ý thức được rằng chỉ sợ đối phương cũng là tới để hoàn thành nhiệm vụ thôi, chỉ còn chờ mình nhấc người lên là chuồn mất. Cô cũng có chút tiếc nuối. Tuy rằng Daisy Lee chưa chắc đã có lòng muốn suy xét vấn đề cá nhân, nhưng người thanh niên trước mắt cô đây là người nổi bật nhất trong số những người cùng tầm tuổi này mà cô từng gặp. Vừa không giống như những kẻ là con nhà quý tộc, những kẻ hoặc là lên mặt ông cụ non, hoặc là bừa bãi không kiêng dè gì ai. Cũng không giống như những kẻ vắt đầu vắt óc tìm mưu kế muốn hướng lên trên con đường quan chức. Ừ, nói thế nào nhỉ, luôn làm cho người ta có một cảm giác là che giấu rất sâu, làm cho người ta khó có thể nhìn thấu được đằng sau cách nói chuyện nho nhã lễ độ và thú vị còn cất giấu cái gì. Nhưng người trẻ tuổi chính là trẻ tuổi, trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt đối phương toát ra ánh nhìn sáng rực luôn là những lúc vô ý bộc phát lộ ra một chút gì đó, là dã tâm hay là hùng tâm. Cũng có thể là dục vọng chăng, giấu đầu hở đuổi hay là ngẫu nhiên lộ ra, Lưu Kiều có chút không xác định được. Mãi cho đến khi đưa mắt nhìn theo Lưu Kiều rời đi, rốt cục Triệu Quốc Đống mới xem như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật sự không ngờ lần này tương thân lại có thể tạo thành quan hệ với người phụ nữ này. Đối phương dường như cũng không có ý định che giấu cái gì. Từ dòng họ của đối phương có thể cảm thấy được một số thứ. Không phải đơn giản chỉ một hai câu là có thể miêu tả khái quát được về Lưu gia. Tuy rằng Triệu Quốc Đống cũng không rõ ràng lắm những mưa gió ở tầng lớp trên, nhưng có một chút có thể khẳng định, có thể được Thái Chánh Dương dốc hết tâm trí sắp xếp cho mình, đương nhiên không thể là kẻ đầu đường xó chợ được. Tuy nhiên phương pháp này cũng không có nghĩa là bản thân mình có thể chấp nhận được. Triệu Quốc Đống không muốn cả hôn nhân và tình cảm của mình đều biến thành một gánh nặng, một ràng buộc. Cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất, nếu như liều lĩnh theo đuổi ứng xử vì cái gọi là ghế trên kia, thì cũng không tránh khỏi rất thấp kém. Xe Audi vững vàng hòa vào dòng xe cộ, trong điện thoại truyền đến tiếng đổ chuông tút tút đều đặn. Lại gọi lại, rồi lại không có sóng dịch vụ. Lưu Kiều thở dài một hơi, gập điện thoại vào. Một người thanh niên khá được, tuy rằng chưa chắc đã phù hợp với Daisy Lee, nhưng Lưu Kiều xem ra ít nhất là đáng để kết giao. Chỉ tiếc Daisy Lee không phải thường nhân, tâm tư của cô thì đến cả Lưu Kiều, là người tự nhận là hiểu cô nhất cũng không nắm bắt được chính xác. Triệu Quốc Đống nhận được điện thoại của Thái Chánh Dương là khi đang trên đường đến cuộc hẹn với Khấu Linh. Nghe thấy Triệu Quốc Đống đã cùng đối phương đến quán ba ngồi rồi, Thái Chánh Dương cảm thấy kinh ngạc. Y nhớ mang máng Lưu Nham nói rằng em họ gã hình như có tính không thèm để mắt đền đàn ông, tính cách rất là lạnh lùng, cao ngạo. Thế mà Triệu Quốc Đống làm thế nào mà có thể hấp dẫn được đối phương nhỉ? Tuy nhiên Thái Chánh Dương vẫn là vui mừng khi nghe thấy tin tức tốt như thế. Ít nhất cũng chứng minh được rằng người mà mình lựa chọn giới thiệu cũng đủ sức hấp dẫn. Daisy Lee, làm không tồi đâu, không ngờ được có mấy người muốn tìm cô cũng không tìm được. Một người đàn ông mặc bộ đồ dã chiến cười dài đi tới, gật gật đầu, trên mặt lại có chút tiếc nuối. Tuy nhiên bây giờ hình như cơ hội cô được sử dụng những thứ này thật sự không còn nhiều nữa. Trên mặt cô gái cũng xẹt qua một tia tiếc nuối và bất đắc dĩ. Chuyện gì cũng không có khả năng thập toàn thập mỹ. Ngẫm lại sự an bài trong chính nhà mình, cô lại cảm thấy phiền lòng. Quyết tâm của cô tuy rằng khiến cho thủ trưởng rất là thưởng thức, thậm chí khen ngợi. Nhưng thưởng thức thì thưởng thức, vẫn không thể chống lại được áp lực từ phía các bậc bề trên. Đây tất cả đều là do gia đình mình, có đôi khi cô thậm chí còn có chút hận chính bản thân và gia đình mình nữa. Vì thế mà mình không thể đi làm những việc mình thích được. Thấy không, tôi muốn những chuyện của bản thân tôi vẫn là do chính tôi tự quyết định. Ngay cả bản thân cô gái cũng cảm thấy lời nói này có vẻ yếu đuối và vô lực. Nếu như chính mình tự quyết định vận mệnh của mình được thì cũng đâu cần phải lấy nhiệm vụ đi đến Học viện Cộng đồng và Quốc tế Wilson để học trong 2 năm. Người trong nhà hy vọng mình cũng giống như họ, làm những nhân viên ngoại giao một người hai mặt chứ không phải ẩn thân đi trong bóng đêm. Daisy Lee, đôi khi nghĩ thoáng ra một chút, cảnh ngộ con người vốn cũng rất kỳ diệu. Những điều cô muốn làm chưa chắc đã được như ý nguyện là chuyện bình thường. Nhưng mà cô không thích cũng chưa chắc đã không thể có hiệu quả kỳ diệu giống nhau đâu.
Người đàn ông mặc bộ đồ dã chiến mỉm cười. Mọi chuyện đều không thể tuyệt đối được, có lẽ cô có thể kiêm được cả hai vai chăng? Cô gái lắc đầu, tuy rằng lời nói trấn an của đối phương làm cô rất khoái trá, nhưng cô biết điều đó không thật. Những gì mình muốn và những gì mình phải làm cho tới bây giờ lại không hề trùng lặp nhau. Mấy từ hiệu quả như nhau này miễn cưỡng thì có thể nói được, nhưng cũng không phải là cuộc sống mà mình vốn hy vọng. Phất tay ra hiệu tạm biệt với đối phương, cô gái đi vào phòng bên cạnh thay quần áo. Mấy phút sau, một cô gái trang điểm tao nhã điềm tĩnh thướt tha đi ra bãi đỗ xe ở phía sau tòa nhà. Một chiếc xe Audi nhìn qua vô cùng mộc mạc đơn giản nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe, đi ra khỏi khuôn cửa hậu, lẫn vào một con đường núi đầy màu xanh. Quyển 7, chương 68. Tứ tỷ, chị gọi điện thoại cho em à? Cô gái vừa thuần thục thao tác lái xe như bay, vừa gọi điện thoại. Ừ, em bận xong rồi hả? Người thì chị đã thay em đến gặp qua rồi. Lưu Kiều có chút đau đầu, nên giải thích buổi gặp mặt hôm nay với cô gái như thế nào đây? Hả, chị gặp rồi à? Cô gái có chút kinh ngạc. Trước giờ Bách Tuyền Văn Thải không tiếp đón người không phải hội viên. Chẳng lẽ người kia cũng là khách quen ở đấy? Không có khả năng, thế thì chỉ có một giải thích, chính là người kia vì đến gặp mình mà phải đăng ký tư cách hội viên. Ý khinh thường trong lòng càng thêm sâu sắc. Ừ, rất làm cho người ta bất ngờ. Chị lại biết người này. Lưu Kiều quyết định ăn ngay nói thật, vấn đề này có giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì. Chị nói cái gì cơ? Tứ tỷ, chị nói chị biết anh ta ư? Ách, cái tên nhân viên quèn kia ư? Cô gái thiếu chút nữa phải dừng tay lái, đỗ xe lại để hỏi cho tử tế. Ừ, em có nhớ chuyện lần trước chị với em gặp ở Ando không? Lúc ấy chẳng phải chị đã từng nói với em là lúc đó có một người thanh niên đã giúp đỡ còn gì? Chính là cậu ta đấy. Lúc đó, cậu ta vẫn chỉ là chủ tịch huyện của một huyện ở An Nguyên. Bây giờ cậu ta đã là bí thư huyện ủy, cũng là người được nhị ca em giới thiệu đó. Giọng nói của Lưu Kiều ở trong điện thoại cũng có chút cảm khái. Chuyện trong thiên hạ còn có thể vừa khéo như thế. Thế giới này quả thực là nhỏ bé. Cô gái trầm ngâm. Liệu có thể là... Đừng mẫn cảm như thế. Chị nghĩ là không có người làm được chuyện thần kỳ như thế đâu, lại còn có thể tiên đoán được là chị còn có một cô em cần lấy chồng. Lưu Kiều mỉm cười. Chị chỉ đưa cho cậu ta có một cái danh thiếp, lại có thể thiết kế ra được hoàn mỹ chu đáo như thế thì chị nghĩ không ra thế giới này còn có cái gì có thể không bị cậu ta thiết kế nữa. Cô gái cũng nghĩ thế, mình quá nhạy cảm, có lẽ là vì bản năng là như thế. Đúng rồi, tứ tỷ, chị đã quen anh ta. Thế chị có nói rõ với anh ta chuyện khó xử của em không? Em không hề có kế hoạch kết hôn, hoàn toàn chỉ là theo ý người trong nhà thôi, để mong anh ta thông cảm cho. Daisy Lee, chị nghĩ em cũng có thể duy trì mối quan hệ với người này đấy. Giọng nói của Lưu Kiều ở trong điện thoại trở nên có chút do dự. Điều này lập tức làm cho cô gái có phần cảnh giác. Tứ tỷ có ý gì? Chị muốn nói là người này thực sự không? Có lẽ Lưu Kiều hơi dừng lại một chút như tìm từ thích hợp rồi mới nói tiếp thì đã bị cô gái lạnh lùng ngắt lời. Tứ tỷ, em chỉ nhờ chị thay em đi nói một câu xin lỗi thôi. Em rất nhớ là không có trao quyền cho chị đi hứa hẹn cái gì khác. Daisy Lee, đừng kích động, chị cũng là suy nghĩ hộ em thôi. Em ngẫm lại xem, các chú vẫn rất quan tâm đến em. Nếu không, Lưu Nham vì sao lại đến tham gia vụ náo nhiệt này? Nếu em cự tuyệt người này... Tiếp theo đây phiền toái tương tự sẽ lại theo nhau mà đến. Hơn nữa, có khả năng là tần suất cũng sẽ càng ngày càng cao. Em có thể cự tuyệt toàn bộ không? Cũng không phải tự nhiên mà Lưu Kiều nói vậy. Cô biết cô em họ tính cách khá là độc lập và cương liệt từ xưa đến giờ vẫn thế. Với lại chủ yếu là người này có vẻ là ý tưởng cũng giống em. Cho nên chị mới có ý kiến như thế. Chị nói gì cơ? Cô gái chợt ngừng ánh mắt. Tứ tỷ, chị nói gì? Chị nói người kia có ý tưởng giống với em ư? Thích, em không có hiểu sai lời chị đấy chứ. Ý chị là nói anh ta cũng không muốn chấp nhận sự sắp đặt như vậy ư? Ừ, cậu ta giống như là bị người ta bắt buộc mà đến vậy, bộ dạng rất không tình nguyện. Có lẽ cậu ta sớm đã có ý chung nhân rồi chăng? Cho nên chị mới nghĩ, cả hai người bọn em đều đã có cùng suy nghĩ như thế. Vậy thì vì tránh cho những phiền toái sau này, sao không đóng kịch luôn? Giả hoàng giả phượng. Làm bộ như đang qua lại với nhau. Như thế, đối với những người an bài lấy chồng lần này ở cả hai phía cũng có lời giải thích, mà các em cũng có thể thanh thản ổn định làm chuyện riêng của bọn em. Nhiều lắm cũng chỉ là đôi khi trao đổi điện thoại hoặc gặp mặt một chút,
nắm bắt một chút tình trạng và công việc hiện giờ hai bên đang làm, như thế, khi bề trên của cả hai bên hỏi tới, bọn em cũng có thể đáp được cho có lệ. Đến cả Lưu Kiều cũng phải có chút bội phục sự nhanh trí của bản thân. Đúng là sắp xếp rất hợp logic, không hề có chút sơ suất nào. Anh ta có biết về Lưu gia chúng ta không? Cô gái nín thở hỏi. Có lẽ biết một chút, không rõ lắm đâu. Tuy nhiên, cậu ta lại tỏ vẻ rất rõ ràng là cậu ta sẽ không chấp nhận hôn nhân như thế. Thuần túy là vì để cho có lệ thôi. Chị cũng nói chỗ khó xử của em, cậu ta rất thông cảm, cho nên chị mới có suy nghĩ như thế. Trong lòng Lưu Kiều ngược lại có chút hy vọng là hai người có thể gặp mặt, nhưng cô cũng biết nếu ý đồ của mình mà bại lộ thì chỉ sợ Daisy Lee sẽ quả quyết dứt ra, cho nên chỉ có thể quanh co đường vòng. Đầu bên kia điện thoại, cô gái có chút do dự. Đề nghị của Lưu Kiều quả thực là rất đáng cân nhắc. Tất cả chỉ là qua điện thoại tìm hiểu tình hình đối phương một chút. Sau đó là có thể báo cáo kết quả công tác trước mặt người nhà được rồi. Ít nhất là trong vòng 2-3 năm cô không cần lại phải lo lắng đến việc người trong nhà gây sức ép. Có điều cô cũng có chút lo lắng, nếu chẳng may người trong nhà lại yêu cầu gặp mặt thì làm sao bây giờ? Cũng không thể đến lúc đó gọi người này đến đóng kịch phải không? Bên kia điện thoại, Lưu Kiều dường như cảm thấy được điều mà cô gái này đang lo lắng. Daisy Lee, xe đến trước núi đều có đường. Đến lúc đó, nếu người trong nhà em thật sự muốn gặp, thì lại nghĩ biện pháp. Cùng lắm thì rủ cậu ta diễn kịch một hôm mà thôi. Chị nghĩ là một người đàn ông tử tế, đề nghị cậu ta giúp đỡ, cũng đồng thời là sẽ giúp đỡ chính bản thân cậu ta. Như thế thì không coi là khó xử chứ. Một lúc sau, đầu bên kia điện thoại mới truyền đến một tiếng ừ nhẹ nhàng. Lưu Kiều biết việc này được rồi. Về phần ngày sau bọn họ thực sự vô duyên thì cũng không phải là việc của mình. Mình chỉ có thể tùy ý giúp bọn họ sáng tạo cơ hội một chút mà thôi. Từ trong giấc ngủ nặng nề tỉnh lại, Triệu Quốc Đống cảm thấy đầu váng vất đau. Hắn chống tay đứng dậy, nhìn bốn phía xung quanh, là ở trong phòng, cũng không có đủ loại hương diễm làm huyết mạch người ta sôi sục lên như ở trong giấc ngủ mơ kia. Quả thực là Khấu đã đến đây, nhưng mà là dẫn theo một đồng nghiệp cùng đến. Đương nhiên đây là một sự ám chỉ, dù là vô tình hay cố ý. Triệu Quốc Đống đương nhiên hiểu được. Đồng nghiệp kia của cô có vẻ hơi điên, bắt đầu uống rượu là uống như điên được ngay. Hết hai chai Blue Label mà mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, rất là làm cho người ta sợ hãi. Đến cả Triệu Quốc Đống cũng có chút khớp, cũng biết là Khấu Linh mời đến một nhân vật cấp sát thủ như thế từ đâu ra. Huống hồ, hắn cũng quả thực là không có ý lại chiếm tiện nghi của cô. Cũng may là cô gái kia tuy rằng điên, nhưng cũng không can thiệp đến nội dung ôn chuyện giữa Triệu Quốc Đống và Khấu Linh, an ổn ngồi một bên hưởng thụ. Ở cùng một chỗ với bạn học cũ, lại tiếp theo là cảm giác say. Đến Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy lá gan mình lớn hơn rất nhiều, da mặt dày lên không ít. Mấy lời nói xấu hổ trước giờ còn có chút khó nói cũng không hề cố kỵ mà tuôn trào. Tuy rằng chỉ có mấy chuyện thóc mục vừng thối ngày xưa, nhưng vẫn có thể vui vẻ đến mức hai người đều có cảm giác như trở về thời gian, giật mình như trong mộng. Tuy rằng Khấu Linh che giấu tốt, nhưng Triệu Quốc Đống vẫn rất cẩn thận, cảm thấy rằng trên mặt Khấu Linh có một chút hậm hực. Mãi cho đến khi sắp rời khỏi quán bar, Triệu Quốc Đống mới tìm được một cơ hội cẩn thận hỏi giữa cô và vị cừu béo tiên sinh kia có phải là đã xảy ra chuyện gì đó rồi không. Triệu Quốc Đống thật không ngờ mình lại bị cô gái có đôi tai thính kia nghe thấy. Cô ta hung tợn trừng mắt nhìn hắn cứ như hắn là kẻ đầu sỏ gây họa không bằng. Thành ra Triệu Quốc Đống lại không hiểu thế nào cả. Chả lẽ không phải là Khấu Linh với cái vị phí dương, phí tường gì kia của cô giận dỗi mà là tại mình gây ra à? Có điều, thế này là nói lên điều gì? Mình hình như cũng chỉ gặp mặt vị phí dương kia ở trước cửa siêu thị Hoa Liên có một lần. Đến nói cũng không nói được hai câu đã phải chạy đông chạy tây rồi, không thể nói thành cái gì mà ân oán tình cừu chứ. Chẳng lẽ là vì hành động vĩ đại 8 năm trước của mình bị phí dương kia biết rồi, cho nên mới có thể thế. Thế thì cũng không khỏi quá là rằn rỗi nhỏ nhen đi. Chuyện đã sớm theo gió bay biến mất rồi mà lại cũng có thể thành ra phong ba như thế thì cũng thật là quá khoa trương rồi. Đến cuối cùng thì Khấu cũng không nói cô với cái vị phí dương kia rốt cuộc đã nảy sinh ra chuyện gì. Trên thực tế, đến cả bản thân Khấu cũng không rõ lắm phí dương vì sao lại cứ chấp nhất như thế, truy vấn chuyện giữa mình và Triệu Quốc Đống, nhất là cứ lăn qua lộn lại hỏi tình hình Triệu Quốc Đống hiện nay. Vốn dĩ Khấu Linh cũng không rõ ràng tình trạng của Triệu Quốc Đống. Có điều chỉ nghe bạn học nói là lúc đầu hắn bị phân đến một đồn công an ở nông thôn. Sau đó thì hình như là không làm cảnh sát nữa. Cuối cùng lại hình như là rời Giang Khẩu tới một cái huyện nào đó ở vùng núi,
cụ thể ở đó làm gì thì không ai biết, chỉ có điều cảm thấy hắn rất nghèo túng, tình cảnh rất tồi tệ. Cũng chẳng có ai đi tìm hiểu hỏi đi hỏi lại cho ra nhẽ chuyện này, như thế thì quá là vô tâm. Mà Triệu Quốc Đống và các bạn học cùng ở trung học cũng không liên hệ chặt chẽ với nhau, cũng không có ai biết được tình cảnh thực sự của hắn. Nhưng Phí Dương dường như luôn cho rằng cô lừa gạt y. Khấu Linh giải thích mãi vẫn không nghe, lại còn giận nữa. Không ngờ là lần này cãi nhau, Phí Dương liền lặn một hơi không sủi tăm, không còn đến tìm Khấu Linh nữa. Chuyện này làm Khấu thương tâm muốn chết, nhưng lại cứng rắn ngang ngạnh không chịu chủ động liên hệ với đối phương. Quan hệ của hai người cũng vì thế mà lạnh đi. Triệu Quốc Đống đương nhiên là không hiểu rõ chuyện này. Hắn chỉ cảm thấy hình như cảm xúc của Khấu không được tốt. Triệu Quốc Đống cũng biết điều, dừng lại sớm một chút. Chỉ là cái cô gái điên kia uống hết hai chai Blue Label rồi cũng làm cho Triệu Quốc Đống có chút không thể chịu đựng nổi. Ngủ suốt một đêm đến sáng rồi mà đầu vẫn đau. Một chuyến hành trình đến Bắc Kinh này của Triệu Quốc Đống được an bài tương đối kín kẽ. Ngoại trừ nhiệm vụ gặp mặt, hắn còn hẹn gặp Phòng Tử Toàn một chút. Tuy rằng điện thoại qua lại rất nhiều, nhưng rất nhiều vấn đề phải gặp mặt trực tiếp để nói cho rõ ràng thì mới ổn thỏa được. Ngoài ra còn phải gặp mặt và nói chuyện rõ ràng với Lôi Hướng Đông một lần. Cơn lốc tài chính châu Á đã ầm ĩ tiếng sấm ở phía chân trời, người Thái Lan đã bắt đầu cảm giác được sự phát triển của cơn lốc, nhưng mà bọn họ vẫn còn đang thích quan sát, hoặc nói là rất khờ dại. Chỉ có đến khi nào cơn gió lốc ấy cuốn sạch cả đồ lót trên người bọn họ với hàng xóm láng giềng thì bọn họ mới có thể ý thức được uy lực của luồng không khí này. Triệu Quốc Đống quả quyết phủ quyết kế hoạch mở rộng đầu tư mà Phòng Tử Toàn hân hoan rạt rào đưa ra. Đến sang năm và năm sau có nhiều cơ hội thôn tính lắm. Xu thế kinh tế vĩ mô và xuất khẩu ra nước ngoài sẽ làm các ngành công nghiệp truyền thống lâm vào cảnh khốn đốn. Mà đây chính là thời cơ tốt nhất mà tất cả các doanh nghiệp có sức mạnh tài chính hùng hậu đều xem trọng. Triệu Quốc Đống chỉ nhắc nhở Phòng Tử Toàn bắt lấy sự huy hoàng cuối cùng của năm nay, phải bán tất cả than đá, không được lưu trữ lại một ít nào. Phải nắm chặt tiền mặt trong tay. Sau khi sang năm mới, sẽ không còn muốn trữ hàng lại mà làm gì nữa. Thị trường khó khăn sẽ làm cho thị trường rớt từ trên cao xuống thấp. Quyển 7, chương 69. Phòng Tử Toàn thật không ngờ ý tưởng mà mình khổ thâm suy nghĩ lại bị Triệu Quốc Đống đón đầu dội cho một gáo nước lạnh. Nhưng sau khi Triệu Quốc Đống cẩn thận đưa ra rồi phân tích tình thế diễn biến của hai năm tới với y thì y cũng hiểu được là hiện giờ không phải thời điểm để bành trướng quy mô. Hiện giờ là lúc chỉ nên nắm bắt tất cả thời gian bán hết tất cả than để thu hồi tài chính. Phải cố gắng hết sức nắm giữ một khoản tài chính thật sung túc trong tay, cố gắng hết sức thu hồi lại tiền hàng, cùng đợi nguồn không khí lạnh đến. Phòng Tử Toàn sùng bái và hết lòng tin tưởng một cách mù quáng với các phân tích và phán đoán của Triệu Quốc Đống. Y không giống những người khác còn muốn đề xuất ý kiến tranh luận với hắn rồi sau một lúc lâu lại còn muốn đưa ra ý kiến phân tích của bản thân mình. Y hoàn toàn tin tưởng chắc chắn vào Triệu Quốc Đống bởi tất cả những gì y muốn làm đều là được một tay Triệu Quốc Đống đưa tặng. Từ mở nhà máy gạch cho đến phát triển với một mỏ than nhỏ ở khu Nội Mông bên này, mỗi một bước đi, Triệu Quốc Đống đều ủng hộ y một cách toàn diện, từ bày mưu tính kế cho đến giúp đỡ về tài chính. Có thể nói, không có Triệu Quốc Đống, Phòng Tử Toàn y bây giờ chỉ có thể làm một thanh niên với hai bàn tay trắng nằm chờ người ta xếp việc cho ở cái nhà máy dệt đã phá sản. Triệu Quốc Đống bày mưu cho Phòng Tử Toàn chính là hiện giờ tập trung toàn lực làm tốt quan hệ với chính quyền địa phương và các ngân hàng. Đợi cho đến lúc kinh tế năm sau xuống dốc và tạo ra manh mối thì tất nhiên sẽ có những mỏ than không thể đứng vững được trước đòn tập kích của trận phong ba này mà rơi vào khốn cảnh. Mà chính quyền địa phương và các ngân hàng vì thành tích và các khoản vay của mình tất nhiên sẽ áp dụng một số biện pháp. Nhất là những mỏ khai khoáng mới thành lập trong khoảng 2 năm gần đây, bỗng gặp phải khốn cảnh này thì nhất định là khó có thể chống đỡ nổi. Lúc này, có sự ủng hộ từ chính quyền và các ngân hàng địa phương, Quốc Toàn Năng Nguyên công ty năng lượng Quốc Toàn, hoàn toàn có thể tranh thủ cơ hội, thành con rắn nuốt voi mà phát triển. Đương nhiên, điều này cũng phải cần đến sức ủng hộ về mặt tài chính khá là sung túc. Cho nên Triệu Quốc Đống mới phải đề xuất là trong năm nay ra sức thu hồi các khoản tiền. Đồng thời tích cực qua lại giao hảo với các ngân hàng, cố gắng giành được sự ủng hộ lớn nhất của các bên tài chính. Thời gian của Lôi Hướng Đông cũng khá là nhanh. Đảm nhận chức trách ở Cục Ổn định Tài chính Tín dụng chính là đánh giá tính phiêu lưu của cả một hệ thống tài chính tín dụng. Giai đoạn trước, các bài viết của Lôi Hướng Đông liên tục giành được sự coi trọng nhất định của cao cấp trung ương. Mà cùng với những dao động kịch liệt từ thị trường hối đoái Thái Lan, bầu không khí lạnh lẽo dày đặc này đã khiến các cơ quan hữu quan trung ương luôn chú ý đến thị trường tài chính Đông Nam Á cảnh giác cao.
Trước mắt, tốc độ kinh tế của Trung Quốc phát triển rất lớn, và có sự ỷ lại vào xuất khẩu ra bên ngoài ở thị trường Đông Nam Á. Thậm chí, thị trường Nhật, Hàn đã bị ảnh hưởng bởi cơn lốc tài chính cho nên kinh tế trong nước đã không thể tránh khỏi tình trạng tụt dốc. Mà thị trường tài chính dung chuyển tất nhiên cũng khiến cho các cơ quan giám sát tài chính trong nước tăng cường có cụm sức mạnh để phòng ngừa nguy cơ xâm nhập tài chính của các quốc gia bên ngoài. Điều này tất nhiên sẽ làm cho toàn bộ hệ thống tài chính trong nước nhanh chóng co cụm lại, sẽ khiến cho kinh tế thực thể không bị rơi vào tình cảnh họa vô đơn chí, nhất là kinh tế tư doanh không có chính sách ủng hộ mà có thể lâm vào khốn cảnh. Cho nên phòng ngừa chu đáo có vẻ khá là quan trọng. Điều lôi hướng Đông gia nhập cục ổn định tài chính Trung ương cũng chính là thái độ và nhận thức tương đồng của Trung ương đối với quan điểm của lôi hướng Đông. Làm sao có thể tối đa hóa khả năng hóa giải nguy cơ và sự phiêu lưu của nguồn không khí lạnh mang tới tài chính trong nước. Đồng thời lại tối đa hóa khả năng tiêu giảm ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế thực tế. Đây là đối sách mà trước mắt lãnh đạo Trung ương cao cấp cần nghiên cứu. Trong các bài tham luận của lôi hướng Đông, y cũng đề cập tới việc thử nghiệm mà cả nước vẫn mong chờ trên thị trường tài chính quốc tế mà y và Triệu Quốc Đống đã từng thảo luận qua, chủ yếu là tiến hành đầu cơ giao dịch hàng hóa kỳ hạn trên thị trường quốc tế. Ví dụ như doanh nghiệp Chu Giã tại Hồ Nam đã tiến hành giao dịch kỳ hạn kim loại màu tại thị trường London. Mà hắn đã hoàn toàn tra ra một số vấn đề ở doanh nghiệp này, đã đưa đến một số chú ý của các cơ quan hữu quan. Triệu Quốc Đống cũng loáng thoáng đề cập tới vấn đề Hong Kong với lôi hướng Đông. Ngày mùng 1 tháng 7 là thời điểm chúc mừng Hong Kong trở về với đất nước. Nhưng trong ấn tượng của hắn, cơn bão tài chính châu Á cũng đại khái chính là bắt đầu diễn biến trở thành một cơn lốc thực sự, một nguy cơ ở ngay chính thời điểm đó. Hong Kong không thể tránh né được, trở thành một tiêu điểm trong trận bão đó. Phá hủy kinh tế Hong Kong và lòng tin của người Hong Kong, đối với những kẻ chỉ chăm chăm suy nghĩ đến lợi ích của vốn lưu động và đầu cơ quốc tế thì có lẽ không quan trọng gì. Nhưng lại là một cơ hội sát phạt mọi người đối với những chính khách có cái nhìn thiên lệch với Trung Quốc. Bọn họ đương nhiên vui vẻ nhìn thấy cảnh Hong Kong sau khi trở về với Trung Quốc lại trở nên rối loạn. Bọn họ sẽ lấy đó mà công kích năng lực quản lý của chính phủ Trung Quốc. Mà điều này thì chính phủ Trung Quốc tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua được. Làm sao có thể tăng cường liên hệ với Hong Kong và kết nối ý thức phòng bị ở Hong Kong, bao gồm cả ý thức chống cự phiêu lưu của chính phủ Hong Kong và Cục Quản lý Tài chính cùng với dân chúng. Bọn họ hiểu được rằng cơn lốc tài chính có thể đến bất cứ lúc nào sẽ mang lại ảnh hưởng thật lớn đến cuộc sống của bọn họ. Điều này cũng cần thận trọng suy xét. Triệu Quốc Đống rất thích cảm giác này. Tuy rằng chính bản thân mình không có cách nào đi ngăn cơn sóng dữ cả, nhưng thông qua ảnh hưởng ở các phương diện sẽ uốn nắn, tiêu giảm và hóa giải phần nào tác dụng tiêu cực này nó có thể xảy ra cho quốc gia sau này. Hắn cảm thấy rất vui mừng. Mặc kệ là như thế nào, ít nhất là mình coi như đã đóng góp sức lực vì đất nước này. Đương nhiên, hắn lại càng hy vọng bản thân mình có thể mau chóng đứng ở một vị trí cao đủ để có thể cảm thụ được niềm khoái cảm và cảm giác tự hào khi ngăn cơn sóng dữ. Thông qua Thái Chánh Dương tác động đến chính sách năng lượng của nhà nước để sau này kinh tế Trung Quốc sẽ không chịu cảnh gò ép bởi nguồn năng lượng eo hẹp. Thông qua lôi hướng Đông tác động đến ngân hàng, trước hết làm tốt phòng bị, giảm bớt sức tấn công của cơn lốc tài chính châu Á đối với kinh tế của Trung Quốc, bao gồm cả Hong Kong và cả Trung Quốc lục địa. Trước mắt, Triệu Quốc Đống dường như chỉ có thể làm được hai điều này. Những chuyện khác, kể cả là hắn có tâm muốn làm một điều gì đó thì cũng chẳng ai tin tưởng cả. Tâm trạng đang tốt của Triệu Quốc Đống lại bị cuộc điện thoại bất ngờ lập tức biến thành vô cùng khó chịu. Quần chúng ở xã Đông Nam tập trung phát sinh xung đột tay chân trên quy mô nhỏ với công ty phụ trách xây dựng là công ty Hoành Lâm. May mắn là đảng ủy và chính quyền xã Đông Nam và đảng ủy khu ngoại thành cùng với phòng công an huyện đã tham gia kịp thời. Tạm thời đã khống chế được cục diện, cũng không có thương vong gì. Chỉ có điều, công trình xây dựng của mấy xí nghiệp sản xuất đã bị gián đoạn toàn bộ. Đường Diệu Văn đã đến hiện trường. Triệu Quốc Đống nghe Đường Diệu Văn trình bày tình hình qua điện thoại. Nguyên nhân xảy ra rất đơn giản, vấn đề ô nhiễm ở xí nghiệp chế biến sản xuất, cũng là vấn đề mà Triệu Quốc Đống vẫn lo lắng nhất. Xã Đông Nam có nguồn nước uống và mương máng tưới nước của hai thôn, ở ngay bên cạnh bốn xí nghiệp sản xuất. Vừa lúc ở trong thôn có một sinh viên học khoa hóa ở trường đại học trở về quê mới biết khi sau khi xây dựng bốn nhà máy đều là nhà máy sản xuất thì lập tức tuyên truyền cho dân trong xã về khả năng xí nghiệp sản xuất mang ô nhiễm đến cho môi trường. Đương nhiên cũng không tránh khỏi có chút nói ngoa nhưng dân quê khi biết được khả năng ảnh hưởng của ô nhiễm kim loại nặng thì lập tức bắt đầu hành động, thành lập luôn ban quản lý của hai thôn.
mà lại bởi vì đất đai để xây dựng bốn nhà máy này do huyện thống nhất trưng dụng lại do ban quản lý quận mới Hà Đông quản lý. Ở trên huyện cũng vừa giải thích với dân chúng xã Đông Nam, vừa báo cáo các hoạt động xử lý để bảo vệ môi trường cho các cơ quan hữu quan ở huyện. Ngay khi phòng bảo vệ môi trường của huyện còn đang thảo luận vấn đề này, dân chúng không có được câu trả lời rõ ràng và thuyết phục thì Dũng mãnh tấn công vào công trường, yêu cầu công ty xây dựng đình chỉ thi công. Mà công ty xây dựng đã sớm ký kết hợp đồng với các xí nghiệp, thời hạn công trình tương đối gấp cho nên tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Hai bên lập tức bạo động và xung đột. Cũng may là trong đảng ủy và chính quyền xã Đông Nam cũng vẫn có người chú ý đến tình hình này, tham gia kịp thời cho nên mới có thể hạn chế bớt tình trạng lan tràn ra. Siêu Văn, nếu thế cục đã có thể khống chế được thì có thể cho đồn công an rút lui trước, tránh dẫn đến xung đột không cần thiết. Công trường tạm thời đình chỉ thi công. Mặt khác tôi nói bốn ý kiến này. Thứ nhất, văn phòng huyện ủy và đảng ủy công an, cùng với ủy ban xây dựng, đảng ủy và ủy ban nhân dân xã Đông Nam thành lập tổ công tác liên hợp, đi xuống từng thôn, tìm hiểu yêu cầu ý kiến của từng người dân, phải ghi chép tỉ mỉ cẩn thận. Vương Nhị Khải phải đích thân nắm quyền cầm trịch. Anh ta am hiểu công tác quần chúng cơ sở, anh ta phải làm tổ trưởng tổ công tác liên hợp này. Thứ hai, yêu cầu phòng bảo vệ môi trường lập tức đưa ra một bản thuyết minh tỉ mỉ về kế hoạch và các phương tiện bảo vệ môi trường và hạn chế ô nhiễm. Phải đưa ra được biện pháp giải quyết ô nhiễm và bảo vệ môi trường để cam đoan sức khỏe của quần chúng sẽ không bị ảnh hưởng. Thứ ba, yêu cầu nhân dân chọn ra đại biểu, hẹn thời gian tiến hành trả lời thuyết phục một cách thống nhất. Thứ tư, cơ quan công an bí mật điều tra. Xem trong đó có kẻ có dụng tâm kín đáo cố ý kích động gây rối hay không. Triệu Quốc Đống khôi phục cảm xúc một chút, lại không hề biến sắc ra mệnh lệnh tiếp. Công ty Hoành Lâm kia thì không nói làm gì. Anh nói đây là yêu cầu của Ủy ban Nhân dân huyện, đình chỉ thi công vô điều kiện. Về phần chủ đầu tư, sẽ do Ủy ban Nhân dân huyện phụ trách can thiệp. Có công nhân bị thương hay không? Anh nói cho Trương Hoành Lâm biết, có người bị thương thì trước hết phải trị thương đã. Tiền thuốc men do công ty Hoành Lâm của anh ta chi trả trước. Nếu như công ty Hoành Lâm của anh ta thật sự là không chi trả nổi một chút tiền thuốc men đó thì bảo anh ta tới tìm anh, hỏi xem nếu Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm trả trước cho anh ta có được không. Đúng rồi, trước hết phải làm yên lòng tâm tình của quần chúng, hết sức cố gắng không gây ra mâu thuẫn. Cần phải để cho Ủy ban thi công khu ngoại thành và đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Đông Nam chịu trách nhiệm. Đây không phải là chuyện gì ghê gớm lắm cả. Tôi đang ở trên đường, sắp về đến nơi rồi. Triệu Quốc Đống vừa nhận điện thoại vừa sắp xếp. Nhị Khải, tôi đã nói với chủ tịch huyện đương rồi. Lập tức thành lập tổ công tác, anh phải làm tổ trưởng. Ừ, trọng điểm là tìm hiểu xem ngoài vấn đề ô nhiễm ra dân chúng còn có yêu cầu gì khác nữa không. Tôi luôn cảm thấy e rằng chuyện này không phải đơn thuần chỉ là một vấn đề ô nhiễm thôi đâu. Chuyện đột nhiên bạo phát như thế thường đều là mâu thuẫn đã tồn đọng lại lâu ngày rồi mới có thể như vậy được. Xã Đông Nam tuy rằng thuộc khu vực ngoại thành, nhưng lệch về góc Đông Nam, bình thường cũng không nghe nói có phản ứng gì đáng kể. Lần đầu tiên đột nhiên xảy ra chuyện như thế, phải tập trung coi trọng cao độ. Anh làm bí thư đảng ủy công an, hẳn là phải có tính mẫn cảm mới được. Ừ, lập tức sắp xếp đi. Văn phòng ủy ban nhân dân phối hợp với đảng ủy công an, chú ý thu thập các phương pháp giải quyết tình hình. Trần Lôi, tôi là Triệu Quốc Đống. Ừ. Chuyện gây trở ngại cho thi công anh phải an bài người âm thầm điều tra, tìm hiểu tình hình rõ ràng. Tìm hiểu xem có đúng đơn thuần do mâu thuẫn oán trách của quần chúng bùng phát ra hay không, hay là có vấn đề khác. Đúng rồi, tôi cảm thấy trong chuyện này hẳn là có người dẫn đầu và cố ý sinh sự. Có oán trách, có bất mãn, có yêu cầu đòi hỏi thì không có vấn đề gì, cứ việc phản ánh. Việc gì cần đảng ủy và chính quyền giải quyết thì sẽ giải quyết ngay. Nhưng nếu như là có người muốn ở giữa mượn cơ hội mưu lợi riêng hoặc là cố ý kích động gây rối thì đồn công an các anh phải quyết đoán tham gia xét xử, xử lý theo luật. Ừ, chú ý tới phương pháp thực hiện. Tôi không nói nhiều, anh là công an kỳ cựu, kinh nghiệm còn phong phú hơn cả tôi nữa. Chuyện này phải phối hợp với bên huyện xử lý cho tốt. Tôi để cho Vương Nhị Khải phụ trách, anh phải phối hợp tích cực. Triệu Quốc Đống buông điện thoại, tựa người vào ghế dựa, ánh mắt trầm tư. Hắn có thể khẳng định đằng sau chuyện này ít nhiều chắc chắn có vấn đề. Dân chúng Hoa Lâm xưa nay thuần phác, đâu có thể đột nhiên vùng lên gây rối gây trở ngại cho thi công chứ. Chỉ sợ là có chút nguyên do thôi. Nhưng hắn ở khu khai phát Giang Khẩu cũng đã quen nhìn sóng to gió lớn, những vấn đề bên trong cũng rất rõ ràng, hắn cũng không sợ gì cả. Binh đến tướng chặn, nước tới thì đất ngăn. Chỉ như thế mà thôi.
Nếu những công tác này đều thuận buồm xuôi gió thì những cán bộ này cũng không khỏi làm việc thoải mái hơn một chút. Quyển 7, chương 70. Trong khi đang cân nhắc, điện thoại lại đổ chuông. Là điện thoại của Thường vụ Thị ủy và Bí thư Đảng ủy Công an, Lam Quang mới nhậm chức. Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Quốc Đống giao tiếp về nội dung công việc với vị Bí thư Đảng ủy Công an mới nhậm chức này. Bí thư Triệu, tình huống bên đó thế nào rồi? Tôi nghe trưởng ban thư ký Vưu nói cậu đang ở bên ngoài à? Bí thư Lam, tôi đang trên đường quay về Hoa Lâm. Có lẽ khoảng hai mấy tiếng nữa thôi là có thể về đến Hoa Lâm rồi. Vấn đề không lớn, cục diện đã khống chế được. Hiện giờ bên huyện đã thành lập tổ công tác rồi. Đồng chí Vương Nhị Khải, Bí thư Đảng ủy Công an huyện đã tự mình dẫn tổ đi. Đồng chí Vương Nhị Khải là cán bộ cơ sở lâu năm, rất am hiểu công tác quần chúng, hẳn là không có vấn đề gì. Xin Bí thư Lam cứ yên tâm. Trong lòng Triệu Quốc Đống có chút hồi hộp. Đúng là chuyện tốt không ra đến ngoài cửa, chuyện xấu đã truyền ra ngàn dặm. Tuy rằng nói bản thân mình cũng không sợ cái gì, nhưng loại chuyện này đã đến tai thành phố, nhất là Lam Quang mới đến bảo đảm sẽ không có được ấn tượng đầu tiên tốt đẹp. Nhất là hiện giờ hai phó bí thư Đảng ủy Công an thành phố đều là bạn bè cùng phe Nghiêm Lập Dân. Nếu lại thêm mắm dặm muối vào, nói không chừng Lam Quang sẽ có thêm nhiều cái nhìn phiến diện với Hoa Lâm. Ừ. Tôi tin tưởng năng lực khống chế thế cục của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Hoa Lâm. Tuy nhiên, Bí thư Triệu, tôi nhận được tin tức nói là có 40 người dân nông thôn đang ở trong phòng tiếp dân của ủy ban nhân dân thành phố bên này, yêu cầu lãnh đạo thành phố tiếp chuyện. Hiện giờ là do trưởng ban thư ký Lạc của ủy ban nhân dân thành phố đang tiếp đón. Cậu mau chóng sắp xếp người ở huyện đến cùng tiếp đi. Tốt nhất là cậu có thể quay trở về Hoa Lâm trong thời gian ngắn nhất. Giọng nói của Lam Quang mặc dù hòa nhã, nhưng Triệu Quốc Đống vẫn có thể mơ hồ nghe ra trong giọng nói của đối phương thấp thoáng có chút không vui. Triệu Quốc Đống cân nhắc đối phương có phải là không hài lòng với việc mình rời khỏi Hoa Lâm và không ở huyện lúc này hay không. Nhưng trước đó không hề có chút tin tức nào mà. Nghĩ thế nên Triệu Quốc Đống có chút không thoải mái với Vương Nhị Khải và Đảng ủy khu ngoại thành. Không biết là nắm giữ tin tức tình báo như thế nào mà trước đó một chút tin tức cũng chẳng có. Tôi hiểu rồi. Tôi lập tức để Phó Chủ tịch huyện Hoắc dẫn tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân lại đây. Bí thư Lam, thật là ngại quá. Lần đầu tiên nói chuyện đã để ngài có ấn tượng kém rồi. Đây là do huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện chúng tôi không làm tốt công tác. Triệu Quốc Đống khá là khách sáo trong điện thoại. Ha ha, Bí thư Triệu, công tác làm sao tránh khỏi xảy ra vấn đề. Chỉ cần tích cực đối mặt giải quyết là được rồi. Nếu không nghĩ ra được vấn đề thì cũng không thể giải quyết được chuyện này. Trong điện thoại, Lam Quang có vẻ rất sảng khoái, dường như cũng không để chuyện này trong lòng. Điều này cũng làm cho Triệu Quốc Đống không xác định được vị Bí thư Lam này có ý kiến gì đối với chuyện này hay không. Cảm ơn Bí thư Lam đã thông cảm, chúng tôi bên dưới làm việc chỉ sợ lãnh đạo bên trên không phân tốt xấu lại chụp mũ chúng tôi thôi. Bí thư Lam có thể hiểu chúng tôi như thế, tôi đại diện cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Hoa Lâm cảm ơn sự quan tâm của Bí thư Lam. Chúng tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này nhanh nhất có thể. Triệu Quốc Đống cũng cười ha hả và nói lời khách sáo qua điện thoại. Lam Quang cũng không nhiều lời, gác máy luôn. Buông điện thoại, Triệu Quốc Đống liền gọi cho Đường Diệu Văn, bảo y khẩn trương sắp xếp Hoắc Vân Đạt mang theo Du Minh Phú dẫn người đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Khi Triệu Quốc Đống trở lại huyện Hoa Lâm đã là qua giữa trưa. Hắn thậm chí còn không kịp ăn cơm đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp nghe báo cáo tình hình cơ bản. Tình hình không khác mấy so với những gì Đường Diệu Văn đã nói trong điện thoại. Một gã sinh viên đại học dẫn đầu nhưng bản thân lại không tham gia tấn công công trường và đến Ủy ban Nhân dân thành phố kêu oan, chủ yếu là nhằm vào vấn đề ô nhiễm của xí nghiệp chế biến. Nhưng trong đó cũng phản ánh ra một số vấn đề khác. Ví dụ như vấn đề bồi thường đất và sử dụng công nhân ở xã Đông Nam. Chuyện xây dựng đường xã Đông Nam cùng với vấn đề yêu cầu chuyển nhượng đất nông nghiệp vừa đưa ra đã có chút phức tạp hóa rồi. Vấn đề đền bù đất đai thì về mặt chính quyền là không có vấn đề, chủ yếu là vấn đề của hai thôn thôi. Bởi vì đất ở hai thôn cũng không lấy hết, chỉ trưng dụng một bộ phận ở gần đội sản xuất. Mà bởi vì đất không đủ cho nên phải điều chỉnh bổ sung đất ở vài đội sản xuất khác. Mà hiện giờ mấy đội sản xuất lại không đồng ý với phương thức điều chỉnh bổ sung này, mà lại yêu cầu tiến hành bồi thường và chuyển nhượng đất nông nghiệp dựa theo diện tích đất thực tế hiện có. Bí thư Đảng ủy xã Đông Nam có vẻ có chút căng thẳng trước mặt Triệu Quốc Đống. Rất hiển nhiên vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi này đến Hoa Lâm chưa đến 2 năm mà đã kéo nền kinh tế của cả huyện lên.
nhưng điều này cũng làm cho Hoa Lâm phải trả một cái giá tương đương. Đó là bởi vì như thế mà một đám cán bộ tương đối lớn tuổi đã bị ướp lạnh và để đó không dùng, thậm chí rớt đài tiến thẳng vào nhà giam. Còn vấn đề gì nữa? Triệu Quốc Đống vừa ghi chú lại, vừa hỏi han, cũng chẳng ngẩng đầu lên. Nói gọn hết một lượt cho tôi biết xem nào, nếu như sau này mà lại phát sinh ra cái gì nữa thì chính là Quách Long Phong anh phải chịu trách nhiệm đấy. À, có thì là ở vấn đề sử dụng công nhân, bởi vì quần chúng ở hai thôn này cho rằng đất dùng cho xây dựng nhà máy thuộc ra phần lớn là đất vốn có ở hai thôn. Cho nên khi xem xét vấn đề sử dụng công nhân, sẽ ưu tiên suy xét đến lực lượng lao động dư thừa ở hai thôn. Mặt khác về các vấn đề vật liệu xây dựng như đất cát cũng có thể ưu tiên sử dụng vật liệu do người địa phương cung cấp khi có những đề xuất điều kiện ngang nhau. Quách Long Phong cắn răng nói hết một lèo những lời này. Cũng sợ là vừa nói xong sẽ gặp phải phong ba, nhưng không nói mà cuối cùng vấn đề lại bùng phát ra thì Triệu Quốc Đống không phải đe dọa suông. Hắn là loại nói được làm được. Khi còn đang là phó chủ tịch huyện hắn đã có thể đá cho Ngưu Đức Phát lăn lên phòng văn hóa rồi thì hiện giờ càng không cần phải nói. Quả nhiên, cái bút trong tay Triệu Quốc Đống dừng lại, ánh mắt cũng híp lại, liếc một cái sang trưởng đồn công an Trần Lôi đang ngồi bên cạnh. Quách Long Phong lập tức thấy lòng căng thẳng. Quách Long Phong, tôi hỏi anh trả lời thành thật cho tôi. Vấn đề sử dụng công nhân không phải là vấn đề. Anh phối hợp với xã Đông Nam và ban quản lý khu công nghiệp Hà Đông là hoàn toàn có thể giải quyết được. Tôi tin tưởng anh sẽ không đến nỗi không biết điều này. Về phần vật liệu xây dựng, tôi ngược lại lại cảm thấy hứng thú đấy. Rốt cuộc là ai muốn dính dáng vào đấy? Ánh mắt Triệu Quốc Đống sáng như đuốc, thấy Quách Long Phong cúi đầu không nói, khẽ hừ lên một tiếng. Đừng có giả vờ trước mặt tôi đi ra từ tuyến công an này, tốt xấu cũng có 2 năm làm trưởng đồn công an. Những chuyện này tôi còn rõ ràng hơn bất cứ ai trong nghề cơ. Lão Bàng, trưởng đồn Trần, chuyện này tôi giao cho hai người các anh. Nếu như cán bộ nông thôn gây sức ép trong chuyện này, dùng xử lý hành chính theo kỷ luật đảng. Nếu có người dám tự cho là có thể xưng vương, hùng hổ đùa giỡn uy phong, vậy thì theo tôi trưởng đồn công an như anh cũng chỉ có thể sang mà làm trưởng phòng lương thực ra được rồi đấy. Bàng Quân và Trần Lôi đều gật đầu, còn thật sự ngồi ghi chép cẩn thận. Được rồi, tiếp tục đi, bí thư Quách. Còn một nhân tố chỉ sợ là cũng sẽ đề cập đến toàn bộ xã Đông Nam của chúng tôi. Quách Long Phong ngừng lại một chút rồi mới nói. Toàn bộ xã Đông Nam ư? Triệu Quốc Đống thấy rùng mình. Anh nói đi. Bí thư Triệu, xã Đông Nam chúng tôi tuy rằng là xã ở ngoại ô, nhưng kỳ thực tình trạng còn không bằng 2 xã Tân Bình và Mã Thủ nữa. Anh xem đường quốc lộ Tân Hoa và Hoa Bồng tuy rằng đã khai thông động mạch chủ của huyện, nhưng xã Đông Nam chúng tôi vừa lúc ở vào góc phía đông, lưng tựa vào trấn Phổ Độ mà quốc lộ đi thông qua Phổ Độ thì còn cách xã Đông Nam chúng tôi đến vài km. Khu du lịch không có việc của chúng tôi, đất đai cơ bản cho trồng trọt cũng không có quan hệ gì với chúng tôi cả. Cho dù là cầu Quế Đại đã sửa xong rồi, nhưng quận mới Hà Đông lại quy hoạch tới 2 thôn kia chứ không bao giờ hướng sang phía nam nữa. Nói cách khác, chúng tôi cũng không có mùi mẽ gì cả. Mà ngay cả đường xá bây giờ cũng chỉ là đường đá vụn, phát triển kinh tế cũng rất hạn chế. Ở xã có không ít quần chúng nhìn Tân Bình và Mã Thủ mà mắng chúng tôi là cán bộ xã vô dụng, đến cả quy hoạch đường ở khu mới Hà Đông còn chưa đưa ra cũng chẳng trông mong gì là khu mới Hà Đông sẽ để cho đường kéo dài đến xã Đông Nam chúng tôi cả. Sự oán trách cán bộ nông thôn cũng rất lớn, cảm thấy trong huyện giống như là đã quên xã Đông Nam chúng tôi vậy. Hoàn toàn chẳng có ai tính đến việc phát triển xã Đông Nam, chỉ biết là phát triển đến cạnh bên thì sẽ chiếm một miếng đất của chúng tôi. Thuần túy chỉ là xem xã Đông Nam chúng tôi như là quân cờ mà thôi. Triệu Quốc Đống cẩn thận ghi chép lại, Quách Long Phong trong lòng cũng lo sợ bất an. Có điều dù bất cứ giá nào, tóm lại là đã xảy ra một sự kiện lớn như thế, nếu không giải quyết vấn đề căn bản, cho dù là bây giờ cứ gạt chuyện này qua một bên, nhưng ngày sau lại xảy ra tình huống tương tự thì sẽ làm thế nào? Chính là theo như lời của Triệu Quốc Đống, hôm nay phải nói gọn gàng sạch sẽ hết một lượt. Nếu như không có nói hết, sau này mà phát sinh ra vấn đề gì thì đó chính là trách nhiệm của y rồi. Về công hay về tư thì y cũng muốn phản ánh vấn đề một cách rõ ràng. Bí thư Quách còn gì nữa không? Triệu Quốc Đống hạ bút. Hết rồi, ngoại trừ các vấn đề về ô nhiễm ra thì chỉ còn có mấy vấn đề đó thôi. Nếu như mấy vấn đề này có thể giải quyết được thì tôi nghĩ là dân chúng trong xã Đông Nam sẽ khá là ủng hộ công tác của huyện. Quách Long Phong đón ánh mắt sắc như đao của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cũng không hiểu về Quách Long Phong này lắm.
Khi hắn đến huyện Hoa Lâm, người này là từ phòng nông nghiệp hạ bệ xuống khu ủy ở ngoại ô, làm cán bộ tổ chức, rồi đến xã Đông Nam làm bí thư đảng ủy, tuổi cũng không tính là lớn. Quế Toàn Hữu đã từng đề cập đến người này với hắn, nói người này tuy rằng có chút quan hệ họ hàng với Vạn Chiêu Dương nhưng cũng là một nhân vật có chút năng lực. Có điều khi đó Triệu Quốc Đống cũng không quá để ý. Còn mấy vị này? Ánh mắt Triệu Quốc Đống lưu động dừng lại trên mặt đường Diệu Văn, Lỗ Đạt, Bàng Quân, Vương Nhị Khải. Những gì Lão Quách nói, trên cơ bản là cũng không khác biệt lắm tình hình mà chúng ta đã biết. Dân chúng không hoàn toàn là nhằm vào vấn đề ô nhiễm mà như thế. Đây chỉ là một đốm lửa nhỏ mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì việc chuyển đổi đất nông nghiệp và vấn đề bồi thường không đạt tới giá trị mà bọn họ kỳ vọng. Mặt khác, chính là theo như lời của Lão Quách, hai năm nay xã Đông Nam phát triển lạc hậu. Nhất là trong hoàn cảnh ở huyện vẫn duy trì tốc độ phát triển mà xã Đông Nam lại có thay đổi không nhiều, dân chúng không có được lợi ích thực tế, không có khả năng tăng thu nhập. Đương nhiên, cũng có một số ít người dụng tâm kín đáo xúi dục kích động thêm vào nữa. Tình hình này chúng tôi cũng đã nắm bắt được một ít rồi. Vương Nhị Khải bổ sung. Tốt, vậy tôi nói, trên thực tế vấn đề cũng không quá phức tạp, không nằm ngoài một số điểm sau. Thứ nhất là dân chúng định giá quá cao hoặc là ỷ lại vào chính sách, không đạt được đến thì sinh ra oán trách, hai là không hiểu chính sách của nhà nước, nhất là không hiểu biết nhiều về các lĩnh vực tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, vân vân. Ban quản lý khu công nghiệp Hà Đông và Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã Đông Nam cần phải giải thích tích cực hơn, ba là tôi cũng cần phải kiểm điểm. Đó là chúng ta quả thực có chút xem nhẹ mong chờ của quần chúng xã Đông Nam đối với Đảng ủy và chính quyền chúng ta. Bọn họ hy vọng huyện có thể cân nhắc cải thiện hoàn cảnh và điều kiện sống của bọn họ thôi. Tôi cảm thấy điều này đáng để chúng ta suy ngẫm sâu xa. Thứ tư chính là một số kẻ dụng tâm kín đáo có ý đồ lợi dụng chuyện này để tạo áp lực cho đảng ủy và chính quyền, tranh thủ mưu lợi. Triệu Quốc Đống ngôn từ bình thản nhưng hữu lực. Tôi cũng chỉ đề xuất ý kiến xử lý bốn vấn đề này thôi. Thứ nhất là vấn đề chính sách, điều động các cán bộ đắc lực từ các đơn vị có liên quan vào tổ công tác, làm công tác giải thích cẩn thận, cứ phù hợp với chính sách thì điều nên làm sẽ làm, nên chứng thực sẽ chứng thực. Thứ hai là vấn đề chính sách bảo vệ môi trường, vẫn cần phải làm công tác giải thích đầy đủ. Mặt khác cũng phải đưa ra các ý kiến và biện pháp thực thi bảo vệ môi trường để giới thiệu cho quần chúng, làm cho bọn họ yên tâm. Thứ ba, phòng giao thông huyện và khu công nghiệp Hà Đông phải lập tức chứng minh công khai dự án xây dựng đường từ khu công nghiệp Hà Đông có đi qua xã Đông Nam, cố gắng nhanh chóng khởi công, thỏa mãn nhu cầu được cải thiện về giao thông của quần chúng nhân dân xã Đông Nam. Thứ tư, đồn công an lập tức tổ chức tổ chuyên án, phải kiên quyết xử lý những kẻ gây kích động phản ứng. Hơn nữa phải đẩy mạnh mức độ tuyên truyền lên. Quyển 7, chương 71. Đường Diệu Văn lo lắng với việc đưa ra đối sách một cách gọn gàng và linh hoạt như Triệu Quốc Đống, nhất là khi đề cập đến hai vấn đề chính sách trước. Nếu quả thật là tiến hành tuyên truyền dựa theo cái gọi là chính sách thì chỉ sợ rất khó làm cho quần chúng vừa lòng. Mà vấn đề có thể yên lặng một thời gian ngắn nữa hay không thì lại một lần nữa phát sinh ra. Y cũng có chút bận tâm. Có điều ở trên hội nghị thì y cũng không tiện đưa ra lo lắng của mình mà là đợi cho những người khác đều tự tản đi triển khai công tác, chỉ còn lại hai người là y và Triệu Quốc Đống thì y mới nói ra điều mình lo lắng. Triệu Quốc Đống cũng rất hiểu điều Đường Diệu Văn lo lắng, nhưng hắn càng hiểu rõ hơn rằng trên thực tế vấn đề bảo vệ môi trường chỉ là một đốm lửa nhỏ. Tuy rằng đốm lửa nhỏ này về sau sẽ trở thành phiền toái thực sự, nhưng hiện giờ bọn người ngụy trang đánh trúng vấn đề ô nhiễm và bảo vệ môi trường thì không có mấy ai thực sự hiểu được ảnh hưởng từ sự ô nhiễm mà xí nghiệp sản xuất có khả năng mang lại. Tuy nhiên, Triệu Quốc Đống thật sự muốn lợi dụng cơ hội này để hạn chế mức độ nguy hại của xí nghiệp sản xuất trong một phạm vi nhất định. Vấn đề xây dựng đường thật ra là Triệu Quốc Đống thực sự cảm thấy mình có chút sai lầm. Đúng là bởi vì tất cả lực chú ý đều đặt lên một số vấn đề được tự nhận là trọng yếu hơn. Không để mắt đến những vấn đề mà quần chúng cần cho nên mới có thể làm cho những oán khí này tích tụ trong một thời gian dài, cuối cùng là nhân cơ hội như thế mà bùng phát ra. Mất bò mới lo làm chuồng cũng vẫn còn chưa muộn vậy, phải mau chóng đưa ra phương án xử lý cũng đủ để biểu hiện sự coi trọng của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Diệu Văn, không cần quá lo lắng, những chuyện thế này về sau có thể không ngừng xảy ra theo sự phát triển của kinh tế. Khi tôi ở Ando đã trải qua không ít những chuyện như thế này. Theo sự phát triển của Hoa Lâm chúng ta, tiến trình đô thị hóa sẽ không ngừng nhanh hơn, các vấn đề như giải phóng mặt bằng và tái định cư, bảo vệ môi trường khỏi ô nhiễm, san đồi phá ruộng, chuyển nhượng đất nông nghiệp, vân vân sẽ còn có thể không ngừng phát sinh mạnh mẽ.
thời kỳ chuyển đổi xã hội vốn chính là một thời kỳ tràn ngập mâu thuẫn và xung đột. Mà làm sao có thể vừa phát triển được kinh tế, lại vừa bảo trì được sự ổn định của xã hội cũng chính là kim chỉ nam để khảo nghiệm nghệ thuật lãnh đạo và năng lực chấp chính của lãnh đạo chủ chốt ở một địa phương đấy. Triệu Quốc Đống và Đường Diệu Văn đã dần dần thích nghi với mối quan hệ giữa bên đảng và bên chính quyền giữa bọn họ. Sự chênh lệch về tuổi tác cũng dần biến mất theo sự chuyển hóa thích nghi của con người. Đường Diệu Văn cũng rất tự nhiên và bình tĩnh hòa nhập với vị trí chủ tịch huyện kia. Mà Triệu Quốc Đống thì lại càng lý tính mà đứng trên góc độ một bí thư huyện ủy để suy xét vấn đề và xử lý quan hệ. Đường Diệu Văn thở dài một hơi. Nhưng mà bí thư, tôi cảm thấy bọn đưa ra vấn đề bảo vệ môi trường chống ô nhiễm chỉ sợ là cũng đáng để coi trọng đấy. Tôi đã tiếp xúc với gã sinh viên kia rồi. Cậu ta học chuyên ngành hóa chất ở Đại học An Nguyên, còn giảng cho tôi một bài về vấn đề xí nghiệp sản xuất thuộc ra có thể thải ra một lượng nước thải công nghiệp lớn và các ô nhiễm môi trường. Sau đó, tôi có hỏi đồng chí phụ trách lĩnh vực bảo vệ môi trường một chút, bọn họ cũng về cơ bản là thừa nhận lời nói của cậu sinh viên kia là thật. Nói một cách đúng đắn và không tránh né thì đúng là nhà máy sản xuất phát triển sẽ không thể tránh khỏi gây ra ô nhiễm môi trường, hơn nữa còn khá là khó khống chế. Chi phí bảo vệ môi trường sẽ rất tốn kém đó. Triệu Quốc Đống vừa nghe Đường Diệu Văn cảm thán, vừa cân nhắc nên trao đổi ý kiến với Đường Diệu Văn như thế nào về vấn đề này để thống nhất nhận thức. Nếu không, về sau nhà máy sản xuất còn có thể mang đến không ít phiền phức phức tạp cho Hoa Lâm. Mặc dù Triệu Quốc Đống vẫn không ủng hộ phát triển nhà máy sản xuất ở Hoa Lâm, nhưng hắn cũng phải thừa nhận, với điều kiện trước mắt của Hoa Lâm mà phát triển công nghiệp sản xuất thì có thể nói là sẽ gặp ưu thế may mắn. Nếu như nói huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Hoa Lâm vì vấn đề bảo vệ môi trường mà bóp chết ngành công nghiệp sản xuất thì bất kể là nhìn từ góc độ nào cũng sẽ đều thấy đó là một cử chỉ không khôn ngoan. Vì một chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, cái mũ ấy sẽ đội trên đầu hắn cả đời. Hơn nữa, bốn xí nghiệp này cũng là do thời kỳ khi La Đại Hải nắm quyền đã lấy quyết định được cả hội nghị thường vụ phê duyệt mà dẫn vào. Hơn nữa, còn ký kết hợp đồng đầu tư, nếu bây giờ muốn phủ định là không có khả năng rồi. Nói cách khác, trước mắt cần phải cân nhắc làm thế nào để quy hoạch cho ngành này sinh ra hiệu quả và lợi ích lớn nhất có thể, khống chế mức độ ô nhiễm ở mức thấp nhất có thể. Triệu Quốc Đống tin chắc rằng Hoa Lâm sẽ tiến thêm một bước, mở rộng việc kêu gọi đầu tư. Đã có khu công nghiệp sản xuất có 4 nhà máy sản xuất có quy mô nhất định, hơn nữa đã sắp đàm phán thành công và 2 nhà máy sản xuất nữa cũng sẽ gia nhập rất nhanh. Ngành công nghiệp sản xuất ở Hoa Lâm phát triển thành quy mô lớn là điều không thể đảo ngược được. Làm sao có thể dẫn dắt con đường phát triển công nghiệp này theo hướng vừa phát triển với hiệu suất cao lại vừa bảo vệ được môi trường chính là vấn đề mà huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Hoa Lâm phải cân nhắc suy xét. Như Triệu Quốc Đống thấy, đây không phải là chuyện một sớm một chiều của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện mà chỉ sợ là kể cả 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm sau, vấn đề bảo vệ môi trường sẽ luôn làm Hoa Lâm phức tạp và đến lúc đó lại rất đau đầu. Chỉ bằng hiện giờ cứ làm tốt công việc quy hoạch, xác lập tiêu chuẩn, thúc đẩy việc phát triển theo nguyên tắc để sau này các doanh nghiệp tham gia khu chế xuất cũng không thể không tuân thủ chế định. Triệu Quốc Đống không biết mình sẽ có thể ở lại Hoa Lâm được bao lâu. 1 năm hay 2 năm, hắn không biết. Bằng vào biểu hiện đúng quy đúng hiện giờ của Đường Diệu Văn, nếu thời gian dài hơn một chút, thì vị chủ tịch huyện Đường này có khả năng sẽ tiếp nhận chức vụ trở thành bí thư. Nếu như thời gian mình ở lại Hoa Lâm quá ngắn thì như vậy có khả năng thị ủy sẽ cân nhắc để cho những người khác đến tiếp nhiệm. Nhưng bất kể thế nào, Đường Diệu Văn đã quen thuộc tình hình sau này cũng sẽ có quyền kha khá trong khi nói chuyện đến chủ đề phát triển kinh tế ở Hoa Lâm. Có thể làm cho Đường Diệu Văn tiếp nhận một số quan điểm và ý tưởng của mình. Xác định một ý tưởng chính xác vì sự phát triển của Hoa Lâm trong vài năm tới, đó cũng là điều rất thiết thực. Vấn đề bảo vệ môi trường ở các ngành công nghiệp sản xuất không phải là chuyện mới mẻ gì. Có thể nói có những địa phương đặt yêu cầu phải bảo vệ môi trường rất cao. Vấn đề ô nhiễm trong ngành công nghiệp sản xuất cũng không giải quyết được. Cho nên ngành công nghiệp sản xuất, nhất là công nghiệp sản xuất sơ cấp mới dần dần ra khỏi định hướng phát triển kinh tế quốc gia của Trung Quốc. Kể cả các công ty Trung Quốc phát triển trong nội địa nhà nước ta cũng bởi vì thế mà bị o ép mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển kinh tế. Đối với khát vọng và nhu cầu phát triển kinh tế thì một vài tiêu chuẩn chúng ta đưa ra để bảo vệ môi trường e rằng là chưa đủ. Hoặc nói là tuy rằng tiêu chuẩn chế định đã được đưa ra, chính quyền địa phương phải cân nhắc khi chịu sức ép phát triển kinh tế, cho nên khâu chấp hành cũng mạnh yếu không đủ. Để tránh khỏi ước thúc của việc phát triển kinh tế, tình huống này không nên tồn tại ở các ngành công nghiệp sản xuất. Còn ở các ngành công nghiệp khác thì vẫn duy trì như thế. Đường Diệu Văn gật đầu,
Y làm phó trưởng ban tuyên giáo của thị ủy, được phân công quản lý mảng thông tin tuyên truyền. Năm kia, truyền thông của thành phố đã từng truy đuổi đưa tin về vấn đề ô nhiễm của nhà máy sản xuất giấy huyện Tào Tập, thông tin tư liệu bị nắm bắt khá là tỉ mỉ và xác thực, thực trạng ô nhiễm nhìn mà thấy ghê người. Đường Diệu Văn cũng đã được xem qua những ảnh chụp này. Tình hình quả thực khá là nghiêm trọng. Dân chúng ở thôn Tiểu Vương huyện Tào Tập đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền huyện, nhưng phỏng vấn đưa tin tuy rằng ra được mấy tập bản thảo nhưng cuối cùng đều bị thủ tiêu, cũng coi như là chẳng có ai nói gì. Có người cho rằng phát triển kinh tế không thể tránh khỏi việc phải hy sinh một số điều kiện, đó là cái giá phải trả. Tôi cảm thấy vấn đề này phải hiểu theo hai khía cạnh. Nếu như nói tình trạng ô nhiễm sẽ phá hủy môi trường thì không có cách nào đảo ngược được cả, ngày sau cũng không có biện pháp nào cứu chữa được. Chúng ta đây tuyệt đối không thể lấy hạnh phúc tương lai của đời sau ra mà tô son điểm phấn cho chiến tích trước mắt của mình được. Nếu như nói nhất định có thể khống chế và khắc phục được hậu quả của ô nhiễm thì chúng ta đây cũng có thể phòng ngừa chu đáo chứ. Trước tiên là tham gia, cố gắng hết sức hạn chế ảnh hưởng của mấy vấn đề này trong một phạm vi nhất định có thể chấp nhận được. Đường Diệu Văn như có điều suy ngẫm, quan điểm của Triệu Quốc Đống cũng có tính đại biểu nhất định, vừa không giống như một số người chủ trương cần trả giá cho phát triển, và coi bảo vệ môi trường là cái giá phải trả, cũng không giống như một số người có quan điểm cực đoan là bảo vệ môi trường và cường điệu điều đó một cách thái quá, nhất quyết phủ quyết tất cả, chỉ cần dính dáng đến vấn đề ô nhiễm là không thể tán thành. Đương nhiên, quan điểm thứ hai chỉ là quan điểm tồn tại trong giới lý luận mà thôi, còn trên thao tác thực tế, về cơ bản là quan điểm trước sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Mà người có quan điểm như Triệu Quốc Đống cũng không ít, chỉ là bọn họ khó có thể phát huy tác dụng ở một số vấn đề trọng đại. Quan viên cũng chỉ chăm chăm nhìn vào số liệu GDP. Còn thì lãnh đạo vì bảo vệ môi trường mà đưa ra những quy ước hạn chế đối với một ngành công nghiệp nặng nhẹ phát triển nào đó thì Đường Diệu Văn thật đúng là chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe nói đến. Công nghiệp sản xuất ở huyện ta cũng là ở vào thế tiến thoái lưỡng nan. Quần chúng phản đối vì vấn đề ô nhiễm, nhưng lại cần kinh tế phát triển. Làm sao để hóa giải được sự mâu thuẫn này? Tôi cảm thấy có lẽ chỉ sợ rằng trong huyện sẽ phải bỏ công sức giải quyết vấn đề này thôi. Ánh mắt Triệu Quốc Đống sâu xa, hắn chậm rãi nói tiếp. Vấn đề ô nhiễm ở ngành công nghiệp sản xuất xét đến cùng là bởi vì quy mô sản xuất không đủ, đầu tư nhập các phương tiện đảm bảo khắc phục được ô nhiễm lại quá lớn. Cứ cân nhắc từ 4 nhà máy sản xuất mới gia nhập khu công nghiệp này thì thấy, mặc dù là dựa theo biện pháp của tôi đưa ra để tập trung xây dựng nhà máy xử lý nước thải, rác thải, phế liệu và xử lý nước bùn ngâm kim loại màu, cũng sẽ không tải nổi 4 xí nghiệp này. Một lần đến Bắc Kinh tôi đã đề cập vấn đề này với cố vấn chuyên môn. Cho dù là ở huyện đi nữa, có thể vẫn ủng hộ nhà máy xử lý này ở cơ quan liên quan thì nguồn tài chính chênh lệch cũng còn khá là lớn. Vậy ý của Bí Thư Triệu là? Đường Diệu Văn nhíu mày hỏi. Mau thúc đẩy đàm phán hiện nay để 2 xí nghiệp sản xuất kia mau chóng gia nhập khu công nghiệp. Mặt khác phải nghĩ biện pháp vay từ trên vậy, bỏ vốn cũng tốt, để xây dựng thành một nhà máy xử lý chất thải nước thải đạt tiêu chuẩn, hiện đại hóa, để vừa có thể xử lý được chất thải nước thải ở khu công nghiệp, mà còn có thể xử lý được cả nước thải dân dụng nữa. Triệu Quốc Đống quả quyết nói. Những nhà máy này cần đầu tư bao nhiêu? Đường Diệu Văn trong lòng thầm dùng mình. Những xí nghiệp này nếu như theo những gì Triệu Quốc Đống miêu tả thì không biết là sẽ phải tốn hết bao nhiêu nữa. Có lẽ ít nhất phải cần đến 20-30 triệu ấy. Triệu Quốc Đống bình tĩnh liếc nhìn Đường Diệu Văn, chủ tịch huyện gì mà chỉ sợ nghe đến số tiền đó có khi chết ngất mất. Quả nhiên, Đường Diệu Văn há to mồm hít một hơi mạnh. 20-30 triệu ư, đến bây giờ còn chưa có một doanh nghiệp nào tiếp tục đầu tư vào Hoa Lâm vượt quá 30 triệu đâu. Triệu Quốc Đống lại còn bảo là xây một cái nhà máy xử lý nước thải sẽ chi phí hết 20-30 triệu. Hơn nữa, nghe giọng điệu của hắn thì ý tứ chính là muốn để Ủy ban Nhân dân huyện đứng ra chủ trì. Như thế thì cũng không khỏi quá mức quá đáng đi. Bí thư Triệu, thế này chỉ e rằng không thỏa đáng. Xử lý ô nhiễm của các nhà máy sản xuất thì nên là do các doanh nghiệp sản xuất đến chịu trách nhiệm. Làm sao lại để chính quyền địa phương chúng ta đến gánh trách nhiệm được? Nếu như nói là chúng ta trợ giúp, phối hợp hoặc là cung cấp một số điều kiện, đưa ra một số chính sách ủng hộ thì còn được. Tài chính của huyện làm sao mà chống đỡ nổi một dự án mang tính công ích lớn như thế được? Đường Diệu Văn lắc đầu. Ở vấn đề này, quan điểm của Triệu Quốc Đống đã không thể dùng khái niệm mới mẻ, độc đáo, vượt ra ngoài quy định để mà hình dung nữa rồi. Đó là ném tiền qua cửa sổ. Làm chủ tịch huyện, y không thể đồng ý với cái quan điểm này được. Hơn nữa,
Y tin chắc rằng cho dù là Triệu Quốc Đống có uy tín khá cao trong huyện, chỉ sợ cũng khó có thể đạt được sự ủng hộ của các vị thường ủy khác. Quyển 7, chương 72. Tâm trạng Triệu Quốc Đống có chút phiền não, ngồi trong xe nhìn cảnh vật lùi nhanh về phía sau mà yên lặng suy tư. Hắn không thể thuyết phục được Đường Diệu Văn, điều này làm cho hắn có cảm giác bị thất bại. Vốn dĩ vẫn kiêu ngạo vì tài ăn nói, lại thêm nữa là tự cho rằng mình khá là hiểu biết đại thế thời cuộc sau này, Triệu Quốc Đống hoàn toàn cho rằng mình có thể thuyết phục được Đường Diệu Văn đồng ý với quan điểm của mình. Nhưng Đường Diệu Văn lại không thỏa hiệp, tuy rằng mặt ngoài y rất tôn trọng mình, nhưng nếu như phải hao tiền tốn của mất mấy chục triệu để xây dựng một cái nhà máy xử lý nước thải thì hắn vẫn là không thể chấp nhận được. Nhất là nhà máy xử lý nước thải này chủ yếu là xử lý nước thải cho các xí nghiệp sản xuất. Điều này càng làm cho Đường Diệu Văn không thể hiểu nổi. Triệu Quốc Đống và Đường Diệu Văn có cái nhìn chênh lệch rất lớn về thu nhập từ thuế sau này và khoản đầu tư hiện nay của mấy xí nghiệp sản xuất này. Đường Diệu Văn cho rằng đầu tư đến mấy chục triệu là tuyệt đối không phù hợp với một huyện như Hoa Lâm, một nơi đâu đâu cũng cần đến tài chính. Mà trong 3 năm tới đây, thu nhập từ thuế thu được của ngành công nghiệp sản xuất chế biến này chỉ sợ cũng khó mà hòa vốn được với khoản đầu tư ban đầu, càng không cần tính đến việc gánh được lãi cho vay. Theo ý tưởng của Đường Diệu Văn thì phải là xí nghiệp sản xuất tự trang bị các phương tiện xử lý thô để tiến hành xử lý, không nên để huyện đưa vào quy hoạch chung cho bọn họ. Mà phòng môi trường của huyện chỉ gánh trách nhiệm giám sát thôi. Triệu Quốc Đống không rõ lắm về một điều, Đường Diệu Văn có hiểu hay không rằng sau khi xí nghiệp sản xuất thực sự đi vào hoạt động thì có thể sẽ không còn xử lý chất thải nước thải theo tiêu chuẩn như bọn họ đã hứa hẹn như thế nữa. Mà liệu phòng môi trường của huyện có năng lực theo dõi toàn bộ việc xử lý chất thải nước thải của những nhà máy này hay không? Nếu cứ rò rỉ lén lút thì anh làm sao phòng ngừa được? Mà một khi các xí nghiệp sản xuất kia xử lý ô nhiễm với hiệu quả căn bản là không sao đạt được tiêu chuẩn thì trong huyện có dám quyết đoán bắt doanh nghiệp đóng cửa ngừng sản xuất hay không? Triệu Quốc Đống không cho là Diệu Văn, hoặc là những người lãnh đạo sau này của huyện Hoa Lâm có thể có sự quyết đoán được như thế. Điều đó cũng làm cho ý tứ mắt nhắm mắt mở hoặc là lấy xử phạt thay cho pháp luật sẽ trở thành lệ thường, mà ô nhiễm thì cũng sẽ trở thành một mảnh u ám thật lớn bao phủ trên bầu trời huyện Hoa Lâm, cũng trở thành một bóng ma trong lòng Triệu Quốc Đống, bất kể là hắn có đi đến đâu. Hắn không nghĩ lưu lại cho mình một điều đáng tiếc như thế. Và lại, cục diện hiện giờ sẽ lại có chút khó có thể khống chế nổi. Hoắc Vân Đạt muốn kéo được hơn 40 thôn dân lên cái xe bus cho thuê kia cũng phải tốn hết sức lực chín châu hai hổ mới mời được họ lên xe, và cũng phải sử dụng không ít thủ đoạn cây gậy và củ cà rốt. Triệu Quốc Đống ngày càng có thiện cảm hơn với Hoắc Vân Đạt. Quế Toàn Hữu đi rồi thì lại có một người mới đến có năng lực không thua gì Quế Toàn Hữu cả. Hơn nữa, kinh nghiệm cơ sở của Hoắc Vân Đạt còn hơn cả người tiền nhiệm làm cho Triệu Quốc Đống rất là vừa lòng. Mạch Gia Huy và Lam Quang muốn gặp Triệu Quốc Đống để nghiên cứu vấn đề thôn dân xã Đông Nam huyện Hoa Lâm đã phản ánh. Bởi vì thôn dân đã tuyên bố nếu yêu cầu của bọn họ không có được câu trả lời thuyết phục và rõ ràng thì bọn họ sẽ lên tận tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh để kêu oan. Chuyện này khiến cho thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã coi trọng ở mức độ cao, nhất là thời điểm khi còn cách ngày bầu cử đại hội đại biểu nhân dân khóa 15 không đến nửa năm lại xuất hiện nhân tố không ổn định dạng này thì các lãnh đạo của mỗi một cấp đảng ủy và chính quyền nhân dân đều vô cùng kiêng kỵ. Triệu Quốc Đống cũng không lo cho cái thân mình, hắn tự tin rằng mình có năng lực xử lý tốt chuyện này. Vấn đề ở chỗ, lãnh đạo bên trên sẽ đối đãi với chuyện này như thế nào? Mà trong huyện phe Đường Diệu Văn phản đối ý kiến mình đưa ra về việc chính quyền đóng vai trò chính trong việc thành lập nhà máy xử lý nước thải nhất định sẽ lại gây sóng gió trong chuyện lần này. Mối quan hệ song phương vốn dĩ tương đối tốt đẹp giữa đảng và chính quyền còn chưa qua thời kỳ trăng mật có lẽ sẽ bị bóng đen che lấp, thậm chí còn có thể có nguy cơ tan vỡ. Trong phòng hội nghị của thị ủy, không khí có chút âm trầm. Thái độ của Mạch Gia Huy tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng ý kiến cũng rất kiên quyết. Vừa không để cho chuyện này dẫn đến những nhân tố không ổn định, lại cũng không thể vì vấn đề này mà khiến cho kế hoạch phát triển kinh tế của huyện Hoa Lâm bị chặt đứt, hoặc nói cách khác chính là vừa phải xử lý công bằng cho quần chúng, đồng thời cũng mau chóng khôi phục lại việc xây dựng các xí nghiệp đang bị đình chỉ kia. Triệu Quốc Đống cũng lộ ra một số ý tưởng của bản thân mình. Mạch Gia Huy cũng không hứng thú với quan điểm của Triệu Quốc Đống. Theo ý ông ta, yêu cầu xí nghiệp sản xuất đầu tư một món tiền khổng lồ và huyện xuất ra một khoản để phối hợp xây dựng một nhà máy xử lý nước thải là rất không có khả năng. Nếu đầu tư quá lớn, xí nghiệp sản xuất chắc chắn không thể đáp ứng. Còn nếu xí nghiệp bỏ ra một khoản đầu tư quá nhỏ thì huyện lại phải còng lưng gánh nặng tài chính tương đối lớn. Trong lúc này,
rất khó có thể tìm được điểm phù hợp. Triệu Quốc Đống cũng rõ ràng những người lãnh đạo này quan tâm chỉ là bình ổn chuyện của riêng mình, đồng thời, khôi phục lại việc xây dựng. Những chuyện khác bọn họ sẽ không cảm thấy hứng thú. Dù sao đây là dự án chỉ trong phạm vi huyện, phía thị xã chỉ có không hy vọng nhìn thấy quần thể này ảnh hưởng đến sự ổn định chung mà thôi. Đến ngồi đây, Bí Thư Triệu, có lẽ cậu là lần đầu tiên đến phòng làm việc của tôi đấy nhỉ? Lam Quang cười nói, muốn uống Bích Loa Xuân hay là Đại Hồng Bào đây? Ha ha, Bí Thư Lam, thực sự Đại Hồng Bào có thể có trong văn phòng ngài ư? Chỉ sợ là đến cả ở Trung Nam Hải cũng chẳng sắp xếp ra được. Lại còn có thể rơi xuống cái khu An Nguyên một mẫu ruộng còn có 3 phần đất khỉ ho cỏ gáy này của chúng ta ư. Triệu Quốc Đống lúc được Lam Quang dẫn vào phòng làm việc thì còn có chút bất ngờ. Theo lý thuyết nếu trên hội nghị cũng đã xác định nguyên tắc xử lý thì lãnh đạo thị xã cũng không cần phải hỏi lại nữa, cũng không phải là chuyện gì quá là không được cả. Có điều Triệu Quốc Đống cũng vẫn rất là phối hợp với sự triệu tập của lãnh đạo thị xã. Cậu này thật là hiểu biết đấy. Một cây đại hồng bào thì đương nhiên là không có khả năng, chẳng qua là vườn trà ở gần vách núi thì cũng miễn cưỡng có thể gọi là đại hồng bào chứ. Tôi tự mang về đấy, hương vị tôi thấy cũng khá được. Có nếm thử không? Lam Quang dáng người khôi ngô, hơi lùn, mặt vuông chữ điền, miệng rộng, vốn là mẫu người mặc Âu phục rất được, nhưng y lại thích mặc jacket hơn. Với biểu hiện thân mật bên ngoài của Lam Quang, Triệu Quốc Đống tự nhiên sẽ không cự tuyệt vị cán bộ ở trong tỉnh có chút nổi tiếng hiện giờ ở Miên Châu, Kiến Dương kia. Thứ nhất là bởi vì phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy An Đô Trương Nghiễm Lan đến Kiến Dương. Thứ hai là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Phan Viên Chiêu, người đã từng nhậm chức ở Kiến Dương và Miên Châu, là từ vị trí bí thư thị ủy Miên Châu mà đi lên. Phan Viên Chiêu có lẽ sẽ vào Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh khóa 15, như thế, đội ngũ phía sau sẽ nhân dịp đó mà đi lên. Đó cũng là điều Triệu Quốc Đống vô tình nghe thấy từ chỗ Vương Phủ Mỹ hồi đầu năm. Trong một năm này, ở tỉnh sẽ có điều chỉnh không ít cán bộ, kể cả Kiến Dương và Miên Châu xa xôi. Điều này cố nhiên là có sự liên quan đến phần trăm tổng sản lượng kinh tế và tốc độ phát triển kinh tế chiếm trong tổng số của toàn tỉnh. Nhưng còn có liên quan nhiều hơn đến việc Trương Nghiễm Lan đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh và Phan Viên Chiêu hiện giờ đang đảm nhiệm chức Phó Bí thư tỉnh ủy. Triệu Quốc Đống cũng từng nghe nói qua. Vốn dĩ ở phía Tân Châu, một số cán bộ vốn cho là Liễu Đạo Nguyên sẽ tiếp nhiệm Phan Viên Chiêu mà đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Như thế, cán bộ ở Tân Châu có lẽ cũng còn có ngày đi lên, thậm chí, đến cả Tương Uẩn Hoa cũng hơi có mong chờ điều này. Không ngờ rằng Phan Viên Chiêu vẫn còn tại vị chưa du di gì thì Liễu Đạo Nguyên lại đến tỉnh Kiềm Nam, một nơi có điều kiện thua kém An Nguyên rất nhiều để đảm nhiệm chức phụ bí thư thị ủy thị xã Kiềm Dương kiêm thường vụ tỉnh ủy. Đương nhiên, Triệu Quốc Đống cũng từ công văn quan trọng của bên công tác quản lý nhà nước biết được thông tin một tuần nữa Liễu Đạo Nguyên sẽ nhận được quyết định bổ nhiệm làm phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Kiềm Nam, vẫn kiêm cả bí thư thị ủy thị xã Kiềm Dương. Đây là một sự ám chỉ tương đối tinh tế, trong tình hình sắp tới hội nghị khóa 15 mà lại được đề bạt làm phó bí thư tỉnh ủy, đây cũng mang nghĩa là rất có khả năng sẽ tiến vào ủy viên trung ương hoặc ủy viên trung ương dự khuyết. Mà nhất là khi chủ tịch tỉnh đương nhiệm của tỉnh Nam đã sắp đến tuổi đại nạn của quan viên cấp bộ tuổi nghỉ hưu, Liễu Đạo Nguyên được đề bạt lên làm phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Nam thì có vẻ có ý vị tương đối sâu xa. Triệu Quốc Đống cũng đặc biệt gọi điện thoại chúc mừng Liễu Đạo Nguyên. Liễu Đạo Nguyên thật ra lại khá bình tĩnh, ý tứ trong giọng nói đại loại là phó bí thư tỉnh ủy và thường vụ tỉnh ủy khác biệt không lớn, phạm vi công tác đều chủ yếu là ở thị xã Kiến Dương. Nhưng Triệu Quốc Đống lại rất rõ ràng. Sự khác biệt giữa phó bí thư và thường vụ tỉnh ủy nhìn thì không đáng kể, nhưng lại có thể khiến cho rất lắm kẻ vô công rồi nghề ao ước. Mà cái kiểu vô công rồi nghề ao ước ấy lại thường sẽ lẳng lặng trở thành sự thật. Bên phía Ninh Lăng thì rất nhiều người đều tập trung sự chú ý ở vị phó bí thư thị ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tuổi trẻ và vô cùng hào sảng, Lục Kiếm Dân, mà lại ít chú ý đến Lam Quang, người có lẽ lớn hơn Lục Kiếm Dân vài tuổi nhưng khiêm tốn hơn rất nhiều. Tuy nhiên Triệu Quốc Đống thì lại không hề xem nhẹ vị bí thư Lam này. Lam Quang cũng không phải là cán bộ thuần túy của bên lập pháp. Trước khi đảm nhiệm vị trí chánh án tòa án nhân dân thành phố Miên Châu, y là chủ tịch huyện An Sương, một huyện trực thuộc thành phố Miên Châu. Trước đó, y còn từng đảm nhiệm chức vị bí thư đảng ủy công an và phó chủ tịch thường trực huyện. Hơn nữa còn nghe nói là chiến tích không tầm thường, có thể nói là một tay già đời lão luyện trên cả hai con đường chính pháp và kinh tế. Những thông tin này đều là Vương Phủ Mỹ cung cấp cho Triệu Quốc Đống. Vậy cảm ơn Bí Thư Lam đã yêu mến. Chỉ e có thể có một số gốc trà là trà tiên khí,
dù cho có sao tầm không chuẩn cũng đều có thể làm cho người ta mê mẩn. Triệu Quốc Đống cũng cười cười và rất tùy tiện tiếp nhận chung trà mà Lam Quang đưa tới. Bí thư Lam nếu thích uống trà, hôm nào tôi mang theo ít trà đen tinh tuyển của nhà máy trà Hà Khẩu của chúng tôi đến. Coi như là để cho bí thư Lam khi nào về nhà có thể giúp tuyên truyền quảng cáo cho văn hóa trà đen độc đáo của huyện Hoa Lâm chúng tôi. Ừ, tôi cũng có nghe Lão Đào nói rồi. Hương vị trà đen của Bích Phụ Sơn không thể so sánh tầm tường được, hơn nữa khả năng công dụng bảo vệ sức khỏe không phải những trà như Đại Hồng Bào hay Bích Loa Xuân có thể có được. Bí thư Triệu nói như thế, tôi lại càng phải nếm thử mới được. Lam Quang khẽ cười nói, y có thể nói là rất có hứng thú với vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi nhất toàn tỉnh này. Trước khi đến Ninh Lăng, y đã từng nghe nói phó bí thư thị ủy chính thức thăng chức Nghiêm Lập Dân trong giai đoạn đảm nhiệm vị trí bí thư đảng ủy công an thị xã có thể nói là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn. Nhưng duy nhất chỉ có ở huyện Hoa Lâm là không làm ăn được gì, cũng là bởi vì lúc ấy chính là vị chủ tịch huyện họ Triệu lúc ấy, bí thư Triệu hiện tại này, đối kháng cứng rắn kiên cường, khiến cho thủ đoạn lựa chọn người được làm trưởng công an huyện Hoa Lâm cuối cùng là chấm dứt bằng việc lấy người trong huyện. Cũng khó trách bảo sao mà Nghiêm Lập Dân lại có chút cái nhìn với huyện Hoa Lâm. Trên hội nghị thường vụ thị ủy cũng lặp lại nhấn mạnh là phải tạo được quyền uy của thị ủy, có lẽ cũng là vì có liên quan đến cái bóng ma ám ảnh này. Lão Đào ư? Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi bừng tỉnh ngộ, liền vỗ vỗ đầu, vẻ mặt sung sướng. Ha ha, bí thư Lam, anh không nói tôi còn thực sự không thể phản ứng lại được. Hai vị tiên sinh tông tinh, tông hán là bạn cũ cả. Ha ha, bí thư Lam, vừa nói như thế thì tất cả mọi người đều không phải người ngoài rồi. Để tôi gọi hai vị tông tinh, tông hán lên đây, xem hai người bọn họ ai đang rảnh, tốt nhất là cả hai đều rảnh, đêm nay phải ngồi một chút, ôn chuyện mới được. Quyển 7, chương 73. Rất nhanh, Đào Tông Tinh và Đào Tông Hán đã đến hội họp với Lam Quang và Triệu Quốc Đống. Không thể không nói người Chiết Giang là thương nhân trời sinh. Ngoại trừ sự mẫn cảm và khôn khéo trong buôn bán của bọn họ ra, làm doanh nhân Trung Quốc. Nếu như không thể nhạy bén nắm bắt mức độ ảnh hưởng của chính trị đối với kinh doanh thì doanh nhân đó chính là người không thành thực. Mà công ty Tinh Hán có thể giành được thành công ở huyện An Sương, không thể nghi ngờ gì là dựa vào sự ủng hộ của đảng ủy và chính quyền địa phương. Điều này có được cũng là nhờ vào mối quan hệ hòa hợp, giúp đỡ lẫn nhau giữa anh em họ Đào và đảng ủy, chính quyền địa phương. Cái tên Tử Yên La nghe có vẻ cổ xưa, nhưng lại là một nơi giải trí thời thượng không hơn không kém. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể tiêu xài phung phí ở đây được, cũng không phải tùy tiện bất cứ ai cũng có thể đến được nơi xa hoa này. Đến cả Triệu Quốc Đống cũng phải kinh ngạc trước giọng hát hùng hậu cứng cáp của Lam Quang. Một bài hỏi ngàn vạn lần một làm cho Triệu Quốc Đống tưởng là thế là đủ rồi, sợ rằng Lưu Hoan có so với y thì tiêu chuẩn cũng chẳng cao hơn bao nhiêu nhỉ. Nhưng ngay sau đó lại một bài chí khí thiếu niên không nói lo, hai, lại làm cho Triệu Quốc Đống choáng váng không dậy nổi. So sánh với vị thường vụ thị ủy này, Triệu Quốc Đống cảm thấy mình quả thực chỉ có thể làm người nghe được thôi. Không được rồi, có một thời gian không luyện mà tiêu chuẩn đã giảm xuống rồi. Lam Quang hưng chí bừng bừng buông mic. Quốc Đống, cậu cũng tới hát đi. Ha ha, bí thư Lam, giọng tôi hát với tiếng bò kêu chả khác gì nhau, ngồi thưởng thức là được rồi. Anh muốn tôi mình trần ra trận thì tôi cũng chỉ đành chắp tay nhận bại thôi. Triệu Quốc Đống liên tục xua tay. Chuyện ca hát này không phải là thế mạnh của hắn, bình thường nói đến những nơi luyện hát hoặc karaoke này, Triệu Quốc Đống đều chỉ có ngồi nhìn thôi chứ không thể hát nổi bài nào. Quốc Đống, tuổi còn trẻ mà lại không có khí thế gì cả là thế nào? Cậu không luyện thì làm sao giọng hay được, giọng tôi cũng là rèn luyện lúc còn ở trong quân ngũ, khi đó cả ngày đều là hát ca khúc cách mạng. Điều này cũng làm cho thành thói quen, đến đâu cũng thích ca hát thôi chứ không ham thứ khác. Lam Quang cũng không ép. Ngồi xuống bên cạnh Triệu Quốc Đống. Anh em họ Đào sớm đã ngồi ở phòng bên kia, phấn khởi hào hứng chơi đoán số đánh tử lệnh với mấy cô gái. Ha ha, bí thư Lam, luyện giọng cũng phải có thiên phú. Tôi tự biết mình, về phương diện này không có năng khiếu. Triệu Quốc Đống cười nhẹ một tiếng, rót cho Lam Quang một ly Hennessy mới, giơ ly lên đưa qua. Bí thư Lam, đến Ninh Lăng cũng vài ngày rồi, ấn tượng thế nào? Chỉ sợ là có chút chênh lệch với Miên Châu nhỉ. Tạm được, ít nhất so với tôi tưởng tượng thì cũng còn tạm được. Lam Quang cũng không che giấu. Đương nhiên, về kinh tế thì không thể so sánh được. Chuyện này thì cần phải có thời gian, dần dần mới theo kịp được. Hiện giờ quan niệm của Bí Thư Kỳ vẫn tương đối cởi mở, chủ yếu là ở mức độ chấp hành mạnh yếu của cán bộ phía dưới thôi.
một bước lạc hậu cũng là lạc hậu rồi. Triệu Quốc Đống bùi ngùi nói. Suy nghĩ vấn đề cũng cần phải có thời cơ thích hợp và môi trường ổn định mới có thể nước chảy thành sông được. Mạo muội đưa ra quan niệm có lẽ ở chủ quan của mình là muốn làm được việc cho tốt, nhưng chưa chắc đã có thể có được sự ủng hộ đồng ý của những người khác. Quốc Đống, nhìn cậu có vẻ rất tâm trạng, không phải là gặp chuyện khó gì đấy chứ. Nói nghe một chút xem nào. Lam Quang xem ra cảm thấy rất hứng thú được mau chóng quen thuộc với tình hình ở Ninh Lăng, cho nên cũng không buông tha một cơ hội nào để tìm hiểu tình hình bên dưới. Triệu Quốc Đống nói sơ qua ý tưởng về vấn đề xử lý ô nhiễm tồn tại trong khi phát triển ngành công nghiệp sản xuất. Đây cũng không phải là chuyện gì mà người ta không nhận ra được, chỉ có điều biện pháp giải quyết sự việc thì không có nhất trí mà thôi. Quốc Đống, khi tôi công tác ở An Sương cũng trải qua tình hình tương tự. Vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển luôn luôn là một cặp mâu thuẫn đan xen nhau. Anh rất khó nói ra được là ai đúng ai sai. Phát triển mới là đạo lý cứng rắn. Nhưng không phải là vì phát triển mà có thể xem nhẹ những vấn đề khác, phải không? Có lẽ sẽ có người nói, hai tay đều phải cứng rắn, nhưng mà nhân tài, vật lực, tinh thần đều có hạn thôi. Anh làm sao có thể làm chu đáo được? Ở đây nhất định phải có sự lựa chọn. Trong một đoạn thời gian nào đó, cậu có lẽ phải coi trọng một số công tác, nhưng ở thời kỳ khác, có lẽ cậu sẽ cần chú ý nhiều hơn đến phương diện khác. Nếu hai bên có sự xung đột, trong lúc này làm sao có thể nắm chắc được thì chính là bài kiểm tra tính nhạy bén của đảng và chính quyền chủ quản sau này. Lam Quang vừa nhấp từng ngụm rượu nhỏ, vừa thong thả nói. Mùi vị Hennessy không tệ, nhất là đối với những vị khách quen với rượu vang đỏ tiêu chuẩn. Ngoại trừ Louis XIII và Remy Martin, Hennessy coi như là ổn. Tuy là ở Tử Yên La này giá cả có hơi đắt một chút, nhưng phẩm chất rượu được đảm bảo. Bằng không thì Triệu Quốc Đống cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này. Lam Quang tuy rằng lời nói giọng điệu có vẻ tùy tiện, nhưng Triệu Quốc Đống lại nghe được khá thật. Trong giọng nói của đối phương hiển nhiên có sự ám chỉ, thời gian bất đồng thì sự chú ý và trọng điểm của lãnh đạo bên trên cũng không giống nhau. Trong câu nói hàm chứa ý nghĩa vô cùng rõ ràng. Nói cách khác, một sự việc luôn có tính hai mặt của nó, một mặt đang được đánh giá là quan trọng hơn, hay nói cách khác là đang thu hút được ánh mắt của cấp trên. Năm nay kinh tế Hoa Lâm khá là tốt. Một số chỉ tiêu cũng vẫn duy trì được như hai năm trước. Ngoại trừ Khuê Dương vì đạt được dự án đầu tư của tập đoàn Long Thịnh có vẻ phong quang vô hạn ra, các dự án sản xuất của Hoa Lâm với hai công ty Đại Hoa và Tam Điệp đều có dự định sẽ mở rộng quy mô sản xuất. Lại còn thêm nữa là dự án thay đổi kỹ thuật nhà máy sản xuất trà Hà Khẩu đang trong giai đoạn tiến hành nữa. Theo Triệu Quốc Đống thì cuối năm nhảy lên vị trí thứ hai hẳn không phải là vấn đề. Đương nhiên, lúc này có cơn lốc tài chính châu Á thì rốt cuộc sẽ sinh ra lắm ảnh hưởng đối với kinh tế trong nước. Hơn nữa, doanh nghiệp như tập đoàn Trần Thị và tập đoàn Sán Hoàng có khả năng là sẽ chịu ảnh hưởng hoặc ít hoặc nhiều. Do đó, ở buổi tọa đàm các xí nghiệp cuối năm, Triệu Quốc Đống đã từng bàn luận đến vấn đề này với các chuyên gia và một số xí nghiệp trụ cột trong huyện, yêu cầu bọn họ tích cực khai thác thị trường Âu Mỹ trên phương diện khai thác thị trường và đối ngoại, mặt khác còn phải mạnh mẽ phát triển thị trường trong nước nữa. Nhưng vấn đề kinh tế và phát triển không phải là vấn đề quan trọng nhất làm người ta chú ý nhất hiện nay ư. Về lâu dài mà nói thì nhất định sẽ là, nhưng trong đoạn thời gian này thì sao? Triệu Quốc Đống không hỏi kỹ, Lam Quang cũng không nói sâu. Có những chuyện chỉ vừa ý chứ không thể truyền lại cho nhau được, có những chuyện cũng chỉ có thể nói đến điểm đến là dừng, nếu không sẽ là làm nhục trí tuệ của đối phương. Triệu Quốc Đống trên đường trở về Hoa Lâm luôn luôn cân nhắc về con người Lam Quang. Có lẽ là anh em họ đào giật dây không đủ để hắn ảnh hưởng đến cảm quan và phán đoán của Lam Quang này. Tục ngữ nói, lắm bạn thì nhiều đường đi. Lam Quang mới đến, hy vọng có thể giành được sự ủng hộ của các lãnh đạo huyện phía dưới. Điều này là rất bình thường. Lãnh đạo huyện cấp dưới cũng giống nhau. Có thể ngồi lên vị trí này, chẳng lẽ là không hề có một chút năng lực bối cảnh nào sao? Đi Kiệu cũng là người nâng người, người tốt thì ai cũng biết làm, chỉ cần không suy giảm lợi ích của bản thân là được. Lam Quang không có tỏ ý rõ ràng về quan điểm của y đối với nhà máy xử lý nước thải nhưng Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được cái nhìn thực tế của đối phương. Không cần làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, nhất là mâu thuẫn quần chúng. Còn về phần nói áp dụng phương thức gì thì phải là vấn đề cân nhắc của bản thân trong huyện. Hội nghị thường vụ huyện ủy đã kết thúc, cửa phòng họp mở ra, đập vào mắt người ta là bầu không khí mờ mịt và áp lực nặng nề làm cho đến người lễ tân rót nước cũng có thể cảm nhận được thấy. Nhìn các vị thường ủy hoặc là cầm điện thoại, hoặc là bưng chén trà,
vội vàng mà đi ra, nhóm Lễ Tân không ngừng liên tục tránh bước. Dường như hội nghị thường ủy lần này lại có một chủ đề làm người ta chẳng mấy thích thú. Nhóm Lễ Tân cũng đoán rất đúng. Hội nghị thường ủy lần này tuy rằng không thể gọi là long tranh hổ đấu, nhưng là ý kiến trái phải hai bên đấu tranh kịch liệt trước giờ chưa từng có. Đường Diệu Văn và Miêu Nguyệt Hoa bắt tay nhau phản đối ý kiến mà Triệu Quốc Đống đề xuất. Mặc dù trước khi tranh luận đều luôn tỏ vẻ là chỉ bởi vì quan điểm công tác không nhất trí, nhưng từ ngôn từ kịch liệt, hai bên khó tránh khỏi có dấu hiệu nổi khùng lên. Triệu Quốc Đống có chút mệt mỏi dựa vào chỗ tựa lưng trên ghế, nghịch nghịch cây thăm mình bắt được. Đường Diệu Văn cũng mỏi mệt, cái đầu vốn xưa nay ngăn nắp bây giờ cũng có vẻ có chút hỗn độn. Trong phòng hội nghị chỉ còn lại có ba người, Triệu Quốc Đống, Đường Diệu Văn và Hoắc Vân Đạt. Nhìn Miêu Nguyệt Hoa nổi giận đùng đùng rời đi khỏi cửa, Triệu Quốc Đống khinh miệt bĩu môi. Người đàn bà này, rất khó phán đoán được ả ta làm một việc rốt cuộc là từ công tâm hay là tư tâm. Điều này đến tột cùng là do bản thân mình thành kiến hay là lại do thiếu liên hệ mà như thế. Triệu Quốc Đống tình nguyện là vì lý do trước. Bí thư Triệu, tôi giữ lại ý kiến của mình. Nhưng nếu như là quyết định của hội nghị thường ủy, tôi sẽ phục tùng, chính quyền huyện cũng sẽ chấp hành. Vân Đạt, chuyện này giao cho anh. Ai, chỉ có điều lỗ hổng tài chính này thì làm sao mới có thể vá víu vào được đây? Đường Diệu Văn có chút thống khổ gãi đầu tán loạn. Thế này là những ngày thanh nhàn khi trở thành chủ tịch huyện cũng chỉ còn một hai ngày nữa thôi là lập tức sẽ đối mặt với mùi vị mắc nợ buồn thiêu. Tuy rằng khả năng chỉ có là nợ ngân hàng, nhưng như thế cũng chả phải hương vị hay ho gì. Triệu Quốc Đống có chút đồng tình nhìn vị chủ tịch huyện này một chút. Chính mình lúc tiếp nhận chức vụ thường vụ phó chủ tịch huyện chẳng phải là cũng như thế này sao? Đến cuối năm còn phải kiếm một khoản tiền để trả nợ. Hiện giờ thì nên đến lượt vị chủ tịch huyện Đường này rồi. Diệu Văn, đừng làm nghiêm trọng hóa vấn đề một cách thái quá. Tôi với các anh tính toán có chút khác biệt. Những xí nghiệp giai đoạn trước gia nhập khu công nghiệp chế biến sản xuất hoa lâm của chúng ta phần lớn là các xí nghiệp gia công loại sơ cấp. Không biết các anh có chú ý đến không? Sau này, hai xí nghiệp trong số này đã có thay đổi một chút. Trong đó, có một xí nghiệp đã trở thành xí nghiệp gia công chuyên môn chế tác đế giày trung cao cấp. Giá trị của loại sản phẩm phụ gia của xí nghiệp này còn cao hơn cả sản phẩm sơ cấp nhiều lắm. Nếu ở giai đoạn sau này, chúng ta đưa ra điều kiện lựa chọn và phương hướng để xí nghiệp được gia nhập khu công nghiệp thì tôi cảm thấy sau này sản lượng giá trị của khu công nghiệp của chúng ta sẽ còn cao hơn mức ta đã dự đoán ở giai đoạn trước rất nhiều. Và thu nhập từ thuế mang đến cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Lúc trước ở trên hội nghị thường ủy, vì để thuyết phục các thường ủy, Triệu Quốc Đống và Đường Diệu Văn đều trổ hết thần thông, đưa ra mọi thông tin đã được chuẩn bị đầy đủ từ việc xí nghiệp sản xuất đầu tư vào sản xuất cho đến xu thế phát triển của công nghiệp chế biến trên thị trường trong và ngoài nước, từ vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong ô nhiễm của ngành công nghiệp sản xuất và ô nhiễm tồn đọng, cùng với việc sinh ra nước thải và nước bùn cho đến công nghệ sinh sản và thủ đoạn thống trị từ ảnh hưởng của việc bảo vệ môi trường chống ô nhiễm đến quản lý cần có đầu tư vào sản xuất, hiển nhiên là ở những lĩnh vực này, hai người đã đều có sự chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa, trước đó, hai người cũng đã đều tiến hành kết nối đơn giản với một số thường ủy. Đến cuối cùng, ai có thể thuyết phục được ai, thuyết phục được càng nhiều thường ủy ủng hộ mình thì hai người đều có chút tâm tư. Một trận luận chiến này, kết quả tuy rằng đã được đưa ra, nhưng hai người cũng đều sức cùng lực kiệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 7, chương 74. Bí thư Triệu, anh đây chỉ là một kiểu suy nghĩ tốt đẹp. Trước khi có thể chứng thực được phía trước là hoa trong kính thì không cần tính. Đường Diệu Văn lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm. Tôi cũng hy vọng có thể xuất hiện tình huống như thế này. Nhưng đó là sau 5-3 năm sau. Nếu như thực sự xảy ra bây giờ, sự thực là tài chính của huyện chỉ e là không được. Không những phải lục tục huy động đầu tư nguồn tài chính hàng triệu tệ để xây cái gọi là nhà máy xử lý nước thải, mà thực sự được lợi cũng là xí nghiệp sản xuất. Trong số bọn họ có thể xuất ra khoản đầu tư nhiều ít thế nào thì cũng chẳng ai hay. Đàm phán với mấy xí nghiệp sản xuất phải nắm chặt thời gian tiến hành. Ý tưởng của tôi chính là hùn vốn để xây nhà máy xử lý nước thải. Bỏ vốn nhiều thì sẽ chiếm cổ phần nhiều. Sau này những xí nghiệp khác muốn vào khu công nghiệp đều cần phải nộp một khoản phí xử lý ô nhiễm. Và nhà máy xử lý nước thải phải vận hành hoàn toàn theo quy tắc thị trường, đạt được lợi nhuận coi như là hòa vốn mới bắt đầu tính tiền lãi của cổ phần đầu tư. Triệu Quốc Đống cũng biết ý tưởng này của bản thân mình có chút chủ nghĩa lý tưởng nhất định, nhưng trước mắt lại cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Đường Diệu Văn xì một cái cười ra tiếng. Bí thư Triệu,
trí tưởng tượng của anh cũng phong phú thật đấy. Nếu thật sự là một xí nghiệp có thể kiếm được nhiều tiền thì đừng nói là các xí nghiệp sản xuất này, chỉ sợ những nhà đầu tư không liên quan cũng tình nguyện đến bỏ vốn ra đấy. Tài chính của chính quyền đầu tư chỉ mang ý nghĩa như là đầu tư công ích thôi, chứ những xí nghiệp sản xuất này đó thì đều rõ ràng hết. Lời nói của Đường Diệu Văn cũng là sự thật, nếu như thật sự là một ngành hái ra tiền thì ngành công nghiệp bảo vệ môi trường đã sớm phát triển từ lâu rồi. Đúng là bởi vì đầu tư bảo vệ môi trường và định ra chi phí ô nhiễm căn bản không có quan hệ trực tiếp, mức độ phạt về tội gây ô nhiễm trong pháp luật nhà nước còn chưa thể để cho xí nghiệp sinh ra cảm giác là có nguy cơ. Nói cách khác, việc định ra chi phí ô nhiễm này thật sự còn kém quá xa so với đầu tư bảo vệ môi trường ban đầu, cho nên mới có thể khiến cho các xí nghiệp đều thà rằng áp dụng những thủ đoạn khác như chưa nộp tiền phạt hoặc là lén lén lút lút đi đường vòng an bài cho xong cho có lệ, chứ cũng không tình nguyện thực sự đầu tư vào bảo vệ môi trường chống ô nhiễm. Diệu Văn, trước mắt thì lời anh nói là thật, nhưng chúng ta không thể bởi vì hiện tượng này tồn tại mà cho rằng nó là hợp lý. Sự hợp lý của việc tồn tại này theo quy luật ở một thời điểm nào đó là bởi vì mức độ chấp hành quy định của nhà nước hoặc chính quyền địa phương không đạt tới mức độ hợp lý cho nên mới có thể như thế. Triệu Quốc Đống cũng hiểu được, những lời này của mình có sức thuyết phục khá yếu. Mà sự thật chính là như thế, nếu như mình không phải là bí thư huyện ủy, nếu không phải giai đoạn trước mình đã tạo thành uy tín, nếu không phải là Đường Diệu Văn mới đến thì chỉ sợ rằng trận tranh chấp này ở hội nghị thường ủy hưu chết về tay ai thật đúng là còn khó nói. Lỗ Đạt, Bàng Quân, Địch Hóa Dũng và bốn thường ủy khác đều không tỏ thái độ, cũng có nghĩa là bỏ phiếu trắng, đủ để cho thấy trên thực tế, bọn họ có thái độ phản đối với vấn đề này. Chỉ là bởi vì một là không liên quan đến lợi ích sát sườn, hai là không muốn công khai có ý kiến bất đồng với Triệu Quốc Đống cho nên mới phải lựa chọn không biểu lộ thái độ gì. Còn Vi Biểu, Giản Hồng, Biên Phong và Vương Nhị Khải thì ủng hộ ý kiến của hắn, tạo thành kết quả là 5-2. Trên thực tế, Triệu Quốc Đống và Đường Diệu Văn đều rõ ràng, nếu còn có một nhân tố bên ngoài nào khác tham gia vào thì chỉ sợ ý kiến của bốn người kia có lẽ sẽ phủ định lại ý kiến của Triệu Quốc Đống. Bí thư Triệu, con người tôi chỉ nhìn sự thật chứ không lo đến những chuyện xa xôi như thế. Ừ, đương nhiên có một sự thật chính là hội nghị thường ủy đã có kết quả. Bản thân tôi đương nhiên cũng sẽ phải phục tùng quyết định của hội nghị thường ủy. Đường Diệu Văn cố tìm ra niềm vui trong nỗi khổ để mà nhếch miệng cười cười. Một chuyện này được xác định cũng có nghĩa là những ngày tháng rộng dài ở Hoa Lâm chúng ta năm nay lại xem như chấm dứt. Phòng công an huyện bên kia bí mật điều tra cũng sắp ra kết quả gần giống như Triệu Quốc Đống đã đoán định lúc trước. Không có lửa làm sao có khói, là có một số người như ẩn như hiện dây dưa trong đó, tự cho là mình làm thế là bí ẩn lắm rồi, trên thực tế lại trăm ngàn chỗ hở. Công cụ chuyên chính nếu thật sự là nhận thức thực tế thì dù cho có 72 phép biến hóa cũng chạy không khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Triệu Quốc Đống liếc nhìn bản báo cáo điều tra của phòng công an huyện, trong đó cũng có một số người mang tâm tư như chim nhạn nhổ lông, ôm công trình đất đá, chỉ chờ ra lệnh một tiếng là giành được dễ như trở bàn tay. Xem chừng trận phong ba này sẽ tan thành mây khói, còn cái gọi là những người dương cao lá cờ bảo vệ môi trường chống ô nhiễm thì tự nhiên đều sẽ ngoan ngoãn trở về nhà. Vốn dĩ cũng không cần làm rõ ràng xem cái gì mà bảo vệ môi trường chống ô nhiễm rốt cuộc có ảnh hưởng gì đến cuộc sống ngày sau. Mà thật sự có thể lấy chính sự tự do của bản thân mình đến đánh cuộc một phen thì cũng chẳng có mấy ai. Cho nên nói cụ Mao đã sớm bảo, giai cấp nông dân vĩnh viễn đều chỉ có thể là cơ sở liên minh chứ không thể làm được giai cấp lãnh đạo. Tâm tính cá thể và thói quen vô tổ chức, vô kỷ luật của nông dân đã khiến cho bọn họ căn bản là không có cách nào làm được việc cả. Trần Lôi, ngoại trừ những thứ này ra, có còn thấy cái gì văn bản viết lách gì đó nữa không? Triệu Quốc Đống bình thản buông mấy thứ kia ra, thuận miệng nói. À, có một tình huống, chỉ là không có căn cứ gì cả thì cũng không nên nói lung tung. Quê của Ngưu Đức Phát ở bên phòng văn hóa chính là một trong số những thôn gây chuyện. Trước khi xảy ra sự kiện này một tuần, Ngưu Đức Phát đã từng trở về nhà. Mặt khác, quê cũ của Chủ tịch Vạn bên hội nghị hiệp thương chính trị cũng là xã Đông Nam. Đương nhiên, Trần Lôi không nói thêm gì nữa. Triệu Quốc Đống hơi trầm xuống, Ngưu Đức Phát thì chẳng tính là gì cả, hiện giờ có muốn diệt gã cũng đơn giản như giết con kiến mà thôi. Triệu Quốc Đống cũng không có hứng thú so đo với người như thế làm gì. Nhưng Vạn Chiêu Dương thì không như thế. Tuy nhiên, Triệu Quốc Đống cũng hiểu rằng, bằng vào nhiều năm rèn luyện lăn lộn của Vạn Chiêu Dương ở ban kỷ luật thanh tra như thế, cho dù là thật sự cố công đi thu thập chứng cứ bất lợi với y thì chỉ sợ là không hề có chút nhược điểm nào. Làm không tốt còn có khả năng ăn quả đắng nữa cơ.
Triệu Quốc Đống vốn dĩ còn không định động đến mấy người kia sớm như thế, còn muốn lợi dụng cơ hội này để tạo áp lực với một số xí nghiệp sản xuất khác. Như thế, có thể giảm thiểu áp lực tài chính cho huyện đến mức thấp nhất. Nhưng hiện giờ thì xem ra ý tưởng lúc trước hơi bị ngây thơ rồi. Giết gà dọa khỉ thì anh cũng phải giết được hai con gà mới tính, chứ nếu không anh cũng chỉ là đứng đâu đó múa đao, những người này cũng sẽ không sợ. Mấy người kia nếu dựa theo điều kiện hiện giờ thì có phải chịu xử lý phạt hay là lao động công ích gì không? Triệu Quốc Đống trực tiếp hỏi thẳng vấn đề trung tâm. Bắt thì chỉ sợ là khó khăn sẽ lớn lên, cần phải chờ phòng kiểm sát của huyện tiếp xúc xong thì mới có thể xác định được. Nhưng những người này dẫn đầu kích động gây sự hoàn toàn chính là nhiều lần tạo áp lực yêu cầu có sự phân xử công bằng. Chỉ cần chăm sóc một chút thôi, giáo dục lao động thì vấn đề không lớn. Trần Lôi đương nhiên hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của Triệu Quốc Đống. Được rồi, lập tức động thủ đi. Tôi qua liên lạc với bên phòng kiểm sát của huyện, yêu cầu bọn họ mau chóng tham gia. Tranh thủ, nếu mà có thể bắt được một hai tên, sau đó lại có thể đưa đi lao động công ích đi. Nếu không đạt điều kiện thì cứ giam giữ theo mức độ như gây rối trị an thôi. Chắc hẳn là anh hiểu ý tôi chứ hả? Triệu Quốc Đống quyết đoán nói. Trần Lôi run lên trong lòng. Như thế này là muốn hai bút cùng vẽ rồi, bên kia đảng ủy công an rất nhanh sẽ đưa ra phương án trả lời thuyết phục cho quần chúng. Bên này cũng đang tích cực thu thập chứng cứ tiến hành công kích những nhân viên đã cấu thành tội danh làm trái pháp luật. Cả hai tay cùng song song, một bên là củ cà rốt, một bên là cây gậy. Có thể tưởng tượng được trận phong ba này sẽ có kết quả như thế nào. Lão Lỗ, lão Địch, tôi xem ý kiến sắp xếp công tác của huyện và ban tổ chức, tôi muốn nói một chút quan điểm của mình. Triệu Quốc Đống rõ ràng là rất tùy tiện, ánh mắt Lỗ Đạt thì ngưng trọng, Địch Hóa Dũng theo bản năng lấy bút ra chuẩn bị làm thư ký ghi chép lại. Đây chỉ là một quan điểm mang tính ý đồ của tôi thôi. Để xem có được hay không. Năm trước Trung ương ban hành kế hoạch huấn luyện giáo dục cán bộ cả nước năm 1996, là văn bản mang tính toàn diện đối với việc tăng cường giáo dục tư tưởng lý luận cho cán bộ, sắp xếp các cấp tổ chức đảng theo Trung ương, lấy lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc của Trung Quốc mà Đảng Tiểu Bình xây dựng để tuyên truyền sâu rộng đến các đảng viên. Cán bộ học tập nội dung trọng tâm và nhiệm vụ cần làm ở chủ nghĩa Mác, xoay quanh toàn diện, chính xác chấp hành lộ trình cơ bản một trung tâm, hai điểm cơ bản của đảng để triển khai công tác giáo dục lý luận. Tôi cảm thấy rằng kế hoạch huấn luyện giáo dục cán bộ này cũng có ý nghĩa tham khảo rất lớn đối với việc giáo dục và huấn luyện cán bộ đảng viên ở huyện ta, nhất là khi cơ sở đảng tổ chức giáo dục huấn luyện cán bộ cũng có thể tham khảo phương thức này, áp dụng huấn luyện kiểu chuyên đề tỉ như xây dựng đảng, nông nghiệp và công tác nông thôn, công tác chính trị và pháp luật, xây dựng văn minh tinh thần, vân vân, tiến hành tập huấn luân phiên, thời gian không cần dài quá nhưng phải có tính mũi nhọn. Mời giáo sư trường đảng của thị ủy cũng tốt. Mời một số giáo sư chuyên nghiệp của các học viện cũng được. Xác định rõ ngay từ đầu rằng thật sự cần luân phiên tập huấn, đề cao năng lực công tác của cán bộ tổ chức cơ sở đảng của huyện ta. Lỗ Đạt yên lặng nghe Triệu Quốc Đống nói. Đây là lần đầu tiên Triệu Quốc Đống ra chỉ thị trên phương diện xây dựng, tổ chức, phân công nhiệm vụ đảng kể từ khi hắn nhậm chức bí thư huyện ủy. Trước đó, Triệu Quốc Đống tập trung tinh lực ở công tác kinh tế cùng với việc xác định phương châm các chính sách quan trọng. Rất ít đưa ra yêu cầu cụ thể đối với công tác xây dựng đảng. Hôm nay là lần đầu tiên, làm cho Lỗ Đạt có chút bất an, chỉ sợ là đối phương cho rằng lúc này đây sự kiện dân chúng làm ồn lên ở xã Đông Nam có liên quan chắc chắn đến thông tin cho rằng tổ chức cơ sở đảng mất linh, năng lực không mạnh. Một chuyện nữa, tôi nhớ là năm 1994, Trung ương đảng đã đưa ra yêu cầu mục tiêu năm tốt về tổ chức cơ sở đảng, xây dựng một ekip tốt, nhất là phải có một bộ máy chuẩn. Bồi dưỡng rèn luyện một đội ngũ tốt, lựa chọn chuẩn một phương pháp phát triển kinh tế thật là tốt, hoàn thiện cơ chế kinh doanh ổn định, kiện toàn chế độ quản lý thật tốt, thành lập chế độ trách nhiệm thực hành công tác xây dựng đảng và chế độ liên hệ công tác với cán bộ lãnh đạo. Không biết huyện ta đã triển khai những công việc này được đến đâu rồi? Cán bộ liên lạc ở hai thôn xã Đông Nam kia là ai? Vì sao mà trước khi xảy ra chuyện lại không hề có được chút tin tức nào? Lỗ Đạt trong lòng sững lại. Quả nhiên là nhắc đến rồi, đúng là thu hoạch rồi mới tính toán sổ sách đến đây đây. Cũng may mà mình cũng là mới tiếp nhận chức vụ phó bí thư huyện ủy huyện này không lâu, trước kia đều là chuyện của Vạn Chiêu Dương, trong lòng y cũng thật sự không sợ nữa. Có điều, như thế thì từ nay về sau phải có điều chỉnh mũi nhọn việc sắp xếp công tác năm nay. Lão Lỗ, tôi biết chuyện này cũng không thể trách anh được. Nhưng năm nay anh đang ở đây phân công quản lý công tác đảng và quần chúng. Tôi hy vọng tư tưởng của anh phải đưa ra được quy ước vốn có,
công tác phải có tâm ý, nhất là có châm trước và phù hợp với một số biện pháp quan trọng phát sinh từ thực tế huyện ta. Không thể để như trước kia được chăng hay chớ. Sự kiện lần này cũng đủ bộc lộ ra sự yếu kém của tổ chức cơ sở đảng ở huyện ta. Kinh tế phát triển nhưng xây dựng tổ chức đảng chưa tương xứng. Đấy là điều không thể chấp nhận được. Trong giọng nói của Triệu Quốc Đống, hàm nghĩa tương đối rõ ràng. Anh với Lão Địch phải tranh thủ cơ hội sự kiện lần này, tiến hành một đợt khảo sát mũi nhọn đối với toàn bộ cán bộ cơ sở thôn xã trong huyện. Với những người không theo kịp tình hình phát triển hiện nay, phải đưa ra ý kiến, lấy ra thảo luận tiếp tục, quyết đoán cho điều chỉnh, không thể bởi vì những người đó mà để cho toàn huyện rơi vào cảnh phát triển tụt lùi được. Quyển 7, chương 75. Mùa xuân đã sang đến tháng 4, nhưng Vạn Chiêu Dương vẫn cảm thấy cái lạnh thấm từ lòng bàn chân đến tận xương tủy. Y có một nỗi sợ hãi phát ra từ tận thâm tâm. Ngồi trong phòng chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị, y mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. Bức tường đối diện treo một bộ tranh chữ viết Hải Nạp Bách Xuyên. Dung nãi đại, cảm giác như nét bút còn chưa ráo mực. Chẳng lẽ bản thân mình thật sự khó có thể an ổn tuổi già ở trên cái ghế chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị hay sao? Y cầm điện thoại ra rồi lại buông xuống, do dự thật lâu mà mãi vẫn không hạ quyết tâm được. Nhưng sau suy nghĩ một chút các hậu quả, y vẫn ấn phím tiếp. Sau khi để điện thoại xuống, Vạn Chiêu Dương cảm thấy tay mình run run, cả người rét lạnh, trái tim như bị đè nén, co rút mạnh, cảm giác không diễn tả nổi bằng lời. Y biết e rằng trái tim của mình đã có tật, nhưng hiện giờ mà đến bệnh viện thì có lẽ còn gặp phải nguy cơ lớn hơn nữa. Y phải gắng gượng vượt qua được cửa ải này. Sau đó, cho dù là phải lập tức rút lui cũng sẽ an toàn thôi. Nghĩ thế, y lại lấy lọ thuốc ra, nuốt mấy viên. Ngưu Đức Phát thì xong rồi, người của Viện Kiểm sát thành phố đã đến phòng văn hóa mang gã đi, rất nhanh sẽ đưa quyết định tạm giam đến đây. Vạn Chiêu Dương là cán bộ ủy ban kỷ luật kỳ cựu, nếu như Viện Kiểm sát mà đưa ra quyết định tạm giam thì cũng có nghĩa là bọn họ đã nắm giữ khá đủ chứng cứ rồi. Vốn mong Ngưu Đức Phát cũng chả sạch sẽ gì. Ở phòng giao thông, ngoại trừ thể loại hiếm có khó tìm như Hoàng Thiết Thần ra thì chỉ sợ ai ở đó lâu cũng khó mà có thể không ướt chân được. Hoàng Dương cũng xảy ra chuyện. Ban kỷ luật thanh tra thành phố tiếp nhận được thông báo, cùng người của ban kỷ luật thanh tra huyện bắt Hoàng Dương lại. Nghe nói là liên quan đến chuyện tiền bạc phân chia thu chi của cán bộ huyện Mã Thủ. Mấy chuyện đó vốn dĩ không liên quan gì đến mình, Ngưu Đức Phát với mình cũng chỉ là quan hệ bình thường, chưa nói được là có liên lụy gì cả. Người dân vốn phản ánh cũng rất mãnh liệt, gặp hạn cũng là bình thường thôi. Hoàng Dương mặc dù là chính mình đề cử vào chức ủy viên khu Mã Thủ, nhưng làm gì có ai đã từng đề cử cán bộ xảy ra sự cố là phải chịu trách nhiệm chung. Thế thì thực đáng buồn cười. Vạn Chiêu Dương cũng lờ đi. Vấn đề là thời cơ xảy ra chuyện cũng thật là trùng hợp. Chuyện Ngưu Đức Phát gian lận ở quê ở xã Đông Nam, Vạn Chiêu Dương cũng thấp thoáng có biết. Đến ngay cả mình mà cũng đều có thể biết thì chẳng lẽ lại còn có thể giấu được Triệu Quốc Đống với hai con chó mà hắn nuôi là Vương Nhị Khải và Trần Lôi. Làm gì có mùi nào không ngửi ra được. Nghĩ vậy, Vạn Chiêu Dương không khỏi vô cùng hối hận vì tại sao mình lại đi lầm đường lạc lối vào đó cơ chứ. Tuy rằng chỉ có hàm hồ chỉ điểm vài câu linh tinh, muốn nói cũng nói không ra được cái gì hơn cả nhưng vấn đề là đối phương căn bản là sẽ không thèm để ý đến chuyện đó. Chỉ cần nhận định là mình có làm chuyện mờ ám thì nếu hắn muốn hạ độc thủ đối phó với mình cũng là chuyện rất dễ dàng. Vạn Chiêu Dương có thể khẳng định rằng chuyện phát sinh với Ngưu Đức Phát có liên quan đến xã Đông Nam. Chuyện ở phòng giao thông từ mấy năm về trước, đến giờ đột nhiên lại nảy đâu ra một kẻ phản cung. Nào đâu ra chuyện hài hước như thế chứ? Mà Hoàng Dương thì sao? Vạn Chiêu Dương dùng mình một cái. Xiết gà dọa khỉ, Hoàng Dương không hề nghi ngờ gì chính là con gà kia. Vạn Chiêu Dương thở dài một hơi. Khỉ là loại hư hỏng, cũng không sợ, vấn đề là có phải khỉ thật không? Mùi vị chua xót chảy xuôi trong trái tim Vạn Chiêu Dương có thể chịu được sao? Chìm nổi trong quan trường đã vài chục năm, nhất là sau nhiều năm như thế, lăn lộn trên vị trí phó bí thư huyện ủy nhiều năm như thế, ai có thể hiểu rõ hơn chính mình đây? Đảng Cộng sản thực sự cần sắp xếp Đảng Cộng sản, điều đó rất dễ dàng. Mình không phải là một người đảng viên Cộng sản thuần túy. Vạn Chiêu Dương hiểu rõ, mà đó cũng là điều đối phương có thể cân nhắc lấy ra để uy hiếp bản thân mình. Hiện giờ chỉ nghĩ đến mấy vấn đề này thì hầu như đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Hiện giờ Vạn Chiêu Dương chỉ có thể khẩn cầu La Đại Hải có thể giúp mình một lần. Lúc Triệu Quốc Đống nhận được điện thoại của La Đại Hải thì còn kinh ngạc,
Nhưng khi La Đại Hải úp úp mở mở hỏi chuyện huyện Hoa Lâm sắp xét xử hai gã cán bộ có thể để Lan ra đến những người khác không thì Triệu Quốc Đống đã biết ngay ý đồ của đối phương. Vạn Chiêu Dương bị ép cho sợ hãi phải xin tha thứ rồi. Triệu Quốc Đống vốn không có dự tính đối phó với Vạn Chiêu Dương. Điều đó có thể dẫn đến sự rung động trong giới chính trị ở Hoa Lâm, thậm chí có thể dẫn đến các loại bề trên của thế hệ Châu Trì Thường và La Đại Hải, cũng sẽ không dễ dàng có động tác tùy tiện đối phó với một cán bộ cấp cục trưởng. Trên thực tế, Vạn Chiêu Dương cũng coi như là người tương đối sạch sẽ. Đương nhiên, sự sạch sẽ này cũng chỉ là tương đối mà thôi. Chính trị cần thì có thể phóng đại sự sạch sẽ đó lên ở dưới kính hiển vi và vi khuẩn bệnh độc lập tức sẽ hiện rõ lên đủ để đập vào mắt người ta giai đoạn ung thư về tư tưởng. Điện thoại của La Đại Hải mang đến thông tin làm cho Triệu Quốc Đống rất là thư thái. Nhổ bỏ Ngưu Đức Phát, sau đó lợi dụng Hoàng Dương gõ Vạn Chiêu Dương một cái, làm cho y hiểu ra được hành động châu chấu đá xe là ngây thơ buồn cười đến mức nào. Đã đạt được mục đích, hắn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt với kẻ địch như thế. Điều kiện tiên quyết là người với người đừng có khinh nhau quá đáng. Sự kiện quần chúng xã Đông Nam biểu tình cũng không đến nỗi ồn ã như người ta tưởng mà chỉ khẽ làm xúc động thần kinh mẫn cảm của những người khác thôi. Một người bị phạt đi lao động công ích, hai người bị giam giữ vì gây mất trật tự trị an. Nguyên nhân đều rất đơn giản, xảo trá vơ vét tài sản, ép buộc giao dịch. Tuy nhiên vẫn chưa cấu thành hành vi phạm tội. Xét thấy sẽ tạo thành ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng cho nên áp dụng xử phạt lao động công ích đối với kẻ cầm đầu. Để lại hai gã đó để tạo hiệu quả tốt trong số đám người nhảy lên nhảy xuống này. Đương nhiên, Vương Nhị Khải cũng đại diện cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, chính thức ngồi lại cùng đại biểu quần chúng của xã Đông Nam, gấp rút đàm phán, đưa ra câu trả lời thuyết phục cho mấy vấn đề mà bọn họ đưa ra cho huyện. Vương Nhị Khải đặc biệt còn ra vẻ vô tình có xen lẫn cách nói chuyện tục tằn. Làm cho đại biểu của quần chúng theo bản năng có cảm giác kính phục và sợ hãi, cảm giác như câu trả lời thuyết phục của Vương Nhị Khải tựa như là quyết định cuối cùng hoặc là như là quyết định không thể trì hoãn được. Sau một hồi tuyên bố và hứa hẹn, hội nghị chấm dứt trong sự than thở thì thầm của các đại biểu. Nhất là khi Vương Nhị Khải nước miếng bay tung tóe trình bày rằng huyện sẽ bỏ ra 300.000 để xây dựng một nhà máy xử lý nước thải. Ý tưởng tốt đẹp như thế. Cứ như là nước mà nhà máy xử lý nước thải xử lý ra sẽ còn sáng láng sạch sẽ tốt cho sức khỏe hơn cả nước khoáng vậy. Đương nhiên đây cũng không phải chỉ là ý tưởng mà là sự tính toán thật sự của huyện. Có điều, một khoản đầu tư lớn như thế lại được ưu tiên dùng cho việc xây dựng thì lại càng giống như là tạo điều kiện công ích vậy, khó tránh khỏi sẽ làm cho rất nhiều người hoài nghi. Đừng nói là dân chúng của xã Đông Nam, đến cả cán bộ huyện và dân thành phố cũng có thái độ hoài nghi với việc này. Hoắc Vân Đạt tiến hành đàm phán với mấy xí nghiệp sản xuất kia vô cùng gian nan. Tuy rằng có một vài doanh nghiệp cũng nhìn thấy sự phản cảm của dân chúng, nhưng ỷ lại vào việc huyện tìm mọi cách hoan nghênh bọn họ đến đầu tư vào Hoa Lâm, hơn nữa lại còn ký kết hợp đồng rồi, cho nên bọn họ cực kỳ dũng cảm, tuy rằng đồng ý đầu tư một phần trong lĩnh vực chống ô nhiễm, nhưng còn chênh lệch với ý tưởng của huyện một khoản rất lớn. Có điều, sau khi Hoắc Vân Đạt lộ ra đòn sát thủ là hội nghị thường vụ huyện ủy sẽ nghiên cứu một bản tóm tắt về hội nghị thì thái độ của một vài doanh nghiệp đã bắt đầu mềm đi. Theo quyết định trong bản tóm tắt hội nghị thường ủy của huyện Hoa Lâm đã đưa ra, huyện ủy Hoa Lâm kiên trì một nguyên tắc trên con đường phát triển ngành công nghiệp chế biến và sản xuất, đó là chính sách tài nguyên và ưu đãi ưu tiên duyệt những doanh nghiệp có cân nhắc đến việc bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp đầu tư bảo vệ môi trường khắc phục ô nhiễm sẽ được liệt vào dạng đối tượng ưu tiên xét duyệt. Mà Hoắc Vân Đạt cũng nửa úp nửa mở tỏ ý rằng huyện sắp có thêm hai doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn, nếu các xí nghiệp gia nhập trước không muốn có nhượng bộ ở phương diện này thì sau này, các điều kiện ưu đãi sẽ ưu tiên cân nhắc cho hai xí nghiệp quy mô lớn sắp tới. Cưỡng bức cũng được mà dùng lợi ích dụ dỗ cũng tốt, về tình cũng tốt mà về lý cũng được, Hoắc Vân Đạt vẫn phát huy đầy đủ bản lĩnh ứng xử tinh tế của y. Cứ từ từ nói chuyện với từng xí nghiệp một, đàm phán không tốt thì lại chờ thời cơ khác. Liên tục như thế cho đến lúc đàm phán xong thì thôi. Có huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện làm chỗ dựa kiên cố, cũng chẳng lo mấy cái xí nghiệp này không tiếp nhận. Nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, thoáng cái trời đã bắt đầu dần dần chuyển sang nóng. Tâm lý của nhân dân cả nước cũng dần chuyển rời đến nghi thức long trọng của buổi lễ thế kỷ sắp tới, kỷ niệm việc Hong Kong trở về với đất mẹ. Còn có 2 tháng, Hong Kong xa cách Tổ quốc đã lâu chính thức trở về thành một thành viên trong đại gia đình Tổ quốc. Trở thành một đặc khu hành chính của Trung Quốc. Và Trung Quốc cũng khôi phục quyền hành xử của mình. Triệu Quốc Đống vẫn chú ý đến tình hình kinh tế Hong Kong, nhất là dao động của thị trường chứng khoán sau khi hợp nhất.
Thái Lan đã gặp phải nguy cơ lớn làm cho giới tài chính với khứu giác mẫn cảm đã đánh hơi được thấy ngay hơi hướng cơn bão trước khi gió thổi mưa giông. Nhưng cuối cùng thì là vấn đề xảy ra đối với một mình Thái Lan thôi hay là toàn bộ Đông Nam Á cũng như thế, hay là toàn bộ kinh tế châu Á, thậm chí kinh tế thế giới sẽ đều tiến nhập một thời kỳ không ổn định thì về mặt lý luận cũng còn rất nhiều tranh cãi. Đương nhiên, nguy cơ này có thể lan đến gần kinh tế nội địa Trung Quốc hay không cũng rất làm cho người ta chú ý. Triệu Quốc Đống từ trước đến giờ vẫn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Lôi Hướng Đông. Lôi Hướng Đông đến Cục Ổn định Tài chính đã đưa ra đề xuất gia tăng giám sát với thị trường kinh doanh tài chính, nhất là đề phòng các doanh nghiệp trong nước tùy tiện tham gia các thị trường tài chính quốc tế có tính phiêu lưu thật lớn như là gia nhập thị trường chứng khoán giao dịch hàng hóa kỳ hạn. Hành vi phạm quy của doanh nghiệp Chu Giã ở Hồ Nam trên thị trường giao dịch kim loại màu London bị phát hiện ra, trong nước đã xử trí quyết đoán mà tổn thất vẫn còn trên 300 triệu. Nhưng như thế đã là trong cái rủi còn có cái may rồi bởi nếu cứ tiếp tục đùa với lửa thì tổn thất vượt quá 1-2 tỷ cũng là chuyện rất bình thường. Ở Cục Ổn định Tài chính, Lôi Hướng Đông liên tiếp đưa ra các cảnh báo, nhất là tập hợp những người có cùng chí hướng tiến hành phân tích tương đối sâu sắc về tình hình diễn biến của kinh tế Đông Nam Á, bao gồm cả kinh tế Hong Kong, xác định luồng vốn lưu động quốc tế sẽ quấy lên gợn sóng ở Đông Nam Á. Hơn nữa, cũng đưa ra các tính toán và biện pháp đối với những phiêu lưu và nguy cơ mà hệ thống tài chính trong nước và các thực thể kinh tế sẽ có nguy cơ gặp phải, cũng là để cho các cấp trên có chút nhận thức. Hướng ca, anh đã giúp Chu Giã vãn hồi tổn thất khổng lồ như thế, chẳng lẽ người ta vẫn chưa thăng quan tiến chức cho anh à? Triệu Quốc Đống đặt điện thoại ở đầu vai, nghiêng đầu ép tai xuống, vừa dựa vào ghế salon cười nói. Ha ha, lãnh đạo có tính toán trong lòng. Huống chi, anh đến Cục Ổn định Tài chính làm phó cục trưởng đã là đề bạt đặc biệt rồi. Một việc như thế cứ coi như là để chặn miệng những kẻ bên dưới đi. Trong đám người đó đều là cao thủ tàng long ngọa hổ cả, sinh viên các trường có tiếng quá nhiều, các anh tài kiêu hãnh du học thành tài từ nước ngoài trở về chỗ nào cũng có, anh đột nhiên được tăng chức cao, rất lắm người không phục. Lôi Hướng Đông đáp lại. Là lừa hay là ngựa thì lôi ra dắt thử chẳng phải là sẽ biết hay sao? Triệu Quốc Đống cũng hừ nhẹ một tiếng. Hiện giờ ở trong nước có lắm người lạc quan lắm. Chỉ thấy kinh tế trong nước và lượng dự trữ ngoại hối có tốc độ tăng trưởng cao chứ có nhìn thấy đủ loại nguy cơ đằng sau sự tăng trưởng kinh tế đó đâu. Nếu như chỉ tăng dự trữ ngoại hối không thôi thì lại là thái quá. Kinh tế phát triển nhanh là chuyện tốt mà, theo đuổi GDP cao cũng không sai, nhưng bên trên quốc gia dường như không nhìn thấy những đau buồn âm thầm ở phía sau đó thì phải. Triệu Quốc Đống chép miệng đưa ra lời bình thoải mái như thiên mã hành không. Quyển 7, chương 76. Trung ương cũng đã chú ý đến vấn đề này. Một số tập đoàn rất nổi tiếng đã phá sản. Mặc dù đây không phải là tập đoàn nhà nước khổng lồ nhưng cũng đại biểu cho một trào lưu mới. Trung ương cũng chuyển dần sự chú ý sang kinh tế tư nhân. Quốc vụ viện đã phái một tổ điều tra chuyên môn điều tra và phân tích mấy công ty điển hình xem làm như thế nào đi vào khó khăn. Ngân hàng Nhân dân cũng phái nhân viên đến tham gia xem rốt cuộc đa nguyên hóa là con đường phát triển hay là mạo hiểm. Trong lời nói của Lôi Hướng Đông đã lộ rõ vài phần tự tin mà khi ở tỉnh An Nguyên y không có được, giọng nói cũng thể hiện tầm nhìn cao hơn. Điều này làm Triệu Quốc Đống phải nghĩ vị trí khác biệt nên ánh mắt cũng khác hẳn, nói chuyện cũng lớn hơn. Ha ha, trong này tôi nghĩ có vấn đề rất phức tạp, chỉ sợ không phải một hai vấn đề mà tạo thành. Hơn nữa bất cứ công ty, nhà máy nào cũng có vấn đề. Nhưng có một điều có thể khẳng định nguyên nhân rất quan trọng chính là không có quy hoạch lâu dài. Đông ca, anh ít lo chuyện không liên quan tới mình đi. Nếu như cơn suy thoái kinh tế kéo tới Trung Quốc, còn có Hong Kong, anh có thể làm gì thì đó mới là điều anh nên suy nghĩ. Anh không làm được thì có thể hò hét, đưa ra ý kiến của mình, làm bên trên chú ý đến nguy cơ của nó, coi như là dự đoán đi. Cuộc khủng hoảng kinh tế vừa tới nhất định sẽ khiến kinh tế suy giảm, kinh tế thực thể nhất định sẽ bị đả kích, nhất là các công ty xuất nhập khẩu. Đơn hàng chủ yếu của bọn họ là nước ngoài, chỉ không biết khủng hoảng kinh tế kéo dài tới đâu mà thôi. Lôi Hướng Đông suy nghĩ một chút mà nói. Mấy năm nay Trung ương vẫn dùng chính sách khống chế mạnh tay nên bọt biển về cơ bản đã kết thúc. Nếu như gặp chuyện này sẽ khiến kinh tế giảm tăng trưởng và không phù hợp với ý tưởng tăng tốc nhanh chóng của quốc gia. Xem ra anh xác định rất chuẩn, một khi kinh tế giảm sút thì quốc gia sẽ lấy chính sách gì để phát triển kinh tế lên? Ra ngoài bị cản trở, có thể ảnh hưởng tới tiêu dùng trong nước không? Mấy điểm này em không biết, anh là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính thì chắc có thể đưa ra kế sách cho Trung ương. Triệu Quốc Đống nhắc một câu.
Trong ngân hàng cũng đang bàn xem làm như thế nào đối phó với nguy cơ, sau đó xử lý như thế nào rồi đưa ra một loạt đối sách. Văn bản dự thảo đã sớm truyền lên Trung ương cũng chú ý, gần như tuần nào bên Anh cũng tiến hành phân tích, Trung ương cũng có thể triệu tập tới bất cứ lúc nào để nghe ý kiến. Nhắc tới công việc của mình, Lôi Hướng Đông khá hưng phấn. Có thể đứng trên góc độ toàn châu Á mà đưa ra kế sách, điểm này cũng đủ làm y tự hào. Ồ, Đông ca, anh nói như vậy sao tôi cảm thấy anh luôn có thể đứng ở trên cao mà chỉ điểm Giang Sơn vậy nhỉ? Triệu Quốc Đống ra vẻ hâm mộ mà nói. Được rồi Quốc Đống, cậu đừng có mượn cơ hội mà trêu tôi. Cậu bây giờ coi như vua một cõi, bên dưới là mấy trăm ngàn dân muốn làm gì thì làm, còn không khiến tôi hâm mộ chết sao? Vua cũng không dễ làm đâu, không có tiền, chuyện nhiều, còn phải đấu đá, mệt lắm. Chờ lúc anh về Ando rồi kể chi tiết. Ha ha, xem ra tinh thần ý chí của cậu suy sút rồi, không giống tác phong của cậu mà. Trong thời gian này tôi không nhiều cơ hội về Ando, cậu cũng biết mấy tháng này không nhàn được mà. Đúng, cậu không phải nói cậu lên Bắc Kinh gặp đối tượng sao? Cậu rảnh rỗi có thể lên Bắc Kinh mà, vậy chúng ta có thời gian nói chuyện. Lôi Hướng Đông cười nói. Mà đối tượng của cậu làm đâu nhỉ, lần trước nghe nhưng mà tôi quên mất rồi. Công tác ở Bộ Ngoại giao nhưng bóng còn không thấy đâu, nói chuyện với người thay cô ta một chút. Triệu Quốc Đống cười nói. Hắn cũng không quá để ý tới việc này, chẳng qua do Thái Chánh Dương ép nên không thể không đi. Có lẽ cũng giống tôi, đều muốn đóng kịch mà thôi. Cậu đó, không suy nghĩ đến chuyện hôn nhân sao? Dù như thế nào cũng qua bước này, cậu muốn đi trong chốn quan trường thì sớm kết hôn sẽ khiến lãnh đạo yên tâm. Lôi Hướng Đông khuyên. Được rồi, không nói chuyện này nữa, tôi vẫn còn chưa nghĩ tới. Triệu Quốc Đống cắt ngang mà nói. Huyện rất nhiều việc, sao còn tâm trạng mà lo mấy việc này? Ừ, tôi tin cậu tự có quyết định, không có việc thì lên Bắc Kinh, tôi và cậu đi quanh vài khu cho thả lỏng người. Chuyện lần trước mặc dù thành công giải quyết nhưng hắn cũng nhận được tin trong hội nghị thường ủy, Nghiêm Lập Dân đã điểm danh phê bình Hoa Lâm thiếu sự nhạy cảm về chính trị, vì phát triển kinh tế mà tổn hại lợi ích nhân dân, nhất là bây giờ Hong Kong sắp về Trung Quốc thì không nên xuất hiện nhân tố mất ổn định như vậy. Triệu Quốc Đống rất buồn bực, Nghiêm Lập Dân này mượn đề tài mà chơi mình. Cũng may lúc ấy hắn đã xin nghỉ phép với Vưu Liên Hương mà về trễ một ngày. Chẳng qua Nghiêm Lập Dân phê bình cũng có tác dụng nhất định. Đó chính là Đường Diệu Văn và Miêu Nguyệt Hoa đều cảm thấy áp lực. Cái mũ kia là quá lớn, không phải ai cũng có thể thừa nhận được. Nếu như còn phản đối thậm chí là ngăn cản việc xây dựng nhà máy xử lý nước thải thì trách nhiệm sẽ rơi vào đầu bọn họ. Bởi vì xảy ra chuyện kia nên Bí Thư Thị ủy Kỳ Dư Hồng vốn quyết định việc đến thị sát Hoa Lâm liền kéo dài. Chẳng qua Triệu Quốc Đống được Vưu Liên Hương cho biết tháng 5 thị ủy sẽ tổ chức cuộc học tập cho bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện đi tham quan, khảo sát, Hoa Lâm cũng có thể chuẩn bị. Trung tâm học tập của thị ủy vốn luôn nghiên cứu công tác đảng và vấn đề phát triển, mà học ở trong đó mơ hồ nghe ra ý của lãnh đạo chủ yếu, có thể nói nếu được trung tâm tới tham quan tức là công việc của anh được thị ủy tán thành. Nghiêm Lập Dân nhíu mày nhìn văn phòng thị ủy đưa lịch trình của trung tâm chính trị thị ủy đưa tới, đồng thời còn có nội dung đi học tập, tham quan. Việc cải tạo thành cũ Hoa Lâm và xây dựng khu công nghiệp chế biến không ngờ cũng có. Nghiêm Lập Dân hừ lạnh một tiếng và mở ra, nội dung tham quan có 10 cái, khu khai phát và Hoa Lâm có 2 điểm, Tây Giang chỉ có 1 điểm, hơn nữa ăn chưa còn bố trí ở Hoa Lâm. Vưu Liên Hương này quá coi trọng Hoa Lâm. Nghĩ đến chuyện mình phê bình Hoa Lâm liền bị Lam Quang phản đối, Nghiêm Lập Dân có chút khó chịu. Trên thế giới này không có vấn đề gì là vô cớ. Lam Quang biết rõ hiềm khích giữa Nghiêm Lập Dân và Triệu Quốc Đống mà còn dám ra mặt trong hội nghị thường vụ thị ủy, điều này có nghĩa gì? Là khiêu chiến quyền uy của phó bí thư thị ủy hay là cảm thấy dính tới vấn đề ổn định thì y có quyền lên tiếng? Không phải, chỉ có một điều là Lam Quang và Triệu Quốc Đống đã đi lại với nhau. Không ngờ thằng Triệu Quốc Đống này chui nhanh thật, thoáng cái đã tạo quan hệ được với Lam Quang. Nghiêm Lập Dân bỏ văn bản xuống. Quan hệ giữa Vưu Liên Hương và Triệu Quốc Đống thì y mơ hồ được biết, đều từ An Đô tới mà. Vưu Liên Hương không hòa hợp với y nhưng đi lại rất thân với Kỳ Dư Hồng, đây coi như cây cầu giữa Triệu Quốc Đống và Kỳ Dư Hồng. Trương Thiên Phóng cũng có chút vấn đề, không biết tên này và Triệu Quốc Đống có vấn đề gì nhưng quan hệ không vừa. Từ việc ba cán bộ Hoa Lâm đưa vào danh sách và thành công làm Nghiêm Lập Dân nhìn ra vấn đề. Quyển 7, chương 77. Khi Nghiêm Lập Dân đang suy nghĩ đến mâu thuẫn giữa mình và Triệu Quốc Đống,
Triệu Quốc Đống đã cầm một chiếc hộp đi đến nhà mới của Tương Uẩn Hoa. Tương Uẩn Hoa được phân một căn nhà 2 tầng trong khu tập thể tỉnh ủy, có diện tích hơn 50 mét vuông một tầng. Bồn thời Tuyên Đức. Tương Uẩn Hoa trông khá thoải mái, xem ra công tác trên ban tuyên giáo tốt hơn ở dưới thị xã, nhẹ nhàng hơn nhiều. Ha ha, trưởng ban Tương đúng là có ánh mắt. Loại đời Tuyên Đức này không đáng giá nhưng khó được là nó được bảo tồn rất tốt, sờ vào mềm mại, cảm giác thoải mái. Triệu Quốc Đống cười nói. Không chừng nó đã qua một thời lịch sử nào đó. Tương Uẩn Hoa rất yêu thích vuốt ve thứ này. Sau khi về Ando, Tương Uẩn Hoa thả lỏng tinh thần hơn nhiều. Mặc dù có chút mất mát vì phó trưởng ban thường trực tuy là cán bộ cấp giám đốc sở nhưng quyền lực giảm đi nhiều. Tương Uẩn Hoa cũng không quá ham mê quyền lực nhưng quen với việc được vây quanh, bây giờ thoáng cái yên tĩnh thì có chút không quen. Cũng may phố Quỳ Hoa cách không xa trụ sở tỉnh ủy, chỉ mất 20 phút là tới. Lúc rảnh rỗi Tương Uẩn Hoa thường tới đó. Cậu kiếm được thứ này từ đâu vậy? Tương Uẩn Hoa cầm đồ vật lên mà cẩn thận quan sát, thứ này được nghệ nhân làm rất tinh xảo. Trưởng ban Tương nói gì vậy, đâu có thể là nhặt được. Phải nhờ người quen đổi, hơn nữa thêm 1.000 tệ cho y. Người này cũng giỏi nhìn hàng nhưng lại không thích mấy đồ thời Minh, y thích chơi tranh chữ. Triệu Quốc Đống vội vàng lắc đầu nói. Ha ha, khó tin được. Tương Uẩn Hoa cẩn thận bỏ đồ vật xuống, y biết Triệu Quốc Đống không thiếu tiền. Mặc dù không biết điều kiện kinh tế của Triệu Quốc Đống ra sao, nhưng từ thái độ và cách tiêu pha của hắn, Tương Uẩn Hoa có thể đoán Triệu Quốc Đống không thiếu tiền, mà điều này không phải ai cũng thể hiện ra được. Ha ha, trưởng ban Tương lên chức, nhiều thời gian rảnh hơn thì nên thường xuyên tới Quỳ Hoa để xem xét, thêm kiến thức. Triệu Quốc Đống rót nước cho Tương Uẩn Hoa và cho mình. Đúng là nhàn hơn, công tác trên tỉnh chủ yếu là đốc thúc, xem văn bản và tài liệu, lĩnh hội tinh thần trung ương, cảm nhận thay đổi về phương hướng và đưa ra bố trí là được. Tương Uẩn Hoa cười nói. Chẳng qua mới tới nên tôi còn chưa quen, chẳng lẽ văn phòng đều yên tĩnh và nhàn như vậy sao? Chỉ cần quen là tốt thôi, chẳng qua chỉ sợ trưởng ban Tương muốn nhàn cũng không được, không chừng sẽ đưa ngài xuống dưới đó. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Hừ, không biết cậu lại từ đâu nghe được tin đây, không có chuyện này đâu. Tôi dự định ở lại ban tuyên giáo đến khi về hưu. Tương Uẩn Hoa xua tay nói. Nói xem cậu có cảm tưởng gì khi làm bí thư huyện ủy. Chỉ một là phiền, chuyện cụ thể thì ít phải lo nhưng áp lực lại lớn hơn. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế mà nói. Đầu óc cả ngày không bao giờ được dừng lại, tôi coi như hiểu rõ tại sao không ít lãnh đạo bị hói đầu. Dinh dưỡng nuôi tóc thì đã bị não lấy sạch, tế bào não hoạt động quá nhiều. Ừ, bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện khác nhau. Chủ tịch huyện phụ trách việc phát triển, mà bí thư huyện ủy phụ trách toàn cục. Không chỉ về phát triển kinh tế mà còn là xã hội ổn định, phát triển sự nghiệp. Tương Uẩn Hoa gật đầu nói. Quốc Đống, Nghiêm Lập Dân vốn mâu thuẫn với tôi, cậu phải chú ý duy trì quan hệ với y. Mặc dù Kỳ Dư Hồng cũng coi trọng cậu nhưng nếu Nghiêm Lập Dân cản trở thì công tác của cậu sẽ bị ảnh hưởng. Trưởng ban Tương, tôi đương nhiên muốn quan hệ tốt với y, nhưng y không cho tôi cơ hội. Triệu Quốc Đống có chút buồn bực mà nói, Nghiêm Lập Dân này đáng lẽ phải là chỗ dựa của hắn. Trước khi hắn tới Ninh Lăng thì đã có quan hệ với y, nhưng không ngờ bây giờ lại như kẻ thù vậy. Một vài vấn đề không phải tính nguyên tắc thì nhịn một chút đỡ rách việc. Tương Uẩn Hoa cũng biết có mấy chuyện Triệu Quốc Đống và Nghiêm Lập Dân xung đột với nhau. Nhất là chuyện tại khách sạn Hoa Lâm đợt Tết không khác gì tát vào mặt Nghiêm Lập Dân. Ở tình huống như vậy mà Triệu Quốc Đống muốn Nghiêm Lập Dân bỏ qua cho là không thể. Nhưng trưởng ban Tương, nếu dính vào vấn đề nguyên tắc thì sao? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Tương Uẩn Hoa ngẩn ra rồi nói. Cậu đúng là giỏi chơi chữ. Trưởng ban Tương, ngài còn chưa trả lời vấn đề của tôi. Triệu Quốc Đống nói. Vấn đề nguyên tắc, ha ha, dù vấn đề nguyên tắc cũng khác nhau. Y là lãnh đạo, ở vài vấn đề cậu phải chú ý phương pháp, tôi tin y cũng biết chừng mực. Tương Uẩn Hoa lắc đầu nói. Vậy ư? Trong đợt đi khảo sát của Trung tâm Chính trị Thị ủy, y liền gạt thẳng 2 điểm của Hoa Lâm, lý do cải tạo thành cũ chưa kết thúc, không có gì đáng xem. Mà khu công nghiệp chế biến do làm mất ổn định nên phải suy nghĩ, không nên tuyên truyền. Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói. Dù nhằm vào cá nhân tôi thì thôi, nhưng y làm như vậy chính là chối bỏ công tác của toàn bộ cán bộ Hoa Lâm 2 năm qua. Tương Uẩn Hoa nhíu mày. Triệu Quốc Đống gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói, đây là rất tức giận.
Triệu Quốc Đống còn trẻ nên đúng là thiếu kiên nhẫn, nhưng Tương Uẩn Hoa cũng có thể hiểu. Anh toàn tâm toàn lực làm ra thành tích mà kẻ khác luôn chối bỏ, còn châm chọc anh. Triệu Quốc Đống còn trẻ sao chịu được. Chiêu này của Nghiêm Lập Dân đúng là độc, làm Hoa Lâm mất cơ hội thể hiện, nhất là mất cơ hội thể hiện với Kỳ Dư Hồng. Tương Uẩn Hoa gõ gõ lên mặt bàn rồi nói. Quốc Đống, Nghiêm Lập Dân làm như vậy thì tôi tin Kỳ Dư Hồng nhất định sẽ thấy. Mặc dù quan niệm của y là đúng, nhưng Hoa Lâm 2 năm qua phát triển đứng đầu Ninh Lăng mà không có điểm nào tham quan đúng là không bình thường. Chỉ là Nghiêm Lập Dân bố trí như vậy, Kỳ Dư Hồng không thể làm y mất mặt. Đây thực ra lại tốt đối với cậu. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Hắn vốn đã cẩn thận bố trí để Hoa Lâm được thể hiện mà lại bị gõ như vậy, nhưng hắn bất đắc dĩ mà. Bố trí lịch trình và điểm tham quan là do Nghiêm Lập Dân quyết định, Vưu Liên Hương chỉ có thể đưa ra quy hoạch mà thôi. Cậu không nên quá chán nản, có mất thì sẽ được. Tình hình phát triển của Hoa Lâm thì Nghiêm Lập Dân sao có thể che được. Y làm như vậy tức là y hẹp hòi. Tương Uẩn Hoa cười nói. Cậu bây giờ chỉ cần tạo quan hệ tốt với Kỳ Dư Hồng là được. Cậu đứng ở vị trí bí thư huyện ủy nên Nghiêm Lập Dân không có sức ảnh hưởng quá lớn đối với cậu. Cậu muốn lên thì ngoài việc Kỳ Dư Hồng giúp cậu, cũng cần người trên tỉnh nói giúp. Triệu Quốc Đống có vẻ nghe ra ý của Tương Uẩn Hoa nên vội vàng nói. Trưởng Ban Tương, có phải trên tỉnh sẽ có hành động gì không? Ừ, tôi nghe nói hội nghị công tác kinh tế của tỉnh đã nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của công tác kinh tế, các thị xã cũng từng bước suy nghĩ đưa bí thư huyện ủy, quận ủy của khu vực kinh tế phát triển vào thường vụ thị ủy, tăng sự phát triển kinh tế. Ở điểm này ba thành phố Miên Châu, Kiến Dương cùng Lam Sơn đã đi trước một bước. Xem ra tỉnh có ý mở rộng ra toàn tỉnh, Lục Kiếm Dân không phải trước đó làm thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy Cảnh Hồ sao? Tương Uẩn Hoa suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ cậu đã tạo được trụ cột, mặc dù kinh tế Hoa Lâm chỉ đạt mức thứ 5 trong Ninh Lăng, nhưng tốc độ phát triển hơn hẳn các nơi khác. Đồng thời bí thư quận Tây Giang Trương Thiệu Văn lại làm Kỳ Dư Hồng khó chịu. Đây là cơ hội của cậu. Trưởng Ban Tương, ngài nói là thị xã sẽ điều chỉnh tôi. Khó nói, nhưng có một điểm rõ ràng bí thư Quý Thành Công đã ở tỉnh An Nguyên 5 năm, có thể sẽ điều chỉnh trước đại hội 15. Khả năng chủ tịch Ninh làm bí thư là rất lớn. Mà chủ tịch Ninh lại rất coi trọng cán bộ làm kinh tế. Nói một cách đơn giản, cậu có thể khiến kinh tế một nơi phát triển, Ninh Pháp sẽ đánh giá cao cậu, nếu không sẽ rất khó khăn. Kỳ Dư Hồng đã ở Ninh Lăng hơn 3 năm, Liễu Đạo Nguyên ở Tân Châu có 2 năm mà đã lên rất nhanh. Y thì sao, Kỳ Dư Hồng này còn thiếu khí phách, nếu y muốn thay đổi ấn tượng của mình trong mắt chủ tịch Ninh Pháp thì phải làm ra gì đó bắt mắt. Quyển 7 Chương 78. Ra khỏi nhà Tương Uẩn Hoa, Triệu Quốc Đống vẫn không thể bình tĩnh được. Tương Uẩn Hoa đây là nhắc hắn phải nắm bắt cơ hội. Chẳng qua thời cơ lại tới không quá thích hợp với Triệu Quốc Đống. Ba thành phố Kiến Dương, Miên Châu cùng Lam Sơn có tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh, bí thư quận ủy nội thành thường làm thường vụ thị ủy. Mặc dù là xếp cuối cùng trong thị ủy nhưng vào thường vụ có nghĩa anh nằm trong những người quyết định cuối cùng, rất nhiều việc anh có thể phát biểu ý kiến. Tỉnh ủy cảm thấy bí thư quận ủy của ba thành phố kia vào thị ủy khiến kinh tế các nơi này phát triển, cho nên mới nhân rộng ra toàn tỉnh. Suy nghĩ này chính là muốn cho người lãnh đạo quận, huyện kinh tế phát triển có quyền lên tiếng hơn nữa tại các thị xã, thúc đẩy lực lượng phát triển. Thường vụ thị ủy, Triệu Quốc Đống liếm liếm môi. Trung Quốc là do đảng chấp chính thì chức thường vụ có quyền lực và địa vị rất cao, có vầng sáng đó hắn không sợ Nghiêm Lập Dân chèn ép gì, cũng không e ngại các cục trên thị xã chèn ép. Có gì không công bằng hoàn toàn có thể đưa ra hội nghị thường vụ thị ủy. Quyền lực luôn làm người ta ham muốn. Nghĩ đến việc Ninh Lăng sẽ có thêm một thường vụ, Triệu Quốc Đống không thể bình tĩnh nổi. Đến khi về ký túc ở Sở Giao thông, Triệu Quốc Đống vẫn còn suy nghĩ. Lần này về An Đô quá đáng giá. Triệu Quốc Đống đã không còn hứng thú việc trung tâm chính trị có tới Hoa Lâm không. Nó không quyết định được vận mệnh của hắn. Mặc dù Tương Uẩn Hoa nói đó là cơ hội thể hiện của Hoa Lâm. Nhưng Triệu Quốc Đống hiểu dù Hoa Lâm làm tốt tới đâu thì trong mắt Kỳ Dư Hồng nó cũng không ở vị trí đứng đầu. Nếu Ninh Lăng có thể xuất hiện một vị thường vụ thị ủy từ bí thư quận ủy, huyện ủy thì hắn không phải ứng viên. Triệu Quốc Đống cẩn thận phân tích cục diện ở Ninh Lăng. Không thể nghi ngờ trong mấy người thì Kỳ Dư Hồng sẽ chọn bí thư huyện ủy Tào Tập, Sử Lai Hòa. Không phải kinh tế Tào Tập tăng nhanh hơn Hoa Lâm, không phải tổng sản lượng kinh tế của Tào Tập hơn Tây Giang, mà do Sử Lai Hòa là người kỳ hệ. Ngay khi Kỳ Dư Hồng tới Ninh Lăng, Sử Lai Hòa đã kiên định đứng về phía Tào Tập.
hai năm nay kinh tế Tào Tập phát triển cũng không làm Kỳ Dư Hồng thất vọng. Người còn lại có thể chính là bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát, Hoàng Côn, là phó trưởng ban thư ký thị ủy, cũng trung thành với Kỳ Dư Hồng. Nếu không phải Vưu Liên Hương đột nhiên xuất hiện thì Hoàng Côn đã có thể thành trưởng ban thư ký thị ủy. Bây giờ y đến làm bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát, mặc dù hai năm nay khu khai phát làm ăn bình thường nhưng lại là cửa sổ phát triển của cả Ninh Lăng. Tương Uẩn Hoa có nói tới hai nhân tố, một là do lãnh đạo chủ yếu của thị ủy tiến cử. Mặc dù việc này được đưa ra trong hội nghị thường ủy nhưng bí thư thị ủy là người quyết định cuối cùng. Một điều khác là trên tỉnh, chẳng qua phạm vi trên tỉnh lại quá rộng, là trưởng ban tổ chức cán bộ hay là lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy. Lãnh đạo chủ yếu tỉnh ủy bình thường không chú ý một thường vụ bên dưới, chính xác mà nói đứng ở góc độ bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh thì cả tỉnh có đến gần 200 cán bộ cấp giám đốc sở, mà phó giám đốc sở lại không thể kể hết. Rất nhiều thường vụ thị ủy, lãnh đạo tỉnh ủy không biết tên. Ngoài thường vụ thị ủy của An Đô ra, các nơi khác thì nhiều lắm là bí thư thị ủy, thị trưởng, phó bí thư tỉnh ủy và phó thị trưởng thường trực còn lọt vào mắt bọn họ. Kỳ Dư Hồng sẽ không chọn hắn. Dù là Sử Lai Hòa hay Hoàng Côn đều làm Kỳ Dư Hồng hài lòng, điều này Triệu Quốc Đống rất tin. Càng không cần nói Nghiêm Lập Dân đứng ngoài đâm hắn, phó bí thư thị ủy mặc dù không có tác dụng quyết định nhưng tạo phiền phức cũng dễ. Không được thị ủy ủng hộ, hắn muốn lên phải nghĩ biện pháp trên tỉnh. Hơn nữa quyền quyết định là trên tỉnh, nhiều lúc thị ủy xác định xong nhưng mà tỉnh ủy thấy không phù hợp thì thậm chí có thể điều người từ ngoài hoặc cơ quan cấp sở tới thị xã, Lâm Anh buồn bực mà phải ngậm miệng không nói. Nhất là ở nơi kinh tế chậm phát triển càng dễ xảy ra hơn nữa. Người đại biểu mấy chữ trên tỉnh chỉ có vài người mà thôi. Phó bí thư tỉnh ủy phụ trách đảng đàn, trưởng ban tổ chức cán bộ, mấy phó trưởng ban tổ chức cán bộ, mà quyết định chính là hai người đầu. Trên cơ bản nếu hai người đầu quyết định thì đưa ra thường vụ tỉnh ủy sẽ không bị phản đối với mấy vấn đề đơn giản này. Nếu có vị thường vụ tỉnh ủy nào đó có sự lựa chọn thích hợp thì bọn họ phải thông qua con đường chính thức hoặc không chính thức đưa tới ban tổ chức cán bộ. Tình hình cơ bản này Triệu Quốc Đống được biết từ Liễu Đạo Nguyên và Vương Phủ Mỹ. Đối với một thường vụ thị ủy Ninh Lăng, nơi chậm phát triển thì khó có thể khiến lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy chú ý. Làm thế nào mới nắm bắt cơ hội này? Triệu Quốc Đống còn không rõ tin này của Tương Uẩn Hoa đến bao giờ sẽ được chứng thực. Có thể là một vị thường vụ tỉnh ủy nào đó đột nhiên đề ra, hay là BTCBC xuống dưới xác định. Triệu Quốc Đống ra ngoài bắt taxi chạy đến trung tâm nghệ thuật ở phía đông đường Hải Đường. Hôm nay hắn tới đây là có nhiệm vụ. Trung tâm nghệ thuật này đã cũ kỹ, nhưng vẫn là điểm biểu diễn lớn nhất An Đô. Anh, sao anh lại tới đây? Triệu Quốc Đống xuất hiện làm Đức Sơn có chút kinh ngạc. Anh sao không thể tới? Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói. Sao, thấy anh nên sợ à? Không có, không có mà. Đức Sơn vội vàng xua tay nói. Em chỉ hỏi một chút mà thôi. Sao, cô bạn gái người mẫu của chú còn phải tham gia cuộc thi loại này sao? Đây cho người mới mà. Triệu Quốc Đống nhìn vào bức biểu ngữ mà nói. Ha ha, anh, em sớm chia tay cô ta rồi. Hôm nay em đại biểu tập đoàn Thương Lãng tham gia, tới lúc ấy còn lên tặng quà. Vẻ kỳ quái trên mặt Đức Sơn làm Triệu Quốc Đống khó hiểu. Triệu Quốc Đống thấy xe Desert Print thì mới biết Đức Sơn ở An Đô. Theo lý trụ sở của tập đoàn Thương Lãng đã đưa lên Thượng Hải, cao tầng của tập đoàn Thương Lãng ở lại An Đô không lâu. Không ngờ xe thằng này lại ở đây. Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Tập đoàn Thương Lãng bỏ tiền ra tài trợ sao? Triệu Quốc Đống cũng không nghĩ cuộc thi người mẫu có tác dụng tăng thương hiệu của nước suối Thương Lãng. Theo hắn thấy thà bỏ tiền quảng cáo trên CCTV còn hơn, hoặc tài trợ cuộc thi thể thao còn tăng được thương hiệu. Ha ha, sao có thể nói như vậy anh? Đức Sơn gãi đầu nói. Cuộc thi chọn người mẫu mới cũng có sức ảnh hưởng trong ngành này. Tập đoàn cho rằng tài trợ cuộc thi không mất nhiều tiền mà có thể tăng sức ảnh hưởng của nước suối Thương Lãng trong giới giải trí. Hơn nữa chúng ta đã bán ra nhân sự tinh hoa Trường Bạch, giá rất cao, bắt đầu tiến vào các khách sạn cao cấp. Loại nước suối này rất được hoan nghênh. Không cần duy nhất, chỉ cần đắt nhất. Triệu Quốc Đống đột nhiên nghĩ tới câu kinh điển này. Hắn cười phá lên, thời này một chai nước suối có giá 12 tệ ư. Quyển 7, chương 79. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, thời này là vậy, việc gì cũng có thể mà. Người giàu có nhiều, quan trọng nhất là anh làm như thế nào để bọn họ có thể bỏ tiền ra được. Nhưng một khi anh đưa ra biểu tượng của sự giàu sang, như vậy sẽ không thiếu người bỏ tiền ra mua.
Sao, hai thằng muốn quảng cáo nước suối tinh phẩm thông qua đêm diễn này sao? Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Hắn không quá quan tâm công tác nghiệp vụ của tập đoàn Thương Lãng, càng không nói tới thủ đoạn kinh doanh. No. Thấy Triệu Quốc Đống có vẻ hơi xa sầm mặt, Đức Sơn vội vàng xua tay nói. Không phải, khách chính của nước suối tinh phẩm chính là chính quyền và nhà đầu tư, sao có thể quảng cáo ở đây? Khuất Bình yêu cầu không công khai quảng cáo nước suối tinh phẩm trên truyền thông, thuần túy dùng giá cả và sự đơn giản mà mở ra thị trường. Bây giờ chúng ta chỉ nhằm vào khách sạn và các câu lạc bộ từ cấp 3 sao trở lên, các quán bar, quán cà phê xa hoa mới xứng với nước suối tinh phẩm này. Cũng không thể đảm bảo nó không xuất hiện ở thị trường bình thường mà. Triệu Quốc Đống thực ra có chút tò mò, nếu như đưa vào các bữa ăn cao cấp thì bán được bao nhiêu? Một ngày 10 hay 30 ngàn chai? Ha ha, anh cũng biết đây là mánh lới thôi mà. Vật quý nên hiếm thì mọi người càng muốn chiếm được nó. Khuất Bình chính là muốn lợi dụng tâm trạng của mọi người, hơn nữa sau này muốn biến một nơi nếu không có nước suối tinh phẩm, như vậy chứng minh cấp bậc của anh không đủ. Chúng ta đã ký hợp đồng với các đại lý độc quyền, bọn họ phải bán theo danh sách chúng ta đưa ra, số lượng hạn chế tối đa. Đức Sơn có chút đắc ý mà nói. Triệu Quốc Đống không khỏi thừa nhận Khuất Bình nắm rõ tâm lý con người. Một chai nước có giá 12 tệ, hơn nữa là giá ra khỏi nhà máy. Còn đưa tới ta người tiêu dùng ít nhất cũng là 20 tệ. Nước suối tinh phẩm này hơn nước suối bình thường như thế nào thì khó nói, nhưng nó biểu tượng thân phận và cấp bậc. Anh nghĩ xem, uống chai nước 20 tệ phải hơn người bỏ 1-2 tệ ra uống nước mà. Ồ, vậy tập đoàn xác định sản lượng của nước suối tinh phẩm này một ngày là bao? Ha ha, bí mật. Thấy Triệu Quốc Đống có chút tức giận, Triệu Quốc Đống vui vẻ nói. Anh, thật sự em không biết con số mà. Cả công ty có lẽ chỉ Trường Xuyên và Khuất Bình là biết rõ. Em đoán bây giờ mỗi ngày không quá 10.000 chai, nghiêm khắc khống chế bán ra, hơn nữa bọn họ cũng làm một đoạn quảng cáo xa hoa để chiếu trên CCTV, không công khai mấy. Ồ, chính là Duy Mỹ. Triệu Quốc Đống thầm khen hai người Trường Xuyên và Khuất Bình đúng là biết làm, khiến người ta hứng thú, không công khai quảng cáo mà chỉ tiến hành giới thiệu ở những nơi cao cấp, giữ được cảm giác thần bí, cũng có thể phân chia với người dân bình thường. Điều này càng làm người có tiền hứng thú. Thấy Triệu Quốc Đống nhìn quanh, Đức Sơn có chút kinh ngạc nói. Anh có vé không? Anh có, chú đi làm việc của mình đi. Đức Sơn chỉ chờ lời này, y không muốn đứng cùng ông anh mà cứ đứng bên là thấy áp lực. Mặc dù ngồi bên dưới nhìn các cô gái xinh đẹp nhưng trong đầu Triệu Quốc Đống vẫn nghĩ về lời nói của Tương Uẩn Hoa. Đây là cơ hội, dù có được hay không thì hắn cũng phải thử một phen. Trên thị xã khó có thể thông, như vậy nghĩ biện pháp trên tỉnh đi. Căn cơ yếu một chút không sao, chỉ cần bên trên và Kỳ Dư Hồng không kiên quyết phản đối là đủ. Quan trọng nhất là tìm ai để quan hệ. Ninh Pháp, không tiện mấy, Ninh Pháp ra mặt sẽ quá đơn giản. Nhưng Ninh Pháp ra mặt sao? Thái Chánh Dương có quan hệ mật thiết với Ninh Pháp, nhưng Triệu Quốc Đống nghĩ tới tình hình của Ninh Pháp bây giờ. Quan hệ giữa Dương Thiên Minh và Ninh Pháp hơi căng thẳng, chỉ sợ Ninh Pháp chưa chắc muốn ra mặt. Dù chỉ là chức thường vụ thị ủy nhỏ nhoi nhưng nếu như gây đấu tranh thì cũng không tiện mà. Mà Triệu Quốc Đống cũng không muốn làm khó Thái Chánh Dương ở điểm này. Phan Viên Chiêu, nếu nói Phan Viên Chiêu ủng hộ hắn thì chỉ sợ Kỳ Dư Hồng không thể từ chối. Nhưng Kỳ Dư Hồng và Phan Viên Chiêu có quan hệ tốt, mà trong mắt Kỳ Dư Hồng có người khác, chỉ sợ Kỳ Dư Hồng sớm nói chuyện với Phan Viên Chiêu. Dù Liễu Đạo Nguyên ra mặt nói chuyện thì Phan Viên Chiêu cũng chưa chắc nghe. Dù sao sang năm Phan Viên Chiêu sẽ về nên không ngại. Ngoài hai người kia thì chỉ còn Phó Bí Thư Tỉnh ủy Dương Thiên Minh mà thôi. Triệu Quốc Đống biết Lưu Triệu Quốc là đồng hương với Dương Thiên Minh. Nhưng Lưu Triệu Quốc chưa bao giờ nhắc tới Dương Thiên Minh trước mặt hắn. Triệu Quốc Đống cũng là do nghe đám người Thái Chánh Dương đề cập mà thôi. Chẳng qua hắn tin quan hệ hai người này là rất mật thiết. Có lẽ việc này chỉ có thể nhờ Lưu Triệu Quốc mà thôi. Nhưng Lưu Triệu Quốc có thể giúp hắn như thế nào? Triệu Quốc Đống không lo Lưu Triệu Quốc không giúp. Triệu Quốc Đống lo là đứng ở góc độ của Dương Thiên Minh, thì lại khác. Triệu Quốc Đống mới là bí thư huyện ủy nên đứng trước mặt phó bí thư tỉnh ủy thì dù có quan hệ cũng chưa chắc đã làm người ta chú ý. Nhưng việc lần này là quá quan trọng đối với hắn, nó hoàn toàn có thể quyết định tương lai phát triển của hắn. Nếu như không thể tạo được quan hệ tốt trên tỉnh thì hắn còn có thể chấp nhận. Ở thị xã thì bí thư thị ủy. Thị trưởng chỉ có quan hệ công việc với hắn. Nghiêm Lập Dân lại có mâu thuẫn với hắn, không ngừng gây khó dễ.
hắn biết mình không thể có hành động ở thị xã, nếu không sẽ bị người ta coi rằng không biết điều. Như vậy chức thường vụ thị ủy càng lúc càng xa Triệu Quốc Đống hơn. Kiều San ngồi bên cẩn thận quan sát người đàn ông càng lúc càng chín chắn, chững chạc. Triệu Quốc Đống mặc bộ đồ Tây Trang tuy không thích hợp với hoàn cảnh xung quanh, nhưng lại thể hiện khí độ của hắn. Kiều San thấy Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh, khác hẳn những người con trai khác khi xem biểu diễn. Triệu Quốc Đống đúng hẹn mà tới là do bị Cổ Tiểu Âu mạnh mẽ yêu cầu. Nhưng trong lòng Kiều San lại vừa hưng phấn vừa ghen. Ánh đèn sân khấu làm mặt hắn lúc sáng lúc tối, Kiều San phải suy nghĩ miên man. Theo tiếng đàn truyền thống vang lên, các cô gái mặc sườn xám đi lên. Triệu Quốc Đống rất dễ dàng tìm ra được Cổ Tiểu Âu. Cô bé này đã cao 1m8 khiến cô thành người rất xuất sắc trong các cô gái thi người mẫu này. Bên cạnh cũng có hai cô gái cao tương đương Cổ Tiểu Âu. Nhìn Cổ Tiểu Âu mặc sườn xám, Triệu Quốc Đống không nhịn được thầm than phí của trời. Thân hình của Cổ Tiểu Âu thích hợp nhất là mặc bikini, sườn xám ẩn hiện như vậy sao có thể khiến người ta chú ý cô cơ chứ? Đám giám khảo, khán giả chỉ có thể nhìn vào những điểm lồi lõm trên người thí sinh mà thôi. Triệu Quốc Đống khẽ lắc đầu làm Kiều San ở bên có chút tò mò nói. Triệu ca, anh thấy biểu hiện của Tiểu Âu không tốt sao? Không phải, dáng người của Tiểu Âu rất xuất sắc, để Tiểu Âu biểu diễn như vậy thì giám khảo cũng không chú ý được. Cho nên dù Tiểu Âu thể hiện ra sao cũng không thể làm người đứng đầu. Triệu Quốc Đống cười nói. Không phải có một câu là người mẫu có vẻ ngoài quá xuất sắc sẽ không phải người mẫu tốt nhất. Nguyên nhân chính là như vậy, người mẫu chính là để biểu diễn, so sánh về trang phục, trang sức, so sánh về xe, vì thế ai còn chú ý đến bản thân người đó. Kiều San chu môi lên nói. Vậy ý của Triệu ca chính là người càng sáng chói càng không có lợi trong ngành người mẫu ư. Về cơ bản là như vậy, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Triệu Quốc Đống nhún vai nói. Nếu đây là cuộc thi sắc đẹp thì anh tin Tiểu Âu sẽ có thành tích tốt hơn. Đúng như dự đoán của Triệu Quốc Đống, lượt diễn áo tắm làm người ta kích động cuối cùng đã kết thúc. Cổ Tiểu Âu đạt vị trí thứ 3 cùng phần thưởng cô gái quyến rũ nhất. Điều này làm Cổ Tiểu Âu và bạn học của cô rất thất vọng. Quyển 7, chương 80. Cổ Tiểu Âu tối qua buồn bực tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Triệu Quốc Đống. Mọi người hát ở Phỉ Thúy Bảo từ 9 giờ đến 1 giờ sáng mà không chịu dừng. Triệu Quốc Đống cuối cùng chỉ biết mình cùng Đồng Úc đưa Cổ Tiểu Âu về phòng mà thôi. Nhân viên phục vụ đưa hắn vào phòng rất hâm mộ Triệu Quốc Đống vì có thể đi cùng với ba cô gái xinh đẹp vào phòng. Rượu whisky ảnh hưởng tới các cô gái không kém gì rượu trắng với đàn ông. 4 chai whisky cùng với 3 chai XO uống cạn làm 4 người không chịu được. Sau khi lên làm bí thư huyện ủy, hắn gần như không về Ando. Một tháng không được ăn thịt. Ba cô gái đập vào mắt làm Triệu Quốc Đống cũng phải thả lỏng người. Lúc ngồi uống, Cổ Tiểu Âu không ngừng dùng bộ ngực đầy đặn của cô đè vào vai hắn, lúc cô lại ôm cổ, lúc đặt mông ngồi lên đùi Triệu Quốc Đống. Kiều San cũng bị Cổ Tiểu Âu kích cho uống đến đầu óc mơ hồ. Các động tác va chạm giữa nam và nữ nhiều lên, ngay cả Đồng Úc cũng bị cuốn vào. Theo hơi rượu, bốn người vừa hát vừa uống, không lại nhảy múa. Cổ Tiểu Âu quá quyến rũ và không ngừng va chạm làm cho Triệu Quốc Đống đúng là không nhịn được. Cũng may Triệu Quốc Đống còn chút lý trí, nếu không sướng một lúc, phiền cả đời. Hắn cố chịu đựng cơn khó chịu trong lòng mà bố trí ba cô gái ở lại đây. Tuy hắn nhịn được nhưng ai dám chắc ba cô gái xinh đẹp lại bị say có đụng tên nào trên đường không? Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy đã là 5 giờ sáng, ngủ một giấc mà hơn 3 tiếng. Triệu Quốc Đống đi tới cửa sổ và để cơn gió xuân lạnh ập vào mặt cho tỉnh táo. Một đêm uống rượu vô độ làm hắn hơi mệt, tâm trạng vẫn chưa thể bình tĩnh được. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi rồi cảm nhận có người lặng lẽ tới gần mình. Hắn nhíu mày, dù là ai hắn cũng không muốn bị quấy rối vào lúc này. Hắn hy vọng có thể đứng im không động để đối phương biết khó mà lui. Cơ thể ấm áp quen thuộc dán sát vào lưng, hai tay ôm chặt eo Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống nhíu mày. Từ động tác này thì hắn đã biết là ai. Tiểu Âu, không nên như vậy. Anh, em rất thích như thế này. Giọng Cổ Tiểu Âu vừa rõ ràng vừa đầy vẻ cố chấp không giống gì cô đang say. Anh nói rồi, chúng ta chỉ là quan hệ anh em, không thể khác. Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ nói. Anh em, vậy chỉ là do anh muốn, em không chấp nhận vì chúng ta đâu có quan hệ huyết thống. Cổ Tiểu Âu dựa mặt lên vai Triệu Quốc Đống, ngửi mùi trên cơ thể hắn. Điều này làm cô si mê. Tiểu Âu, em biết anh chưa?
Cổ Tiểu Âu cắt ngang lời Triệu Quốc Đống nói. Anh dám nói không có hứng thú gì với cơ thể em không? Triệu Quốc Đống run lên. Cổ Tiểu Âu không ngốc, cô rất nhạy cảm. Nếu nói hắn không muốn chiếm hữu cô là không thể, bất cứ người đàn ông nào cũng không chịu được sức hấp dẫn như vậy. Nhất là khi Cổ Tiểu Âu mặc áo tắm xuất hiện trên sân khấu, Triệu Quốc Đống cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm đi nhiều. Thấy Triệu Quốc Đống không nói gì, Cổ Tiểu Âu có chút đắc ý, cô càng ôm Triệu Quốc Đống chặt hơn. Cô cố gắng cởi vài áo và ép cặp vú căng tròn lên lưng hắn. Triệu Quốc Đống ngẩng đầu rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu Âu, đừng như vậy, anh và em. Cổ Tiểu Âu bịt miệng Triệu Quốc Đống lại mà nói. Quốc Đống ca, em không sợ, anh sợ gì? Anh sợ em gây phiền phức cho anh, hay sợ bố em tìm anh? Một người đàn ông mà lại sợ này kia như đàn bà sao? Cổ Tiểu Âu nói như vậy làm Triệu Quốc Đống á khẩu. Cổ Tiểu Âu có lẽ cảm nhận được biến hóa của Triệu Quốc Đống, cô khẽ dùng răng cắn cổ Triệu Quốc Đống. Hai tay đang ôm eo Triệu Quốc Đống cũng được cô đưa ra một chút, cởi thắt lưng của Triệu Quốc Đống, hai tay run run đưa vào trong. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình sắp bộc phát tới nơi, động tác ngây ngô của Cổ Tiểu Âu làm hắn rất kích thích. Hắn xoay người lại, Cổ Tiểu Âu nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống, đôi môi đua lên, miệng nở nụ cười đầy khiêu khích. Sao lại cứ phải như vậy? Chẳng lẽ giữ như trước không được sao? Triệu Quốc Đống có chút buồn bực mà nói. Hắn phát hiện mình đã không thể khống chế được, hai tay đã đưa xuống bờ mông căng tròn của Cổ Tiểu Âu. Đừng nói quan hệ anh em gì cả, anh trai làm em chán muốn chết, chẳng có phẩm cách gì. Y mà có năng lực bằng nửa anh thì bố em đã không phải thở ngắn than dài. Cổ Tiểu Âu lắc đầu đặt hai tay vẫn còn do dự của Triệu Quốc Đống xuống dưới háng mình, tay cô cũng bắt đầu vuốt ve Triệu Quốc Đống. Chiếc quần lót tơ tằm bị ngón tay Triệu Quốc Đống đưa vào, hắn có thể cảm nhận được sức co giãn của nó. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng thăm dò, cảm nhận những sợi tơ mềm mại cùng với không gian ẩm ướt kia. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng nhưng vẫn lưu luyến không muốn bỏ tay ra. Cổ Tiểu Âu bị ngón tay của Triệu Quốc Đống trêu chọc làm cô run lên. Huyết thống dân tộc thiểu số làm cô không hề thẹn thùng như các cô gái bình thường. Thích ai thì dũng cảm theo đuổi. Dù chỉ là huy hoàng trong giây lát cũng còn hơn là cứ mãi chịu đựng. Cô đơn giản cởi áo ngoài của mình ra, phần thân trên trắng nõn và mềm mại dán sát vào người Triệu Quốc Đống. Áo của Triệu Quốc Đống cũng đã được Cổ Tiểu Âu cởi ra từ trước, hai thân trên dựa vào nhau. Ánh mắt nóng bỏng của Cổ Tiểu Âu làm cho Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ khi đối mặt với cô. Cổ Tiểu Âu dám yêu, dám hận mà hắn còn cố né tránh, sợ cô gây phiền cho mình sao? Nghĩ như vậy. Triệu Quốc Đống thấy mình đã hiểu ra, làm thì làm, sao phải sợ hậu quả. Cổ Tiểu Âu cố chấp và yêu mình như vậy, mình sao có thể không động lòng. Triệu Quốc Đống đưa lưỡi liếm lên môi cô, rồi từ từ tiến vào trong nơi chưa ai đặt chân tới. Cổ Tiểu Âu không hề do dự, cô trở nên hung hãn hơn. Cô ngửa đầu hôn nồng nhiệt với hắn, ngực cô bị đối phương tùy ý đưa tay xoa bóp, ngón tay bên dưới lúc này đã được thay thế bằng chiếc lưỡi của đối phương. Ngọn lửa dục của thiếu nữ nếu đã bốc cháy thì sẽ rất rực rỡ. Triệu Quốc Đống cũng không còn do dự. Hắn bế bổng Cổ Tiểu Âu lên đi vào trong phòng ngủ. Khi cánh cửa đóng lại đã ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài. Triệu Quốc Đống đặt Cổ Tiểu Âu lên giường. Cổ Tiểu Âu nở nụ cười đầy quyến rũ, hai điểm đỏ trước ngực không ngừng rung lên. Một kích sắc bén xuyên qua trở ngại, những cơn sóng đánh tới lập tức làm cơn đau đầu đời biến mất, cơn đau làm cô gái không thể quên giây phút này. Triệu Quốc Đống ngồi trên đầu giường vân về bộ ngực của cô, chiếc bánh bao trắng nõn không ngừng biến dạng trong tay hắn, điểm đỏ kia đã rất cứng. Hai tay Cổ Tiểu Âu đặt lên vai Triệu Quốc Đống, cô không ngừng giãy giụa, lắc mông, ngọt ngào biến thành cao trào, cuối cùng không nhịn được mà rên lên. Sức chiến đấu của Cổ Tiểu Âu đúng là rất mạnh, bên dưới ẩm ướt do kéo dài lâu mà khô đi, bên dưới đỏ lên làm người ta đau xót. Cổ Tiểu Âu sau khi liên tục bộc phát lúc này cuộn mình trên giường. Triệu Quốc Đống âu yếm ôm cô vào lòng mà thiếp đi. Quốc Đống ca, anh hình như có tâm sự phải không? Em có thể nhìn ra sao? Cả tối anh mất tập trung, cả đám tiểu úc cũng thấy. Ừ, có chút việc, nhưng là công việc thôi, không có gì. Tay Triệu Quốc Đống đã được Cổ Tiểu Âu đặt lên ngực cô. Triệu Quốc Đống ôm sát cô vào lòng. Em thích anh yêu em, chiếm lấy em. Lời của Cổ Tiểu Âu làm Triệu Quốc Đống muốn choáng váng. Đây mới là người phụ nữ dám sống vì tình yêu. Quốc Đống ca, anh không phải lo cho em. Từ lần được anh cứu đã cho thấy chúng ta có duyên. Anh là người làm việc lớn, đây là lời bố em nói.
nói anh sẽ không nhận em và anh không thể đi tới cuối. Em hỏi lại bố là đi tới cuối có nghĩa gì? Kết quả bố nói đó là hôn nhân, em nói em không cần hôn nhân, em chỉ cần yêu một lần là được, bố không còn nói được gì nữa. Quyển 7, chương 81. Dụi mặt vào mái tóc của Cổ Tiểu Âu, Triệu Quốc Đống cảm thấy trong tim mình có một dòng nước ấm chảy qua, nó như một dòng nước làm dịu trái tim hắn, làm chân tình của hắn dần khôi phục. Thực tế không thể không khiến người ta tỏ vẻ lạnh lùng, mặc dù là tình cảm bạn học cũng sẽ bị quyền và tài chính ăn mòn, làm người ta không dám tin rằng mỗi việc xảy ra bên mình đều là không bình thường. Tiểu Âu rất cao, Triệu Quốc Đống từ sau ôm cô mà có cảm giác rất khó hiểu. Hai tay hắn ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Cổ Tiểu Âu, Triệu Quốc Đống cảm giác một cỗ chân tình bắt đầu nảy mầm trong lòng hắn, giống như đêm qua sau khi hắn quan hệ với Cổ Tiểu Âu đã đi vào một tâm cảnh vi diệu, nó khác hẳn so với trước đây. Thực ra em rất tự ti, từ bé đến lớn em đã khác người, tóc em khác người ta, mắt em cũng khác người. Em lại cao hơn các cô gái khác, ngực to hơn, những điều này làm em tự ti. Cổ Tiểu Âu lý nhí nói. Năm học cấp 2 em thậm chí còn dùng vải buộc chặt ngực lại để hy vọng giống các cô gái khác. Em ngốc quá, người ta mong còn không được, vậy mà em. Triệu Quốc Đống dịu dàng vuốt ve đôi chân của cô. Cổ Tiểu Âu có bộ ngực mặc dù kém hơn Từ Xuân Nhạn một chút nhưng cô lại có đôi chân thon dài cân đối làm Triệu Quốc Đống si mê, lại phối hợp với bờ mông căng tròn. Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận dòng máu Lai đúng là có ưu thế rõ ràng. Người phương Đông có tỷ lệ cân đối, mà người da trắng lại làm cô có thân hình cao ráo và cơ thể khỏe đẹp. Dù là ngực hay là mông thì nó đều căng tròn như tập từ nhỏ. Đúng thế, lúc ấy sao em biết được cái này chứ? Hơn nữa lại còn ở Giang Miếu thì sao biết? Cổ Tiểu Âu dịu dàng dựa đầu vào vai Triệu Quốc Đống. Đến khi vào đại học em mới được bạn cùng phòng hâm mộ, em mới có thể tự tin ưỡn ngực và đối mặt với anh. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng rồi vỗ vỗ vào bờ mông căng tròn của cô. Anh có gì đáng để em làm như vậy? Chẳng lẽ vì anh cứu em sao? Bây giờ không phải là thời cổ nữa, không còn chuyện lấy thân báo đáp đâu. Nói như thế nào nhỉ? Có lẽ lần đó nó như một mầm cây nếu không có nước và dinh dưỡng thích hợp thì nó sẽ không phát triển, sau đó anh lại hợp tác với bố em, đó chính là nước và dinh dưỡng. Về sau nó càng lúc càng sung túc, mầm cây đâm chồi nảy lộ. Cổ Tiểu Âu nhỏ giọng nói. Em không giống người khác, trong lòng muốn mà không dám theo đuổi hoặc là lo này lo kia. Không thưởng thức qua thì sao biết nó ngọt hay đắng, dù là chua, ngọt, cay, đắng thì vẫn hơn uống nước lã mà. Nói tới hai câu sau, giọng Cổ Tiểu Âu lớn hơn đôi chút. Triệu Quốc Đống chỉ có thể ôm chặt cô vào lòng. Cô yêu hắn như vậy, hắn còn có thể mong gì chứ? Đúng như cô nói, dù có duyên hay không thì ít nhất cũng đã theo đuổi, hưởng thụ, có kết quả hay không không quan trọng. Hơn nữa nhiều lúc kết quả chưa chắc tốt đẹp như khi được hưởng thụ. Em biết anh là người làm việc lớn. Bố em thường xuyên nhắc tới anh, nói anh là rồng trong hang sâu, gặp mây sẽ bay lên. Không cần biết anh làm chính trị hay kinh doanh, anh không phải người chấp nhận nhàm chán, cho nên bố mới không muốn em có gì với anh. Ồ, Cổ Thúc nói như vậy sao? Bố em nói đừng nhìn Đức Sơn và Trường Xuyên bây giờ rất oai phong nhưng đều do anh tạo cơ sở, anh đứng sau chỉ huy. Nó giống như công ty Thiên Phu của Dương Thúc vậy, không có anh đặt phương hướng thì công ty sao phát triển lớn như vậy? Hi hi, đương nhiên bố em cũng không kiếm được nhiều như vậy. Bố nói cả đời bố đã đánh cuộc lên anh. Lúc ấy anh nói bố đầu tư vào công ty Thiên Phu, bố đã làm. Cổ Tiểu Âu hôn nhẹ lên môi Triệu Quốc Đống rồi ngọt ngào nói. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ mặc dù công ty Thiên Phu mấy lần tăng cổ phần, Cổ Chí Thường cũng xuống làm cổ đông lớn thứ tư của tập đoàn. Nhưng bây giờ tập đoàn Thiên Phu đã lớn hơn trước hơn trăm lần, nghiệp vụ càng lúc càng lớn, nó nổi tiếng trong ngành xây dựng của cả tỉnh An Nguyên và khu vực Trung Tây. Hơn nữa địa ốc Thiên Phu cũng bắt đầu phát triển mạnh. Tiến vào thị trường bất động sản Ando, quy mô rất lớn. Số vốn 200.000 của Cổ Chí Thường lúc đầu đã lên mấy chục triệu. Nếu tập đoàn Thiên Phu mà niêm yết lên thị trường chứng khoán ở Hong Kong hay Thượng Hải thì nó còn lớn hơn nữa. Tiểu Âu, Cổ Thúc nói quá rồi. Anh chẳng qua lúc đầu chỉ điểm giúp Dương Ca một chút mà thôi. Chủ yếu là do Dương Ca kinh doanh tốt, sau đó về cơ bản không cần ý kiến của anh. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Quốc Đống ca, anh đừng khiêm tốn. Bố em mặc dù không phải người trong nghề nhưng lại nhìn người rất chuẩn. Bố em nói anh không muốn vào kinh doanh là do anh thấy có thể làm nên sự nghiệp lớn hơn nữa trong chính trị. Bố em nói anh có tương lai vô hạn.
Cổ Tiểu Âu khẽ giãy dụa người, cô cảm thấy bên dưới của Triệu Quốc Đống có phản ứng nên đắc ý ưỡn ưỡn người làm Triệu Quốc Đống càng khó chịu. Bố em bảo em rằng anh là người làm việc lớn, không dừng bước vì ai. Người ta chỉ đi ngang qua anh mà thôi, dù ai muốn giữ anh lại cũng không được. Triệu Quốc Đống không ngờ Cổ Chí Thường lại đánh giá về mình chính xác như vậy. Tiểu Âu, bố em thật sự nói như vậy sao? Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ mà nói. Vâng, bố nói anh sẽ không chịu đứng yên một chỗ, dù ở phương diện nào cũng vậy. Em cũng không muốn cuộc sống nhàm chán như mặt nước, như vậy cuộc sống còn gì đặc sắc. Hơn nữa càng có người cạnh tranh thì em mới thấy kích thích. Triệu Quốc Đống đột nhiên nghĩ tới gì đó rồi nói. Tiểu Âu, anh nghe lời vừa nãy của em thì hơi khó hiểu đó. Hừ, đừng nghĩ rằng giấu tốt là em không biết. Em thấy ánh mắt khác thường của Kiều San khi nhìn anh. Anh tin không, lát nữa nếu Kiều San biết em ngủ với anh thì mặt sẽ rất khó chịu, chỉ cần hơi chú ý quan sát là được. Kiều San là như vậy, nói khác với lòng, trong lòng thì muốn nhưng không chịu thừa nhận. Như vậy Kiều San chỉ là kẻ thất bại vĩnh viễn. Triệu Quốc Đống đúng là hơi sợ, Cổ Tiểu Âu này sao nói chuyện tình cảm như chuyện bình thường thế nhỉ? Ngay cả Cổ Tiểu Âu, Triệu Quốc Đống còn không muốn dính vào nữa là Kiều San. Hơn nữa quan hệ giữa hắn và Kiều San không quá quen thuộc mà. Hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng nhìn ra Kiều San và Lam Đại có suy nghĩ nhiều hơn Cổ Tiểu Âu. Mặc dù hắn hiểu đây là bất đắc dĩ trong cuộc sống nhưng vẫn không thích. Lúc ăn sơ sang, Triệu Quốc Đống biết chuyện tối qua mình ngủ với Cổ Tiểu Âu không giấu được hai cô kia. Kiều San mặc dù có vẻ bình tĩnh nhưng Triệu Quốc Đống vẫn nhận ra vẻ mất mát và không cam lòng trong mắt cô. Đồng Úc lại trốn tránh ánh mắt không nhìn hắn. Cổ Tiểu Âu thực ra lại rất thoải mái, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Ba cô đều sắp tốt nghiệp, Triệu Quốc Đống hỏi ý định của ba cô, Cổ Tiểu Âu thì không sao, cô không lo mình sẽ làm gì. Đêm thi thất bại làm cô không muốn làm người mẫu nữa. Mà Kiều San cùng Đồng Úc thì lại gặp vấn đề khá khó khăn khi tốt nghiệp. Kiều San là người An Huy, Túc Châu, đây là nơi có kinh tế khá chậm phát triển, chẳng qua điều kiện gia đình nhà Kiều San còn đỡ. Về phần nhà Đồng Úc thì ở một huyện nông thôn phía Nam, kinh tế rất kém. Triệu Quốc Đống cũng không biết Cổ Tiểu Âu nghĩ như thế nào. Chẳng qua cô lại nói với Triệu Quốc Đống rằng hy vọng hắn giúp Kiều San và Đồng Úc. Nhất là Đồng Úc có thể ở lại thành phố An Đô và vào một cơ quan ổn định thì hay hơn cả. Điều này làm Triệu Quốc Đống nghi ngờ Cổ Tiểu Âu có phải thử mình không. Chẳng qua nhìn ánh mắt thuần khiết của cô, Triệu Quốc Đống liền hết nghi ngờ. Với tính cách của Cổ Tiểu Âu thì không cần làm như vậy để dò xét hắn. Quyển 7, chương 82. Chú đi tìm Triệu Quốc, bảo y đưa chú đi tìm Dương Thiên Minh. Binh lính không muốn làm tướng sẽ không phải binh lính tốt. Hùng Chính Lâm chắp tay sau lưng vừa đi vừa nói. Chú nói đúng, ở thị xã chú không có quan hệ mạnh. Kỳ Dư Hồng nhất định sẽ không nghĩ tới chú. Ở vị trí này thì dù là bí thư thị ủy nào cũng hy vọng người của y ngồi vào. Quan hệ giữa Phan Viên Chiêu và Kỳ Dư Hồng rất tốt, quan hệ bình thường khó có thể làm Phan Viên Chiêu gật đầu. Lão Liễu bây giờ chắc không được. Bây giờ ngoài Quý Thành Công, Ninh Pháp và Dương Thiên Minh ra thì Phan Viên Chiêu không nể mặt cả Hạ An và Trương Nghiễm Lan. Hạ An là phó bí thư tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Trương Nghiễm Lan là phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy An Đô. Mặc dù hai người này chức cao hơn Phan Viên Chiêu nhưng không phụ trách công tác tổ chức, Phan Viên Chiêu không nể mặt cũng bình thường. Hùng ca, em lo Lưu ca không tiện đi nói với bí thư Dương. Hơn nữa bí thư Dương có ra mặt nói chuyện với Phan Viên Chiêu không? Sợ là bí thư Dương bây giờ cũng biết người Kỳ Dư Hồng đề cử. Phan Viên Chiêu sao có thể không đề cập với bí thư Dương sao? Triệu Quốc Đống nói. Hừ, đây không cần chú phải lo. Dương Thiên Minh ở lại An Đô chỉ nửa năm nữa, sau đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 15 diễn ra, y sẽ đi. Để y phát huy một lần cũng được. Hùng Chính Lâm cười phá lên mà nói. Triệu Quốc Đống cũng thấy Hùng Chính Lâm đã thay đổi. Chỉ mấy tháng mà hắn đã thấy Hùng Chính Lâm nói chuyện đầy khí thế hơn trước. Bí thư Dương sẽ đi sao anh? Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói. Y không đi không được, y làm ở tỉnh An Nguyên đã vài năm, có lẽ Trung ương sẽ có bố trí. Hùng Chính Lâm tùy ý nói. Đương nhiên bây giờ còn chưa nói rõ, sau đại hội sẽ rõ ràng mà. Chú đừng quan tâm chuyện người khác, lo việc của mình đi đã. Cơ hội này rất khó được. Trên tỉnh mà có quyết định thì sẽ rất nhanh xong. Chú không nắm chắc cơ hội thì quá đáng tiếc, chỉ là Hùng ca không có năng lực kia nếu không sẽ giúp chú. Hùng ca,
em cũng biết cơ hội này hiếm có, nếu không sẽ không nhờ Lưu Ca giúp. Em cuối cùng cảm thấy dù sao cũng phải thử một lần. Triệu Quốc Đống gãi đầu nói, dù muốn lên chức thì cũng phải có bậc thang mới có hy vọng mà. Hùng Chính Lâm cười nói, chú thật ra suy nghĩ quá cẩn thận đó, bây giờ gấp như vậy, chú có thể làm gì chứ? Dương Thiên Minh phụ trách công tác đảng, đàn, không chuyên bên kinh tế, đồng thời thân phận của Dương Thiên Minh khác, y sẽ không xuống khảo sát xây dựng kinh tế, dù xuống cũng không thể tới Hoa Lâm mà. Vâng, đúng là thời gian hơi gấp, nếu cho em nửa năm thì em có thể làm được gì đó, em sẽ có đường ra. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng mà nói. Đúng là bực mình. Hùng Chính Lâm lắc đầu nói. Quốc Đống, đối với Ninh Pháp mà nói thì nếu y làm bí thư thị ủy thì cán bộ xuất thân bên kinh tế sẽ được trọng dụng. Nhưng Dương Thiên Minh chưa chắc như vậy. Anh đề nghị chú phải nói chuyện với Lưu Triệu Quốc, bảo y giúp, xem y có thấy có thể thành công hay không. Nếu Lưu Triệu Quốc thấy có thể thì anh nghĩ y sẽ có ý tưởng. Lưu Triệu Quốc bố trí đúng là mất nhiều tâm tư. Tính cách Dương Thiên Minh mặc dù không quá cổ hủ nhưng lại nổi tiếng về tính nghiêm túc. Ngay cả bí thư tỉnh ủy Quý Thành Công cũng kính trọng Dương Thiên Minh. Mà Ninh Pháp mặc dù chủ trương bí thư đảng ủy và chủ tịch phải giỏi về kinh tế nhưng cũng đồng ý với việc Dương Thiên Minh đưa ra cán bộ phải có tố chất chính trị mới quyết định được một nơi phát triển kinh tế. Dương Thiên Minh cũng có vài điểm giống Lưu Triệu Quốc, y không thích gì cả, không thích rượu, không hút thuốc, bình thường chỉ thích viết chữ, đọc sách, cùng lắm là thời tiết đẹp thì đi câu. Chẳng qua y dù có đi câu cũng đi một mình, không có thêm ai khác đi cùng, cùng lắm có thêm lái xe mà thôi. Y tìm một mương hay hồ nào đó ở ngoại ô mà câu. Lưu Triệu Quốc cũng đã đi câu với Dương Thiên Minh mấy lần, nhưng đều thua với tính nhẫn nại của Dương Thiên Minh. Dương Thiên Minh có thể ngồi từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều mà trong xô chỉ có hai con cá nhỏ, giống như Dương Thiên Minh tới chỉ là giải trí chứ không phải câu cá. Lưu Triệu Quốc từng hẹn Dương Thiên Minh đến hồ câu, nhưng Dương Thiên Minh lại không thích. Nguyên nhân là Dương Thiên Minh cảm thấy câu ở hồ nuôi quá dễ, làm y không còn thoải mái khi đi câu. Lưu Triệu Quốc không biết nói gì nữa. Hồ chứa Quang Vinh là con mương vừa phải, được xây dựng từ năm 60 và đã được sửa vài lần, từng có một thời gian muốn bỏ đi do chứa được quá ít nước, nếu muốn mở rộng thì phải du nhiều, vì thế người ta cảm thấy để nó đó coi như làm dân chúng xung quanh giải trí. Chẳng qua hồ chứa này có một chỗ tốt là không bao giờ cạn nước, nghe nói dưới đáy có mấy dòng suối, nước từ đó chảy ra nên dù gặp hạn hán thì nó cũng có nước tầm mét rưỡi, mùa hè đầy hoa sen. Dương Thiên Minh thấy Lưu Triệu Quốc đã thay lái xe nên vốn nghĩ Triệu Quốc Đống là lái xe của Lưu Triệu Quốc. Nhưng y rất nhanh thấy Lưu Triệu Quốc nói chuyện rất thoải mái với người kia, hơn nữa nhìn qua thanh niên này cũng có khí thế của quan chức chính phủ. Dương Thiên Minh khẽ nhíu mày. Lưu Triệu Quốc biết tác phong của y, những lúc này y không thích người ngoài tham gia, hơn nữa y cũng tối kỵ người khác nịnh bợ mình, tìm cách tới gần mình. Y biết rõ vị trí của mình. Theo y thấy người muốn dựa vào quan hệ tư nhân hoặc là chỗ dựa mà lấy được chức vị thì đó là kẻ không có bản lĩnh. Chẳng qua Lưu Triệu Quốc còn chưa bao giờ phạm vào điều cấm của y, Dương Thiên Minh cũng không quá để ý. Lưu Triệu Quốc cũng suy nghĩ đến điểm này nên y cũng không dám xác định là nên dùng cách nào để Triệu Quốc Đống xuất hiện và giới thiệu với Dương Thiên Minh. Mặc dù Triệu Quốc Đống ăn nói tốt nhưng nếu như Dương Thiên Minh có suy nghĩ không hài lòng thì dù Triệu Quốc Đống cố gắng đến đâu cũng vô ích. Triệu Quốc Đống câu bên dưới Lưu Triệu Quốc, vung cần ném xuống nước. Bây giờ là đầu hè, nhiệt độ tăng nhanh nên rất thích hợp câu cá. Lưu Triệu Quốc nhìn qua Triệu Quốc Đống và thấy đối phương xem ra biết câu. Dương Thiên Minh không giỏi câu cá, cũng không muốn đi nghiên cứu, hơn nữa cũng không thích lúc câu cá nói chuyện công việc. Cho nên cả tỉnh An Nguyên không có mấy người có thể đi câu cá với y. Dương Thiên Minh lặng lặng ngồi đó mà thư giãn. Mặc dù thêm một người nhưng Lưu Triệu Quốc chỉ giới thiệu tên, không nói làm ở đâu nên Dương Thiên Minh không để ý. Y chỉ nghĩ đó là bạn của Lưu Triệu Quốc mà thôi. Mặt hồ rất yên tĩnh, Dương Thiên Minh dựa lưng vào ghế hưởng thụ nắng ấm rồi quan sát mặt nước, chú ý phao. Triệu Quốc Đống cũng biết bây giờ không nên nghĩ nhiều. Tính cách Lưu Triệu Quốc ngay thẳng, anh muốn tạo quan hệ không sao, nhưng nếu nịnh bợ quá thì sẽ khiến Dương Thiên Minh thấy anh là kẻ ham lợi, như vậy sẽ phản tác dụng. Đương nhiên chuyện cuối cùng cũng có lúc nói trắng ra, nhưng Triệu Quốc Đống hy vọng có thể cho đối phương ấn tượng tốt trước, như vậy sau đó mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng cũng có thể khiến Dương Thiên Minh nhanh chóng thích ứng. Triệu Quốc Đống hơi giật tay, một con cá to bằng bàn tay bay lên, giãy giụa trên mặt hồ vài cái nhưng không thoát được. Con cá bị Triệu Quốc Đống chụp lấy, gỡ móc câu rồi bỏ vào xô, đây đã là con cá thứ tư mà hắn câu được,
Dương Thiên Minh không nhịn được nói. Tiểu Triệu, cậu câu giỏi đó. Bí thư Dương, chẳng qua hôm nay thời tiết tốt nên câu được mà thôi. Sao không thấy ngài giật cần vậy? Triệu Quốc Đống không khách khí mà nói. Dương Thiên Minh hơi nóng mặt một chút, thì bình thường câu cá là để thư giãn đầu óc, nếu về kỹ thuật thì không có thời gian đọc sách, cũng không có cơ hội trao đổi với người khác. Quyển 7, chương 83. Ha ha, câu cá phải dựa vào may mắn, có lẽ cậu ngồi ở vị trí đó có cơ hội nên mới câu được. Dương Thiên Minh lúc này cũng đã suy nghĩ ra một chút và nhớ hình như Lưu Triệu Quốc đã nhắc tới thanh niên này, hình như là cán bộ được cử xuống cơ sở. Bí thư Dương, câu cá và làm việc gì cũng như nhau, chỉ dựa vào may mắn chỉ có thể gặp một hai con. Ngài nếu muốn câu được cá lớn, câu được nhiều thì ngài phải học phương pháp và kỹ thuật câu cá. Triệu Quốc Đống cũng nghe ra ý trong lời nói của đối phương. Xem ra đối phương có vẻ không phải không biết về mình. Ồ, vậy nói xem kỹ thuật câu cá của cậu là gì? Dương Thiên Minh cười nói. Câu cá đầu xuân và cuối xuân là khác nhau. Bí thư Dương, tôi thấy ngài dùng cước, lưới câu và run thì nếu một hai tháng trước sẽ câu được, bởi vì lúc ấy nhiệt độ thấp, nước lạnh, cá không thích hoạt động, ăn ít nên thích côn trùng. Mà bây giờ nhiệt độ tăng lên, cá hoạt động nhiều nên không thích côn trùng, mà thích đồ ăn. Ừ, giống như mồi câu của tôi thì cá thích nhất nên mới câu được nhiều. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Dương Thiên Minh gật đầu nói. Không ngờ Tiểu Triệu còn trẻ mà đã nghiên cứu kỹ về vấn đề này như vậy. Tôi thấy người tuổi như cậu thì không thích loại hình như câu cá. Bí thư Dương, ngài nói sai rồi, tôi không thích hoạt động này, chẳng qua lúc đi học thì chạy theo sư phụ rảnh rỗi lại thích đến Ninh Giang câu cá, nếu không sẽ tìm con mương nào đó ngồi nên tôi cũng theo học. Triệu Quốc Đống cười nói. Ồ, Dương Thiên Minh hơi động tâm nên nói. Tiểu Triệu là người ở đâu? Nhà tôi ở nhà máy dệt Giang Khẩu. Triệu Quốc Đống nói. Ở Giang Miếu sao? Dương Thiên Minh hơi giãn lông mày một chút, bảo sao Lưu Triệu Quốc lại có thể qua lại với Tiểu Triệu này. Giang Miếu là nơi phồn hoa nhất trong mắt Dương Thiên Minh và Lưu Triệu Quốc hồi bé. Cậu còn có sư phụ sao? Sư phụ cậu làm gì? Bí thư Dương nếu đã sống ở Giang Miếu một thời gian thì ngài chắc cũng biết đạo quan phía sau nhà máy dệt chứ. Triệu Quốc Đống cười nói. Ồ, Dương Thiên Minh suy nghĩ một chút, đã lâu nên có nhiều điều mơ hồ. Ừ. Có một đạo quán, trong đó hình như có một đạo sĩ điên điên khùng khùng. Sư phụ mà cậu nói là lão đạo sĩ đó. Lúc bé không có việc gì tôi liền tới đó, sư phụ mang theo anh em chúng tôi đến Ninh Giang câu cá, hoặc là vào núi Vân Thai bắt thỏ, cảm giác đó cả đời khó quên. Lời Triệu Quốc Đống nói làm Dương Thiên Minh bắt đầu nhớ lại hồi xưa. Sông Ninh Giang và núi Vân Thai để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng y. Một lúc sau Dương Thiên Minh mới thở dài nói. Vị lão đạo sĩ vẫn còn sống chứ? Vâng, 4 năm trước đã rời khỏi Giang Khẩu. Ông đã ra ngoài đi vân du, ông nói có duyên sẽ gặp lại. Triệu Quốc Đống cười nói. Dương Thiên Minh gật đầu. Triệu Quốc Đống đã kéo lên suy nghĩ trong lòng của Dương Thiên Minh, lúc này y không còn muốn câu cá mấy. Chẳng qua y cũng có thêm cảm giác gần gũi không nói thành lời với Triệu Quốc Đống. Tiểu Triệu, cậu bây giờ hình như được phái xuống cơ sở rèn luyện phải không? Hình như là từ sở giao thông xuống. Tôi nhớ thời gian các cậu xuống là 3 năm, hết năm nay là đủ phải không? Dương Thiên Minh như tùy ý mà nói nhưng lại làm Triệu Quốc Đống rất hưng phấn. Hắn coi như thành công hóa giải cảm giác xa lạ với Dương Thiên Minh. Hắn mượn cuộc sống trước đây kéo gần khoảng cách đôi bên, điều này có nghĩa hắn tiến thêm một bước tới thành công. Bí thư Dương đúng là nhớ chính xác, chúng tôi xuống huyện 3 năm, năm nay là hết. Triệu Quốc Đống nói. Chẳng qua tôi có thể ở lại đó vài năm. Ồ, Dương Thiên Minh ngẩn ra nhưng lập tức phản ứng. Cậu bây giờ vẫn là phó chủ tịch huyện ư? Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Tháng trước tôi được bổ nhiệm làm bí thư huyện ủy. Bí thư huyện ủy. Dương Thiên Minh cười cười nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Xem ra tôi già nên hoa mắt, nhìn rồng mà nghĩ là rắn. Dương Thiên Minh đúng là có chút kinh ngạc. Không đầy 3 năm từ một cán bộ kiêm nhiệm trở thành bí thư huyện ủy. Mặc dù Ninh Lăng nghèo nhưng cũng là phá vỡ lịch sử phải không? Dương Thiên Minh đúng là có chút kinh ngạc về Triệu Quốc Đống, bảo sao Lưu Triệu Quốc lại cố ý mang cậu thanh niên này tới giới thiệu với mình. Bí thư Dương nói đùa rồi. Triệu Quốc Đống cười nói. Xem như cơ quan trực thuộc sở xuất hiện nhân tài, ai cũng nói các cơ quan này xuống cơ sở sẽ không thích ứng được, tôi thấy Tiểu Triệu đã phá vỡ quan điểm kia.
Dương Thiên Minh đương nhiên hiểu rõ muốn lên làm bí thư huyện ủy thì không chỉ dựa vào chỗ dựa và quan hệ là được. Nếu nói tới quan hệ, chỗ dựa thì lần đó có một loạt cán bộ từ văn phòng tỉnh ủy, văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh được phái đi, có ai không có chỗ dựa mạnh. Nhưng anh xuống cơ sở rèn luyện có thể, thậm chí có thể điều về cơ quan, lên một bậc cũng được nhưng xuống dưới làm bí thư huyện ủy mà không có bản lĩnh thì không thể. Một huyện, mấy trăm ngàn người giao vào tay anh dựa vào mồm mép hoặc là bên trên có người ủng hộ mà làm bí thư hồ sao. Đám người thị ủy Ninh Lăng cũng phải suy nghĩ xem anh có thể làm tốt và ngồi ổn định ở vị trí này không. Tiểu Triệu trước đây làm gì? Tôi sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát liền đến công an huyện Giang Khẩu làm vài năm, sau đó làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát huyện Giang Khẩu một năm, sau đó đến xã làm phó bí thư đảng ủy vài tháng rồi lên phòng cao tốc sở giao thông làm một thời gian rồi gặp cơ hội xuống cơ sở rèn luyện. Sau đó được thị ủy Ninh Lăng điều tới Hoa Lâm làm phó chủ tịch huyện, năm trước được bầu làm chủ tịch huyện. Quốc Đống rất tự tin mà giới thiệu qua về lai lịch của mình. Dương Thiên Minh có thể ngồi ở vị trí phó bí thư tỉnh ủy thì cũng không phải người quá cổ hủ, chẳng qua tính cách hơi thẳng mà thôi.